Chương 2889, người anh em, anh đảm đương trách nhiệm đi. Anh có choáng cũng đừng có đùa quá như vậy chứ. Diệp Phàm cười đến thiếu chút nữa là thở không ra hơi rồi. Để tôi hỏi lại lão lang, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Người này dường như không phải tìm anh em của tôi để vui đùa mà là đánh thực à. Ông đây mới ở trình độ sơ cấp sao có thể đánh thắng được mày. Đừng đùa, ông đây nhận thua. Vương Nhân Bàng nói. Lão lang nói như thế nào? Diệp Phàm truy vấn, nhưng thật ra là rất hiếu kỳ. Còn có thể nói như thế nào, rõ ràng ông ta đặt mông ngồi lên bàn làm việc của tôi. Cái mông kia ngay trên đầu tôi, hơn nữa, hai cái đùi còn lay một cái trước mặt tôi. Đôi chân kia cực thối, thiếu chút nữa là xông chết tôi. Ông ta vẫn mắng tôi, không nói, nói cái gì, sau lưng anh em cũng một đao, và nói nhảm rất nhiều. Đương nhiên tôi không thừa nhận những thứ này, tuy nhiên, sau đó lão lang nói cậu đừng choáng nha, công lực của tôi cũng khôi phục đột phá được đến cấp 10 đẳng như cậu nói. Tôi lập tức phủ nhận, tuy nhiên, lão lang có rất nhiều chiêu thức, nói chuyện này là do tổ trưởng cung nói. Tôi quính lên tức giận đến mắng lão cung không ra cái gì cả, không ngờ bán đứng tôi. Chưa biết được là lão lang lôi kéo tôi vào, lúc ấy đúng là tôi hồ đồ, mới trúng kế của lão lang. Những lời đã thốt lên cũng không thể thu về được, lão lang kia khí phách. Đập một cái xuống bàn làm việc của tôi. Và nhìn bộ dạng của ông ta tôi không bị đánh chết chắc ông ta sẽ không chịu rút lui. Tôi thấy không ổn, lão lang này vẫn rất tàn nhẫn. Đoán chừng là ai nói cũng không có tác dụng. Đến lúc đó cho dù là lão lang xin lỗi bồi thường cho tôi nhưng cũng chẳng giảm đi được đau đớn. Anh hùng chẳng sợ xấu mặt, tôi cũng đành phải xin lỗi rồi. Vương Nhân Bàng nói đến đoạn xin lỗi không ngờ liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm sửng sốt, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ thằng này đem tôi đưa đi ra ngoài, miệng cũng hỏi. Giờ phải làm như thế nào? Ôi, chết nghèo không bằng chết vì bạn bè, không có cách nào khác à. Vẻ mặt Vương Nhân Bàng phỏng chừng cay đắng thở dài. Cái gì, chết vì nghèo không bằng chết vì bạn bè, anh bị choáng đến mức điên rồi sao? Giọng nói của Diệp Phàm lập tức thô lại không ít. Không có cách nào khác Diệp Phàm, cậu cũng không thể nhìn tôi bị lão lang đánh cho thành người tàn phế đúng không? Hơn nữa, võ công của cậu so với lão lang cao hơn. Cho dù ông ta đã biết cũng không có biện pháp nào. Đến lúc đó, ha ha, nếu ông ta còn muốn chút giận, cậu chỉ cần giơ quả đấm thôi. Ông ta không còn trung thành nữa rồi. Giờ không có biện pháp gì, nắm đấm chính là một đạo lý cứng rắn. Đoán chừng là Vương Nhân Bàng không ngừng cười gượng. Anh ý, thật ra tự mình phơi mình ra. Việc này rõ ràng là anh để lộ bí mật với tổ trưởng cung, tôi không làm chuyện gì cả. Đến bây giờ còn như lọt vào trong sương mù đấy. Và nếu lão lang biết, rất có thể ông ta sẽ điều chỉnh thêm lần nữa. Vốn là tôi hy vọng ông ta đến quân khu tỉnh Thiên Vân để ủng hộ tôi đấy, bây giờ nhất thời thay đổi, tôi lại bị mất đi một người giúp đỡ rồi. Diệp Phàm hừ nói. Không có biện pháp, chắc chắn phải điều chỉnh lại. Nghe nói lão cung hành động nhanh chóng, lập tức gọi lão lang đến hỏi. Lão lang cũng không chịu nổi chính sách tấn công này, cuối cùng đành phải nộp vũ khí đầu hàng thừa nhận mình bây giờ mới ở cấp 10 đẳng. Nhìn bộ dạng như vậy, lão cung cao hứng. Cho nên... Vì việc núi xương bối, ngay lập tức lão cung đi đến văn phòng. Đi đường cũng nhanh chóng, ngay lập tức nhận được sự hướng dẫn, bởi vì núi xương bối không thể thiếu được cao thủ bảo vệ. Không thể xác định được núi xương bối không an toàn. Cho nên, buổi sáng hôm nay lão lang lại bị gọi đến nói chuyện. Thật ra không phải là để nói chuyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban quân giới đọc quyết định bổ nhiệm đồng chí Lang Phá Thiên là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Tư lệnh quân khu tỉnh Việt Đông. Đóng quân trên núi Sương Bối, hơn nữa, quyết định yêu cầu tối nay lão lang phải có mặt. Không được chậm trễ. Phỏng chừng lão lang cũng đã nhanh chóng đến Việt Đông rồi. Cho nên, việc này, không có cách nào khác rồi. Như vậy, coi như chuyện lần này tôi nợ cậu một ân tình đúng không? Lần sau nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ đền đáp. Vương Nhân Bàng cười nói. Anh muốn nhờ tôi làm việc gì? Diệp Phàm châm chọc. Ha ha, không có cách nào khác. Phỏng chừng lão lang đến Việt Đông lập tức sẽ đi tìm cậu. Đến lúc đó ở trước mặt ông ta tôi hy vọng cậu có thể thừa nhận việc này là do cậu làm. Anh em ta không có chút quan hệ nào. Với phí khách của Diệp Phàm cậu, lão lang cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo phải không? Vương Nhân Bàng không ngừng cười gượng. Được rồi, vậy anh nợ tôi một ân huệ lớn. Đến lúc tôi cần anh phải giúp đỡ tôi đầu tiên. Trong lòng Diệp Phàm sửng sốt,
quay người lại vui mừng nhíu mày. Lão lang đã tới có lẽ còn có thể giúp đỡ mình xác định rõ chuyện bãi yến nguyệt. Có người ủng hộ tốt hơn so với không có người nào ủng hộ. Hơn nữa, sau này nhà máy phi không ở Việt Đông phát triển mạnh, có lão lang ở trong ban thường vụ tỉnh ủy nói vài câu cũng có thể coi như là một biện pháp tốt. Không thành vấn đề. Phỏng chừng Vương Nhân Bàng ở đầu dây bên kia đang vỗ ngực. Ha ha, chuyện tôi muốn tìm cậu chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng giải quyết được, đến lúc đó anh đừng có mà quyệt nợ đấy, nắm đấm của tôi cũng không phải là bùn nặn giấy đâu. Diệp Phàm cũng cười lên hai tiếng. À, việc này, xong rồi, tôi xong rồi. Vương Nhân Bàng thật sự buồn bực, không thể cười được, phỏng chừng mặt như quả mướp đắng rồi. Không có gì, chết vì nghèo không bằng chết vì bạn bè. Chúng ta là anh em, anh có cống hiến cũng là vì anh em có phải không? Diệp Phàm cười khan nói, tự nhiên muốn đả kích người này một chút, đã bị anh ta đùa bỡn còn mong muốn che miệng mình hay sao? Làm thế nào mọi chuyện tốt đẹp, nói thì dễ nghe. Vương Nhân Bàng nói thầm một câu rồi cúp điện thoại. Buổi tối khi tư lệnh viên Đàm đang ngồi trên ghế salon trong nhà đọc báo, Bộ trưởng Long vội vàng đi đến. Tôi nói lão Long, làm sao vẻ mặt vẫn xanh sao? Liếc mắt nhìn Long Học Tiến một cái, trong mắt tư lệnh Đàm hiện lên vẻ kinh ngạc, có chút nghi hoặc. Thật sự là rất tà môn. Trưởng ban Long ngồi xuống, thuận tay đặt cặp công văn trên bàn bên cạnh, chọc tức. Có phải là sư trưởng Kiều không nể tình không? Tư lệnh Đàm hỏi, cảm thấy có chút lạ. Vẫn nói những lời dễ nghe, đoán chừng là không dám đắc tội quá mức với thần tài quân khu tôi đây. Dù sao tiền của bọn họ đều được nắm giữ ở trong tay chúng ta. Tuy lời nói có dễ nghe, nhưng, không có câu nào thật cả. Tôi vừa mới nói chuyện nhà máy phi không, người này liền bắt đầu ngăn cản. Kéo dài thời gian, nói về chuyện thi võ gần đây trong quân khu, còn át chủ bài của quân khu không đủ sức đã đánh mất thể diện. Cho nên, cuối cùng anh ta cũng chưa có gì, đem tinh lực chủ yếu huấn luyện phía trên. Hơn nữa còn nói không lâu nữa sẽ đích thân mang binh lính đến địa phương huấn luyện. Thật sự xin lỗi vì nói nhảm. Hơn nữa, đến lúc sau còn nói việc huấn luyện cần một khoản tiền lớn, hy vọng ban hậu cần quân khu có thể giúp đỡ để sư đoàn Hồng Kiếm duy trì nhiệm vụ. Ra sức ủng hộ cho bọn họ tiền của sức lực, lúc ấy tôi tức giận đến mức còn cố ý hỏi anh ta còn cần bao nhiêu, không ngờ anh ta cũng dám nói ra, nói là còn cần 5 đến 60 triệu. Bởi vì cần phải đổi mới một số thiết bị huấn luyện. Bộ trưởng Long nói. Ông cũng nói rõ ràng là gần đây ban hậu cần quân khu cũng thiếu thốn, địa phương nào cũng cần tiền, địa phương nào cũng cần sửa chữa phòng ở, mà lính ở cảng mới càng cần tiền hơn đúng không? Tư lệnh Đàm mỉm cười. Điều đó là đương nhiên, anh ta cố tình, đẩy, vào đương nhiên tôi cũng không thể trả lại chỗ tốt có phải không? Muốn chỗ tốt cũng được dù sao cũng phải chắc chuyện phi không cái đã, không bỏ ra chút sức nào mà đòi tiền đòi trang bị. Không cho. Trưởng ban Long nói. Ha ha ha. Tư lệnh Đàm mỉm cười, nói. Tính tình lão Long ông vẫn còn trẻ con quá. Người ta là sư đoàn Hồng Kiếm con cưng của quân khu chúng ta. Ông thấy chưa, tư lệnh Trương vừa đến đảm nhiệm lập tức đã gọi Kiều Thế Hào lên để gặp. Hơn nữa sẽ chiếu cố đáp ứng một khoản tiền cho sư đoàn Hồng Kiếm. Chỉ có điều yêu cầu sư đoàn Hồng Kiếm nhất định phải có được thành tích. Quân khu cũng không thể thua sư đoàn về tất cả mọi phương diện. Không thể đánh mất hình ảnh của quân khu. Ông đẩy việc này ra, đến lúc đó đồng chí sư trưởng Kiều đâm một cái với tư lệnh Trương, ông đã có thể bị ăn gậy rồi. Ai cũng mặc kệ, dù sao tôi cũng không có tiền. Không có cách gì có tiền cả, hơn nữa, nếu anh ta dám nói với tư lệnh Trương, tôi cũng lập tức nói ra thái độ của anh ta. Việc cảng quân sự là chuyện lớn của cả quân khu, Kiều Thế Hòa là một thành viên nòng cốt trong bộ máy quân khu, cũng không thể không xem chuyện đại sự của quân khu ra gì có phải không. Hơn nữa. Xét cho cùng, bộ dạng của tôi như thế này không phải là vì muốn xây dựng một cảng quân sự tốt hay sao, cuối cùng không phải là để phục vụ cho quân đội. Kiều Thế Hào anh cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ có phải không? Bộ trưởng Long nói. Ha ha, anh lo lắng quá nha. Tư lệnh Đàm cười nói. Việc này anh ta không đồng ý tôi cũng không đồng ý, anh ta đồng ý tôi cũng đồng ý, xem thái độ của anh ta thế nào. Tuy nhiên, tôi cũng có chút buồn bực. Tại sao Kiều Thế Hào kiên quyết, đẩy chuyện này ra như vậy? Phải biết rằng, nếu anh ta có thể cùng trợ giúp chúng ta, lúc ấy tôi cũng sẽ cân nhắc. Nói là việc này nếu anh ta có thể làm được, tôi sẽ báo cáo chi tiết với hai vị lãnh đạo tư lệnh Đàm và tư lệnh Trương.
Tư lệnh Trương nói nhất định năm nay cảng quân sự phải xong. Đến lúc làm xong chẳng lẽ Kiều Thế Hào còn ám muội hay sao? Lão Đàm, ông nói đi, việc này có phải hay không rất kỳ lạ không? Bộ trưởng Long hỏi. Ừ, thật là có chút tà môn. Tư lệnh Đàm cũng hiểu có chút khéo léo, ngẫm nghĩ một chút, nói. Chúng ta cân nhắc một chút, Kiều Thế Hào, đẩy, chuyện này, khẳng định không phải anh ta sợ Diệp Phàm. Chỉ là một chủ tịch công ty, Kiều gia đại viện còn có thể sợ sao? Nhưng vì sao Kiều Thế Hào kiên quyết, thoái thác như thế? Chẳng lẽ Kiều Thế Hào biết Diệp Phàm, hoặc là hai người bọn họ có quan hệ gì đó? Một câu nói khiến tỉnh cả người. Bộ trưởng Long vỗ đùi, nói. Việc này là rất có thể, Kiều Thế Hào chỉ nhiều hơn Diệp Phàm mấy tuổi, cả hai đều là nhân tài kiệt xuất. Chẳng qua so sánh với Diệp Phàm, một người ở quân đội một người ở công ty thôi. Tuy nhiên, hiện tại tôi cũng không rảnh để suy nghĩ mấy thứ này. Tư lệnh Đàm, tôi nghĩ, việc này còn phải báo cáo trực tiếp với Tư lệnh Trương. Việc này có phải báo cáo một chút với tỉnh ủy Việt Đông không? Để chính quyền địa phương ra mặt nói giải phóng mặt bằng cũng hợp tình hợp lý hơn. Mà chủ yếu chúng ta còn thiếu một giấy phép giải phóng mặt bằng thôi. Nếu Bộ Quốc phòng có thể có văn bản xuống dưới, bất đắc dĩ phải làm thôi. Chương 2890, Điền Nhất Đao đã cắn câu. Thế này nhé, tôi sẽ đi phối hợp với tư lệnh mới của tỉnh ủy Việt Đông Lang Phá Thiên trước một chút. Xem anh ta nói thế nào, tin rằng tư lệnh Lang sẽ ủng hộ chúng ta. Rồi thông qua anh ta phối hợp với tỉnh ủy, như vậy thì tiện hơn nữa hợp lý, hợp tình, hợp pháp. Tư lệnh Đàm nói, tư lệnh quân khu tỉnh thay người rồi sao? Trưởng ban Long vẻ mặt ngạc nhiên, tin này sao mình không biết gì? Đồng chí Lang Phá Thiên đến. Tư lệnh Đàm nói, quá đột ngột, việc này dường như không có một chút tin tức nào. Thật là lạ, sao lại đột ngột như vậy? Trước kia đều phải trưng cầu ý kiến của quân khu trước mà. Trưởng ban Long vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Lão Long à, có gì lạ đâu, sao anh cứ đa nghi thế? Cấp trên quyết định như vậy chắc chắn có lý của cấp trên, hơn nữa, điều chỉnh vị trí cũng là việc bình thường mà. Chỉ là lần này điều chỉnh rất nhanh, căn bản không thông qua cấp dưới. Một tiếng trước đồng chí Lang Phá Thiên đã đến nhậm chức, tôi và tư lệnh Trương cũng đã cùng đến đó. Khi đó không có ai tôi hỏi nhỏ tư lệnh Trương, không ngờ tư lệnh Trương cũng nói trước đó cũng không gặp cấp trên. Tuy nhiên, tư lệnh Trương cũng nói, đây là quyết định của cấp trên, chúng ta phải phục tùng vô điều kiện. Hơn nữa, đồng chí Lang Phá Thiên là cục trưởng cục cảnh vệ trung ương xuống. Đồng chí có thể ngồi vào vị trí này nhất định là một hảo thủ. Anh ta đến thực sự có thể tăng cường thực lực của quân khu chúng ta. Hơn nữa, đồng chí Lang Phá Thiên còn kiêm cả chức tham mưu trưởng quân khu về huấn luyện. Anh nghĩ thế nào? Tư lệnh Đàm cười hà hà. Tham mưu trưởng quân khu về huấn luyện, chức vụ đó chính là tổng chỉ huy về công tác huấn luyện. Không có thực lực thì không thể nào ngồi vào đó được. Tuy nhiên, đồng chí Lang Phá Thiên từ chỗ đó xuống, ở vị trí này chắc là chẳng ai dám nói gì. Nghe nói đồng chí ngồi ở vị trí đó là người của tổ A, tổ chức thần bí nhất đất nước. Hơn nữa trong tổ đồng chí phải là người có phân lượng tương đối thì mới có tư cách đảm nhiệm chức vụ thủ trưởng đoàn bảo vệ nội bộ. Trưởng ban Long không ngờ lại lắm chuyện đến thế. Ha ha ha, đối với chúng ta tổ A chỉ là truyền thuyết. Tuy nhiên, tin rằng tư lệnh Trương nhất định sẽ biết bí mật này. Cấp bậc của anh và tôi vẫn chưa đủ cao mà. Tư lệnh Đàm cười nói. Ha ha ha. Cũng sắp đến lúc tư lệnh Đàm biết rõ về bí mật này rồi. Còn xa lắm, lão Long anh thật biết nói đùa. Diệp Phàm rất lấy làm lạ, lão Lang nghe nói người này tối đã đến Việt Đông nhậm chức. Gã phải biết mình giờ đang ở thành phố Việt Châu, nhưng lão Lang lại không hề liên lạc với Diệp Phàm. Chẳng lẽ gã đã giận rồi, Diệp Phàm trong lòng có chút buồn bực, không hiểu thế nào. Tuy nhiên, 9 giờ tối đồng chí Cung Khai Hà đã gọi điện đến nói. Diệp Phàm. Việc ở núi Sương Bối cậu có thể bỏ qua. Tổ đã sắp xếp đồng chí Lang Phá Thiên đến tiếp nhận rồi. Tuy nhiên về việc người cậu phụ trách chiêu mộ, trong tổ phân công cho cậu một nhiệm vụ. Đó là trong vòng nửa năm cậu phải chiêu mộ được một cao thủ lục đẳng vào tổ. Đồng chí Lang Phá Thiên tiếp quản, việc này đồng chí Lang Phá Thiên công lực đã bị phế rồi. Ông để cho cậu ta phụ trách hộ vệ bên cạnh núi Sương Bối chẳng phải là có chút không phù hợp sao. Đến lúc đó đừng nói là cao thủ kiểu Dạ Đương. Một người tứ, ngũ đẳng cũng có thể xử lý đồng chí Lang Phá Thiên. Diệp Phàm đương nhiên cố ý giả ngốc,
bởi vì việc này là do Vương Nhân Bàng tiết lộ mà. Nếu không giả vờ thì chẳng phải là đã biến thành lừa dối tổ rồi. Việc này nếu cung muốn truy cứu thì trách nhiệm sẽ rất lớn. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng tin rằng cung Khai Hà sẽ không làm thế đối với mình. Chỉ là nếu cung lấy việc này để uy hiếp yêu ầu mình phải nhận thêm một việc nữa để che đậy việc này thì chẳng phải là lại bận rộn rồi không? Hơn nữa việc mà cung giao phó đều là những việc rất khó, trong tổ đều không còn cách gì. Diệp Phàm đương nhiên không thể biến mất được. Ồ, việc này cậu vẫn chưa hiểu rõ sao? Cung tổ tỏ ra có chút ngạc nhiên hỏi. Việc gì? Diệp Phàm đương nhiên vẫn tiếp tục giả vờ. Đồng chí Lang Phá Thiên lần này đã dẫm phải phân chó rồi, không ngờ lại được sự tương trợ của tiền bối Phi Linh đang nha nha. Không chỉ đã khôi phục lại công lực, mà còn đột phá lên đến cảnh giới cao nhất của thập đẳng. Vì thế dựa vào thực lực của gã thì hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ bảo vệ núi Xương Bối. Việc này cũng là giảm bớt gánh nặng cho cậu mà. Hơn nữa lại có mấy dạ đương đến nữa. Lần này lại trang bị thêm cửa sắt công nghệ cao dày 5 phân nữa. Dù dạ đương có đến thì cũng không thể mở ra được trong thời gian ngắn. Chúng ta có sung ống, dạ đương thực sự muốn đến để chết à? Cung Khai Hà cười ha hả, xem ra cảm xúc của lão đang rất tốt. Thế thì phải chúc mừng tổ lại có thêm một đại cao thủ nữa rồi. Diệp Phàm men theo sườn núi để xuống. Cậu thực sự không biết đồng chí Phá Thiên đã hồi phục được công lực. Cung Khai Hà hỏi. Bây giờ đã biết rồi, tôi phải nhanh chóng gọi điện cho lão lang để chúc mừng một chút. Diệp Phàm nói và muốn gác điện thoại. Chờ đã, đồng chí Diệp Phàm, đừng vội nhé, nghe nói đồng chí Phá Thiên lần này đột phá là nhờ gặp được tiền bối Tuyết Nha Nha ở biệt thự Hồng Diệp Bảo. Câu này của Cung Khai Hà vừa nói ra trong lòng Diệp Phàm thầm kêu lên xui xẻo, ai đã tiết lộ thế? Ha ha, chiếc kim trong bọc đã bị lòi ra, Diệp Phàm gượng cười hai tiếng, đương nhiên không thể trả lời được. Thôi, lần này sẽ không truy cứu, sau này không được giả dối nữa. Đồng chí Diệp Phàm, cậu nghĩ xem, cậu để một đại cao thủ lãng phí trong quân đội bình thường như vậy, đây là thể hiện vô trách nhiệm đối với đảng và đất nước. Vốn phải đánh vào mông cậu, tuy nhiên cậu nhanh chóng chiêu mộ cao thủ lục đẳng vào, xem như là lấy công chuộc tội. Đương nhiên Cung Khai Hà không thể dễ dàng bỏ qua cho Diệp Phàm, tiếp tục gây sức ép. Việc này là đồng chí Phá Thiên yêu cầu không nói ra. Tôi cũng chẳng có cách nào, quan hệ giữa tôi và cậu ta ông cũng không phải không rõ. Không thể bán bạn cầu vinh, đến khi đó, đồng chí Phá Thiên chẳng trách tôi chết mất. Tôi cũng là không có cách nào mà thôi. Diệp Phàm dở bài tình cảm. Bạn bè thì bạn bè, đại sự có lợi cho nước, cho dân thì cậu phải kiên quyết lập trường với của mình. Hơn nữa, đây cũng là một việc tốt mà, chúng ta không tiếp tục để cậu ta đến công tác tại quân khu địa phương nữa. Hơn nữa, lần này nhiệm vụ truyền xuống rất nhanh. Chủ tịch Đường đích thân chủ trì bộ máy lãnh đạo quân giới thảo luận. Chỉ có 5 phút, toàn thể thành viên bộ máy đều thông qua. Điều này chứng tỏ mọi người vẫn rất coi trọng đồng chí Phá Thiên. Cung Khai Hà ra vẻ đang cảnh cáo Diệp Phàm. Đúng vậy, tiểu Diệp tôi sẽ nhớ kỹ lời dạy bảo của tổ trưởng cung. Diệp Phàm cười nói. Nghiêm túc một chút, còn dạy bảo, tôi vẫn chưa chết. Cung Khai Hà nói, cũng nói đùa. Sáng ngày hôm sau, Lang Phá Thiên còn chưa điện thoại. Diệp Phàm đã không chịu được muốn gọi trước để hỏi thăm. Tuy nhiên, ngẫm lại cũng nhịn được, không chừng lão lang vừa nhậm chức việc rất nhiều. Hơn nữa bên phía núi Xương Bối lại muốn qua thăm, chẳng có thời gian để gọi điện. Tuy nhiên, 10 giờ sáng Diệp Phàm lại nhận một cuộc điện thoại lạ. Giọng một người đàn ông truyền đến nói. Xin hỏi chủ tịch Diệp của tập đoàn Hoành không phải không? Anh là ai? Diệp Phàm vừa nghe. Giọng nói này dường như đã nghe qua ở đâu đó rồi. Tôi là Điền Nhất Đao ạ, chính là nhà hàng mì Đao Tước Điền Thị ở thành phố Cảng Cửu. Có lẽ Diệp Tổng cũng đã nghe qua chúng tôi. Trước mắt chúng tôi vẫn chưa khai thác thị trường đại lục. Tuy nhiên, không lâu nữa sẽ tiền công vào đại lục. Chuẩn bị kinh doanh liên hoàn. Điền Nhất Đao nói. Thế thì chúng tôi chúc mừng Điền Tổng. Diệp Phàm cười nói, trong lòng đã hiểu rõ một chút. Có lẽ là lời nói ngày trước của mình đã có tác dụng với Điền Nhất Đao. Trong lòng nghĩ bẫy ta răng ra người cứ thế mà chui vào. Việc này, Diệp Tổng, hôm đó anh nói bệnh của tôi bệnh viện không có cách điều trị khỏi. Việc này, có phải là có ý gì khác phải không? Điền Nhất Đao không giấu nổi, hỏi thăm dò. Ha ha, bệnh viện Cảng Cửu cũng có sự nổi tiếng nhất định trên thế giới. Họ chữa khỏi bệnh của anh sao không?
Diệp Phàm cố ý hỏi, Điền Nhất Đao bị ngũ độc giáo hạ độc si tử, bệnh viện có thể chữa khỏi mới lạ. Bọn họ nói kiểm tra không ra, việc này, không giống như bệnh. Tuy nhiên, toàn thân của tôi đau, ngứa, rất khó chịu. Những lời hôm đó Diệp Tổng nói, có phải Diệp Tổng biết có người có thể chữa khỏi bệnh của tôi? Quả nhiên Điền Nhất Đao gọi đến có mục đích, gã cũng là một người thông minh. Thật sao? Diệp Phàm hỏi, đương nhiên muốn gã cắn câu. Đúng là như thế. Hơn nữa, tôi còn phát hiện, tôi vốn đã cùng một dị nhân luyện võ công một thời gian. Dường như năng lực của loại võ công này dường như mất đi theo thời gian. Hơn nữa mất rất nhanh, tôi vốn một cước có thể đá vỡ 6, 7 viên gạch liên tiếp là không vấn đề gì. Sáng nay thử thì thậm chí chỉ 5 viên gạch cũng không vỡ, có lẽ chính do bệnh này. Nếu Diệp Tổng biết người nào có thể chữa khỏi bệnh của tôi, Điền Mỗ tuyệt đối sẽ hậu tạ chu đáo. Điền Nhất Đao không nhịn được nữa. Thất đẳng của ngươi đừng nói là đá vỡ 7, 8 viên chứ 10 viên cũng chẳng thành vấn đề mà, trong lòng Diệp Phàm nghĩ vậy và nói. Việc này tôi vốn không rõ tình trạng của anh, tuy nhiên, tôi đã từng thấy qua người có tình trạng giống như anh. Khi đó người đó dường như là bị người ta ám hại. Sau đó có một vị lão tiền bối ra tay chữa khỏi bệnh của anh ta. Vị tiền bối đó là ai, bây giờ ông ấy ở đâu? Điền Nhất Đao thốt ra, gã tỏ ra rất lo lắng. Việc này, Diệp Phàm tiếp tục giăng câu. Diệp Tổng, nếu anh có thể cung cấp tin tức nơi đó, tôi sẽ đưa ra một cái giá, tiền triệu Điền Mỗ cũng có thể trả. Chỉ cần tìm được vị tiền bối đó, bất kể chữa được hay không, Điền Mỗ lập tức trả 1 triệu đô la Hồng Kông. Điền Nhất Đao còn cho rằng Diệp Phàm muốn làm giá, đành phải đưa tiền ra. Tôi cũng lâu rồi không gặp ông ta, tuy nhiên, tôi có người bạn có cách liên lạc với ông ta. Tôi có thể cung cấp cho anh. Có điều nghe nói vẫn có chút vấn đề. Diệp Phàm cố ý thả câu. Vấn đề gì, xin Diệp Tổng hãy nói. Điền Nhất Đao truy hỏi. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, có lẽ người ta không cần tiền. Người ta là một đại cao thủ, tiền căn bản không đáng để chú ý. Diệp Phàm nói. Có điều kiện thì có thể thương lượng, Diệp Tổng, anh hãy nhanh nói cách liên lạc cho tôi đi. Điền Nhất Đao gần như cầu khẩn. Thế này nhé. Nếu anh có thời gian đến thành phố Việt Châu, người đó cũng đang ở đây, bây giờ tôi cũng đang ở thành phố Việt Châu giải quyết công việc của phân xưởng. Anh qua đây tôi sẽ cho giới thiệu anh. Diệp Phàm thừa cơ thả câu. Sau khi cúp điện thoại Diệp Phàm lập tức báo cáo tin này cho đồng chí Cung Khai Hà, ông ta nghe xong rất thoải mái cười không ngớt, khen ngợi Diệp Phàm làm việc tốt, có mắt nhìn người, là một bá nhạc bẩm sinh. Chương 2891, Bí thư Triệu nhắc nhở. Tổ trưởng Cung, lần này tôi đã lập được công lớn cho tổ, cung cấp cho các ông một cao thủ thất đẳng. Cao hơn một cấp so với nhiệm vụ các ông giao cho. Vì thế lần này việc của nhà máy phi không quả thực đến khi gặp vấn đề thì ông phải giúp đỡ rồi. Bọn họ bắt tôi phải đến xin phê duyệt của Cục Phòng vệ. Ông chẳng phải chính là cố vấn đặc biệt của Cục Phòng vệ sao? Hơn nữa còn là thượng tướng, ủy viên ủy ban quân giới. Việc tôi giúp ông đã giúp rồi. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Hừ, lần này cậu chỉ là cung cấp thông tin, cậu vẫn chưa đưa được Điền Nhất Đao vào tổ. Người này thân thủ thất đẳng, đồng ý hay không vẫn là một vấn đề lớn. Hơn nữa, hộ khẩu của người ta ở Cảng Cửu, nếu không đến thì chúng ta thực sự có chút phiền phức. Đương nhiên, nếu cậu có thể thuyết phục được anh ta gia nhập thì tôi sẽ xem xét việc của cậu. Chúng ta đều là đồng chí mà, giúp đỡ lẫn nhau là đương nhiên. Cung Khai Hà nói. Cáo già. Diệp Phàm thầm chửi một câu, miệng nói. Vậy thì tổ phải lập tức phái người xuống bàn bạc cùng anh ta. Ôi, đáng tiếc lão Lý ốm rồi. Nếu không ông ta đi là hợp lý nhất. Thế này nhé, bảo đồng chí Phá Thiên phụ trách việc này. Nếu Điền Nhất Đao có thể chiêu mộ được, cho anh ta gia nhập đội bảo vệ núi Sương Bối. Đương nhiên, ban đầu anh ta sẽ không quen, cứ từ từ, người ta luôn phải có giai đoạn quá độ mà. Đội bảo vệ núi Sương Bối chính là nơi tốt để cho anh ta rèn luyện ý chí và sắp xếp công việc. Cung Khai Hà nói. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ trong tổ. Diệp Phàm nói. Thái độ của cậu rất tốt. Cung Khai Hà nói tiếp. Tôi phải nhanh chóng cho người đi điều tra thân phận của Điền Nhất Đao. Thẩm tra chính trị chính là cửa thứ nhất của việc gia nhập tổ A. Thẩm tra chính trị không qua thì dù có là cao thủ lợi hại chúng ta cũng không thể sử dụng được. Nửa giờ sau. Lang Phá Thiên ngồi trên chiếc xe jeep quân dụng đã đến nhà máy phi không. Người anh em, tôi vẫn tưởng rằng cậu không để ý đến tôi nữa.
Diệp Phàm cười và ra đón tiếp. Anh còn nói không biết ngại. Lang Phá Thiên vẻ mặt lạnh lùng nói. Xin lỗi, việc này nhất thời tôi không cẩn thận đã để lộ ra. Ngực cũng có lúc mất đi móng trước, người cũng có lúc sẽ nhỡ lời. Diệp Phàm nói. Thôi đi, tôi thừa biết là anh cố ý. Đừng ở đó mà giả vờ nữa, không phải tổ trưởng cung người ta giao việc của núi Xương Bối cho anh không thành thật. Vì bản thân mà nỡ bán đứng anh em, đáng xấu hổ là tôi lại xem anh là anh em tốt nhất. Hóa ra anh em cũng là để đem ra bán đứng. Lang Phá Thiên đặt mông ngồi xuống. Đừng nói những lời như vậy lão lang, thân thủ võ công của cậu bây giờ không phải tiếc nuối nữa rồi. Bây giờ không lộ nhưng qua một thời nữa cũng sẽ bị lộ ra thôi. Hơn nữa, có lẽ cậu cũng không nỡ rời khỏi tổ phải không? Đừng có giả bộ nữa. Vị trí này của cậu nhanh chóng lấy được, chỉ là ở bên núi Xương Bối một chút chứ không phải là bảo cậu đi quỳ gối trước núi Xương Bối. Một công đôi việc, tư lệnh lang cậu chính là tư lệnh quân khu một tỉnh lớn là Việt Đông, ủy viên thường vụ tỉnh, mang cấp bậc thiếu tướng, hoành tráng quá rồi. Nếu không phải có việc này của núi Xương Bối thì có lẽ việc của cậu cũng vẫn có chút liên quan có phải không nào? Diệp Phàm nói. Đúng thế, Diệp lão đại, anh bán đứng anh em tôi vẫn đến đây đó là sự không phải của tôi rồi. Thôi đi, không nói đến những thứ vớ vẩn này nữa. Dù sao tôi có đánh cũng không đánh lại được anh, chỉ có thể đành chấp nhận xui xẻo. Tuy nhiên, sau này đừng như thế nữa. Lang Phá Thiên mới làm tư lệnh được một ngày, không ngờ lại ra dáng như vậy. Buổi tối tôi tổ chức tiệc tiếp đãi anh em. Diệp Phàm vội vàng chuyển đề tài. Hi hi, đồng chí Tiểu Diệp, có phải bây giờ anh đang gặp phải phiền phức phải không? Không ngờ Lang Phá Thiên lại cười trên nỗi đau của người khác. Phiền phức gì? Diệp Phàm hỏi. Chính là việc của nhà máy phi không các anh, chắc anh cũng không hiểu rõ. Sáng tôi đi làm, vừa muốn ngồi xuống làm quen với những thành viên trong bộ máy quân khu tỉnh. Không ngờ Cục trưởng Cục Hậu Cần Quân khu Việt Châu tên là Long Học Tiến lại đến. Nói chuyện với tôi, hy vọng tôi đứng ra kết nối với tỉnh ủy tỉnh Việt Đông một chút. Do địa phương đứng ra thương lượng với nhà máy phi không các anh. Lang Phá Thiên nói. Cậu đừng có dậu đổ bìm leo đi. Diệp Phàm có chút nghi ngờ liếc nhìn Lang Phá Thiên. Ha ha, quân khu Việt Châu người ta đều đã ra mặt cả rồi tôi còn có thể lui sao? Hơn nữa, tôi còn kiêm chức tổng tham mưu huấn luyện quân khu. Là cấp dưới thì phải làm điều gì đó cho quân khu có phải không nào? Nếu không người ta chẳng còn cấp giày cho chúng ta đi nữa. Lang Phá Thiên cười khan hai tiếng. Cậu thật đã liên hệ với tỉnh ủy Việt Đông rồi sao? Diệp Phàm có chút tức giận, trừng mắt liếc nhìn gã. Anh nói xem. Lang Phá Thiên lại ra vẻ. Ha ha, lão lang à lão lang, đừng ở đó mà trêu tôi nữa. Nếu cậu dám làm thế mà cậu còn dám ngồi đó mới lạ. Cậu là người như thế nào chúng ta còn không hiểu sao? Đột nhiên Diệp Phàm cười. Thật sự là như vậy, anh tin tôi lần này cũng không được. Lang Phá Thiên có chút buồn bực nói. Nói đi, sau đó như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Tôi nói tôi vừa đến đây, chuyện gì cũng chưa quen. Việc này muốn phản ứng cũng có thể, nhưng cũng phải chờ sau khi tôi tìm hiểu tình hình rõ ràng cụ thể đã rồi mới liên hệ với bên phía tỉnh ủy. Việc này... Có lẽ nhất thời tôi chưa thể làm được. Nếu chờ được thì chờ. Lang Phá Thiên nói. Đây là việc mà một tư lệnh quân khu tỉnh Việt Đông như cậu nên làm. Diệp Phàm gật đầu, liếc nhìn Lang Phá Thiên nói tiếp. Tuy nhiên, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Đó là đương nhiên, có lẽ sẽ bỏ qua việc tôi trực tiếp liên hệ với tỉnh ủy tỉnh Việt Đông. Việc này, tôi có thể không giúp được. Hơn nữa, tôi tin thủ đoạn của Diệp Lão Đại Anh. Chỉ một chuyện nhỏ thế này sao có thể làm khó được anh? Lang Phá Thiên nói. Cậu thật là quá đáng, không giúp được còn nói những lời khó nghe. Diệp Phàm tôi dựa vào cái gì mà có thể vượt qua được quân khu Việt Châu? Diệp Phàm nói. Diệp Lão Đại Anh không vượt được thì ai có thể vượt qua? Lang Phá Thiên vẫn không đồng tình nói. Dù sao việc này tôi cũng không thể lộ diện, hơn nữa, quân khu tỉnh chúng tôi vẫn là đơn vị cấp dưới của bọn họ. Cùi trỏ làm sao có thể vươn quá đùi phải không? Vì thế việc này tôi xin lỗi. Thôi đi, cậu cũng chẳng còn tình anh em nữa. Đừng nói nữa, bên phía Xương Bối Sơn cậu đã qua đó chưa? Diệp Phàm đành không bàn vấn đề này nữa. Mẹ nó, qua ngày mai chắc thực sự là phiền phức. Tư lệnh quân khu tỉnh phải tự do tiêu diêu một chuyến, không ngờ lại phải lo việc đau đầu này. Lang Phá Thiên chửi một câu.
Có lợi cũng có hại mà, núi xương bối tuy nói không thể trực tiếp tạo ra thành tích, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu trong quân đội. Nếu núi xương bối có thành tích thì những đồng chí có phân lượng trong quân đội có thể chú ý. Điều đó có lợi cho việc thăng quân hàm trung tướng hoặc chức vụ cao hơn nữa sau này của cậu. Diệp Phàm nói, tôi cũng nhìn thấy điểm này, nếu không tôi cũng không làm cái việc mệt người này. Lang Phá Thiên rất khí phách. Thế nào, chưa đàm phán được? Tư lệnh Đàm sửng sốt hỏi. Tư lệnh Lang nói là mới vừa đến, chưa quen với mọi thứ. Qua thời gian nữa hãy nói, tuy nhiên, tôi cảm thấy anh ta không nói thật, hình như đang muốn thoái thác. Trưởng Ban Long có chút buồn bực nói. Thoái thác, anh ta có lý do gì mà thoái thác? Hơn nữa tôi và anh ta đã chào hỏi qua rồi, anh ta biết anh là do tôi bảo đến. Quân khu tỉnh Việt Đông lại là đơn vị cấp dưới của quân khu chúng ta mà. Tư lệnh Đàm có chút nghi ngờ. Còn không phải sao, tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác anh ta đang cố ý thoái thác. Lão Đàm, anh cũng biết, trực giác của tôi có lúc rất chính xác. Trưởng Ban Long nói. Điều này cũng lạ, đồng chí Lang Phá Thiên trước kia là cục trưởng cục cảnh vệ trung ương. Lẽ nào lại có quan hệ với Diệp Phàm? Tư lệnh Đàm lẩm bẩm, đột nhiên sửng sốt, trầm ngâm một chút. Gật gật đầu nói. Tôi hiểu rồi. Hiểu cái gì? Trưởng Ban Long vẫn mơ hồ. Bọn họ đã từng làm cùng nhau, tôi đã điều tra qua tư liệu của Diệp Phàm, hắn đã từng đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng thanh tra Trung ương. Mà lúc đó Lang Phá Thiên là cục trưởng cục bảo vệ Trung ương. Hai người cũng xem như là đồng nghiệp, có lẽ Lang Phá Thiên vừa nghe thấy Diệp Phàm nhất thời cũng không đành lòng. Cho nên đành phải thoái thác. Không ngờ hai người này còn có quan hệ như thế. Trưởng Ban Long gật gật đầu hỏi. Vậy tiếp theo làm thế nào? Tư lệnh Trương thúc giục rất gấp, vừa rồi đích thân gọi điện đến, tôi cũng đã báo cáo tình hình cụ thể với ông ta. Tư lệnh Trương nói việc của cấp trên sắp có tin tức rồi, yêu cầu chúng ta đẩy nhanh tiến độ, việc này đã thúc ép rất gấp. Thế này thì tôi sẽ đích thân qua đó một chuyến, nếu có thể gặp được bí thư Triệu thì hãy nói. Tư lệnh Đàm nói. 3 giờ chiều, vận khí của Tư lệnh Đàm cũng không tồi. Bí thư tỉnh ủy Việt Đông Triệu Sương Sơn dành cho ông ta 15 phút. Hai bên hàn huyên rồi ngồi xuống. Tư lệnh Đàm đem việc thu đất kể qua một lượt cho bí thư Triệu nghe. Diệp Phàm, không ngờ hắn lại quay trở lại. Không ngờ Triệu Sương Sơn nghe xong lại mỉm cười. Bí thư Triệu quen hắn sao? Tư lệnh Đàm hỏi. Có lẽ anh đã điều tra qua quá trình công tác của hắn, lẽ nào không biết hắn đã từng làm ở ban tổ chức tỉnh ủy Việt Đông? Hơn nữa còn giữ chức bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng. Mà thảm án nổi tiếng ở Ngư Đồng chính là do hắn phá. Triệu Sương Sơn nói. Việc này, tuy tôi đã tìm hiểu qua, nhưng cũng không ngờ bí thư Triệu lại nhớ hắn. Nụ cười của tư lệnh Đàm hơi cứng ngắc. Ông ta cảm thấy cảm giác của Triệu Sương Sơn đối với Diệp Phàm hình như cũng không tồi. Nếu quả thực như vậy thì việc hôm nay chẳng phải có chút lạ lùng. Ha ha ha, con người này rất có đặc điểm. Vì thế ấn tượng của tôi đối với anh ta khá sâu. Bí thư Triệu không hề trốn tránh vấn đề này. Thế việc thu đất này. Tư lệnh Đàm nói nửa câu. Ha ha ha, thu đất là nên làm, đại nghiệp xây dựng quốc phòng mà. Chúng ta đều phải ủng hộ phải không nào? Triệu Sương Sơn cười 3 tiếng, sau đó nói tiếp. Tuy nhiên, Diệp Phàm mạnh mẽ như vậy, các anh có phải có lệnh gì để cưỡng chế không? Tính cách của anh ta thích mềm dẻo chứ không thích cứng rắn. Có lúc các anh làm việc cũng phải chú ý biện pháp và phương thức, tùy bệnh mà bốc thuốc mà. Chúng tôi chưa hề làm việc gì khác người, hơn nữa, tất cả đều là dựa vào quy định bồi thường hiện hành. Chỉ là con người Diệp Tổng này tương đối tham lam, lại nhắm vào mảnh đất chống Yến Nguyệt vốn là của quân khu chúng ta. Nói là dùng nhà máy phi không của bọn họ để đổi. Việc này, chúng ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Mảnh đất chống Yến Nguyệt đó muốn dùng để làm thao trường huấn luyện quân sự. Hơn nữa, dù không làm thao trường thì giá cả cũng không thể ngang nhau. Nếu lấy nhà máy phi không đổi lấy Yến Nguyệt chỉ có thể đổi lấy hai phần của mảnh đất. Làm sao có thể cho hắn tất cả, nhưng nếu Diệp Phàm cứ muốn toàn bộ thì chẳng phải là gây khó dễ cho người ta sao? Vẻ mặt tư lệnh Đàm khó xử nói. Chương 2892, hiểu rồi. Việc này tư lệnh Trương Dục rất gấp, tôi lại đang phụ trách chuẩn bị xây dựng quân cảng. Không làm sao được nữa. Vì thế hy vọng tỉnh ủy Việt Đông có thể đứng ra xử lý việc của Diệp Phàm. Nếu không việc này sẽ làm lỡ việc xây dựng quốc phòng. Việc này, chúng ta lại không thể sử dụng biện pháp cưỡng chế. Để chính quyền địa phương đứng ra là hợp lý.
quân khu các anh chẳng phải có người tài giỏi sao? Triệu Sương Sơn nói một câu không rõ ràng. Người tài giỏi. Tư lệnh Đàm nhắc lại, nhìn Triệu Sương Sơn nói. Phạm vi của việc này quá rộng. Xin bí thư Triệu chỉ rõ một chút. Chủ yếu là thời gian ngắn, nhiệm vụ nặng nề, chúng tôi chờ không kịp nữa. Là sư đoàn Hồng Kiếm, chỉ cần vị Kiều đại công tử xuất hiện thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Hà tất anh phải đến chỗ tôi, tòa lầu gần nước được hưởng ánh trăng trước mà. Triệu Sương Sơn nói. Tư lệnh Đàm nghe xong, chợt giật mình, trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Sao Triệu Sương Sơn lại chuyển chủ đề sang việc này nhỉ? Tuy nhiên, bí thư Triệu nói như vậy, tư lệnh Đàm cũng không dám rông dài nữa, sau khi rời khỏi tỉnh ủy cứ thắc mắc vấn đề này mãi. Vội vàng trở về quân khu, tư lệnh Đàm chạy thẳng đến phòng làm việc của tư lệnh Trương Thành Cao. Vì tư lệnh Trương mới từ Yến Kinh trở về, muốn được nghe báo cáo. Bí thư Triệu nói thế nào? Vừa nhìn thấy tư lệnh Đàm, tư lệnh Trương vừa đứng dậy rót trà cho tư lệnh Đàm, vừa hỏi. Nhắc tôi nói là sư đoàn Hồng Kiếm có người tài giỏi là Kiều Thế Hào, tuy nhiên, chúng tôi đã thử rồi. Đồng chí Kiều Thế Hào cũng thoái thác, cửa này không qua được. Anh ta không muốn ra tay thì tôi cũng không thể ép buộc được. Tư lệnh Đàm nói. Xem ra bí thư Triệu không thể mở lời rồi, tuy nhiên, con đường này chỉ ra đã bị tắc rồi. Có điều, tôi đang nghĩ, có phải bí thư Triệu còn có một ý khác? Sự nhạy cảm của tư lệnh Trương đã cảm giác được việc gì đó. Ý khác là ý gì? Tên tuổi sư đoàn Hồng Kiếm của quân khu chúng ta nổi tiếng, Kiều Thế Hào lại xuất thân từ Kiều gia, việc này, có lẽ cả tỉnh ủy Việt Đông đều biết rõ. Mà Kiều gia là gia tộc lớn trong quân đội, bí thư Triệu sẽ chú ý điểm này cũng là bình thường. Tư lệnh Đàm nói, tôi nhớ trước kia Kiều gia còn có một vị công tử cũng đã từng làm việc ở tỉnh ủy Việt Đông, lão Đàm, anh còn nhớ anh ta không? Tư lệnh Trương nói, anh nói đến Kiều Báo Quốc, không sai. Hình như trước kia anh ta là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy Việt Đông. Bây giờ chẳng phải đã đến làm bí thư thành ủy thành phố Đức Bình tỉnh Nam Phúc rồi sao? Hình như không liên quan gì đến việc này. Tư lệnh Đàm cũng đã nghe qua việc này nói. Ha ha, đồng chí Tô Thanh Vân chẳng phải có mối quan hệ thân thích với Kiều gia sao? Tư lệnh Trương cười. Tôi lại quên mất chuyện này, đồng chí Thanh Vân là nhạc phụ của Kiều Báo Quốc. Tuy nhiên, việc này liên quan gì đến Diệp Phàm? Tư lệnh Đàm nói, đi nghe ngóng một chút, không chừng còn thu được tin tức ngoài ý muốn, tôi nghĩ, bí thư Triệu không vô cớ nói thế đâu. Bởi vì ông ta có thể nghĩ tới Kiều Thế Hào thì có lẽ chúng ta cũng có thể nghĩ đến. Vì sao ông ta lại muốn nhắc nhở việc này, trong việc này có thể còn có nguyên nhân khác. Tư lệnh Trương nói, tư lệnh Đàm không còn cách nào khác, đành phải vội vàng liên lạc với Tô Thanh Vân. Tô Thanh Vân đồng ý cùng đi dùng cơm tối. Đương nhiên. Tư lệnh Đàm cũng tìm hiểu được Tô Thanh Vân có người họ hàng ở trong quân khu, cũng đã nâng đỡ anh ta. Người này là Thái Hồng Cường, một trung tá tham mưu trong quân khu Việt Châu. Địa điểm mời khách chính là tại nhà khách quân khu tỉnh, việc này cũng chẳng cần phải chào hỏi Lang Phá Thiên. Tư lệnh Đàm xuất hiện ăn bớt một bữa cơm thì tương đối dễ dàng. Còn Lang Phá Thiên nghe nói lúc này có việc đã ra ngoài rồi. Thực ra Lang Phá Thiên lúc này đang uống rượu cùng Diệp Phàm. Trên bàn rượu. Sau khi hai người lần lượt mời nhau mấy chén, tư lệnh Đàm thuận miệng đưa ra đề tài. Tô Thanh Vân vừa nghe liền sửng sốt. Vẻ mặt này đã được tư lệnh Đàm chú ý, tự nhủ hay là có gì đó thật. Việc này có chút khó khăn đấy. Tô Thanh Vân thở dài, uống một ngụm rượu. Anh rể, anh xem, tư lệnh Đàm rất có thành ý. Việc này cấp trên thúc giục rất gấp, còn tôi bây giờ lại đang là một trong những thành viên của tổ chủ bị xây dựng quân cảng. Nếu như không giải quyết được thì sẽ phiền phức lớn với cấp trên. Tất cả thành viên tổ chủ bị chúng tôi sẽ ăn gậy đấy. Tư lệnh Đàm liếc nhìn Thái Hồng Cường ngầm hiểu liền mở lời. Anh ta có quan hệ thân thích với vợ của Tô Thanh Vân nên gọi là anh rể. Hồng Cường, không phải anh rể không ra mặt, quan trọng là việc này rất khó xử lý. Tô Thanh Vân nhíu mày. Lẽ nào Diệp Phàm rất có lai lịch? Trong lòng tư lệnh Đàm càng thêm nghi ngờ. Lai lịch. Việc này, nói thế nào nhỉ? Thôi vậy, tôi sẽ nói sự thật với các anh. Việc này Thế Hào không tiện ra mặt, tuy là tôi là bí thư tỉnh thành, nhưng cũng không tiện ra mặt. Bởi vì Diệp Phàm là con rể của Kiều gia, các anh nói xem, tôi phải làm thế nào. Đến lúc đó, Kiều gia sẽ xem Tô Thanh Vân như thế nào. Tô Thanh Vân nói, con rể, tư lệnh Đàm ngơ ngác. Đúng vậy, ủy viên Kiều chính là bố vợ của anh ta.
thực sự việc này tôi không giúp được Tư lệnh Đàm rồi, xin lỗi nhé. Tô Thanh Vân nói. Đương nhiên sau đó không tiếp tục bàn lại nữa. Ăn vội vàng xong cơm, dù đêm đã xuống nhưng Tư lệnh Đàm vẫn vội đến nhà Tư lệnh Trương báo cáo việc này. Chẳng trách được, hóa ra là con rể Kiều gia, khẩu khí của hắn lại cứng rắn như vậy. Tư lệnh Trương cũng đã rõ ràng hơn một chút. Đúng lúc này, Lang Phá Thiên cũng vội vàng đến nhà Tư lệnh Trương. Thực ra là Diệp Phàm luôn chú ý đến động tĩnh bên quân khu Việt Châu, đương nhiên lão Lang là do hắn cử tới. Đồng chí Lang Phá Thiên, anh vừa mới xuống, nghe nói hôm nay anh đã đi làm quen với tình hình. Đương nhiên Tư lệnh Trương ám chỉ bên núi Sương Bối. Vẫn chưa kịp đi. Lang Phá Thiên nói luôn. Cũng phải, tuy nhiên cũng phải tranh thủ một chút. Tư lệnh Trương nói. Tôi biết rồi, ngày mai tôi đi. Lang Phá Thiên nhìn Tư lệnh Trương nói. Buổi sáng trưởng ban Long của Cục Hậu cần quân khu bàn về chuyện của tập đoàn Hoành Không. Khi đó thực sự tôi rất bận, hơn nữa cũng vừa mới đến, chưa quen với mọi thứ. Đương nhiên đồng chí Diệp Phàm đã từng là đồng nghiệp, tôi cũng hiểu người này. Trước kia khi còn ở văn phòng trung ương vô tình cũng đã gặp nhau. Cũng đã từng làm việc cùng nhau trong khoảng thời gian mấy ngày. Hai người Trương, Đàm cảm thấy có chút kỳ lạ đối với sự bộc bạch của Lang Phá Thiên. Chỉ là hai lão hồ ly đều không thể hiện ra mà thôi. Tư lệnh Trương cười nói. Vậy thì tình cảm tốt rồi, hai người các cậu đã cùng cộng tác. Thế thì việc này cậu có thể đứng ra làm việc với Diệp Phàm chẳng phải tốt hơn hay sao? Cậu vừa qua đây có lẽ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, hạng mục này có 9 phần cấp trên sẽ phê duyệt xuống. Vì thế chúng ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị mọi thứ. Một khi cấp trên phái người đến để đánh giá thì có đã có một chút cơ sở rồi có phải không nào? Việc này tôi không tiện ra mặt, bảo tôi nói thế nào. Hơn nữa, tôi vừa mới đến cũng đã tìm hiểu về điều kiện của quân khu đưa ra. Nói thật, chính xác là có chút bạc đãi bọn họ. Tuy nhiên, tôi nghĩ, Hoành Không chủ yếu là ngắm vào mảnh đất chống Yến Nguyệt của chúng ta. Diệp Phàm cũng tham lam, về điểm này trong lòng chúng ta đều biết rõ. Đương nhiên, cho không bọn họ thì chúng ta chịu thiệt quá nhiều phải không nào? Lang Phá Thiên nói. Đó là đương nhiên. Cho bọn họ như thế là không thể. Tư lệnh Đàm gật đầu nói. Mấu chốt của việc này đồng chí Diệp Phàm đã nhắm vào khu đất đó của chúng ta, nếu không giao thì sẽ có tranh chấp. Vì thế tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, rồi có một chủ ý, tôi nói ra cho các anh tham khảo một chút. Lang Phá Thiên nói. Được, anh nói trước đi. Tư lệnh Trương gật đầu. Lý lịch của đồng chí Diệp Phàm rất kỳ lạ, nếu Tư lệnh Trương có cơ hội điều tra một chút danh sách lãnh đạo Bộ Tổng Tham Mưu mấy năm trước, nhất định sẽ phát hiện ra điều gì. Lang Phá Thiên nói. Ồ, Tư lệnh Trương giật mình. Đồng chí Lang Phá Thiên, anh nói thẳng ra cũng được mà, chúng tôi đỡ phải đi điều tra việc này. Tư lệnh Đàm nói. Đồng chí Diệp Phàm đã từng đảm nhiệm chức phó cục trưởng quân vụ Bộ Tổng Tham, cấp bậc thiếu tướng. Tuy nhiên sau đó đã bãi miễn, nghe nói là cấp trên xét thấy chức vụ của hắn kiêm quá nhiều. Lang Phá Thiên nói ra câu này, Tư lệnh Trương cũng tỏ ra vẻ kinh ngạc. Việc này cũng giúp gì được cho chúng ta lấy được khoảng đất của nhà máy phi không? Tư lệnh Đàm hỏi. Ha ha, việc này cũng chẳng có gì. Quan trọng là nghe nói đồng chí Diệp Phàm khi còn giữ chức vụ này đã quen với mấy đồng chí ủy viên có phân lượng. Vì thế ngay từ đầu đã làm văn bản rồi. Lang Phá Thiên cười. Ủy viên gì? Tư lệnh Trương hỏi. Ủy viên ủy ban quân giới, tôi nghe nói hạng mục của chúng ta vẫn chưa được phê chuẩn. Còn Diệp Phàm có lẽ cũng đã biết tin này, vì thế mới dám như thế với chúng ta. Tôi đang nghĩ, lần này chúng ta lui một bước, giao cho hắn mảnh đất Yến Nguyệt. Lang Phá Thiên nói, việc này tuyệt đối không được, dù hắn đã từng đảm nhiệm chức phó cục trưởng quân vụ Bộ Tổng Tham Mưu cũng không thể giao. Như thế quân khu chúng ta còn là cái gì nữa, không thể giúp cho sự khiêu ngạo của hắn được. Tư lệnh Đàm nói, đừng nói mà Tư lệnh Đàm, lời của tôi vẫn chưa nói hết. Lang Phá Thiên nói. Anh nói tiếp đi, lão Đàm bình tĩnh đã. Tư lệnh Trương gật đầu nói. Việc phê chuẩn của chúng ta chẳng phải vẫn chưa được sao? Chúng ta làm nhiều việc như vậy đều là để thuận lợi cho việc được phê chuẩn. Ví dụ như, trưng dụng đất trước, làm nên móng, tất cả đều là để làm đệm cho việc phê chuẩn, bật đèn xanh, chúng ta đã bỏ ra công sức lớn như vậy chính là vì việc này. Vừa rồi chẳng phải tôi đã nói rồi, Diệp Phàm có quan hệ khá tốt với mấy ủy viên. Nếu mấy đồng chí này có thể đồng ý xây dựng quân cảng của chúng ta thì việc này chẳng phải là tốt rồi sao?
Còn chúng ta bỏ ra chỉ là Yến Nguyệt, chỉ là mất đi một khoản tiền mà thôi, mà đại sự lại thành. Đương nhiên chúng ta không thể cho không, nói rõ ràng với Diệp Phàm, có thể xin được phê duyệt thì mới giao Yến Nguyệt. Vì thế quyền chủ động sẽ về tay chúng ta, đến khi đó chúng ta sẽ cùng anh tác động, không chừng việc phê chuẩn có thể sẽ rất nhanh chóng. Bằng không, chúng ta sẽ đem Yến Nguyệt bán đấu giá, thu về được một khoản tiền, nhưng việc phê chuẩn bị dừng lại thì chúng ta làm có tác dụng gì? Lang Phá Thiên nói, mảnh đất đó giá không ít. Tư lệnh Đàm có chút đau lòng, bởi vì ông ta là phó tư lệnh phụ trách hậu cần quân khu. Số tiền này chảy ra bên ngoài thì đương nhiên đau lòng rồi. Tuy nhiên, tư lệnh Trương lại không để ý ông ta. Hỏi, đồng chí Phá Thiên, anh có thể xác định Diệp Phàm thực sự có quan hệ khá tốt với những đồng chí ủy viên không? Chương 2893, ép điền nhất đao sập bẫy. Ha ha, tôi có thể khẳng định quan hệ của Diệp Phàm với một ủy viên trong đó rất thân. Đương nhiên, là ai thì tôi không tiện nói. Hơn nữa, thông qua đồng chí chí ủy viên này có thể lại liên hệ cho chúng ta hai, ba người nữa. Như thế tính ra người vận động của chúng ta cũng tương đối rồi. Lang Phá Thiên cười nói. Việc này quyết định như vậy đi, nếu Diệp Phàm đã từng là đồng nghiệp của anh. Rõ ràng anh đã hiểu rõ hắn. Tư lệnh Trương quyết định. Tư lệnh Trương, nhưng Yến Nguyệt của chúng ta rất rộng. Tư lệnh Đàm nói, cuối cùng vung vằng một chút. Dù to nhưng vẫn nhỏ hơn so với việc phê chuẩn. Lão Đàm, làm việc phải phân nặng nhẹ, nhanh chậm. Việc này nặng nhẹ thế nào chúng ta đều rõ. Tiền tiêu cho đúng là được. Tiền lấy về làm gì, cũng là để xây dựng. Tiền tiêu rồi chúng ta có thể kiếm lại được. Còn hạng mục bị đình chỉ thì còn phiền phức hơn không có tiền. Tư lệnh Trương vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy thì tốt. Tư lệnh Đàm gật đầu. Thế này nhé, việc này không nên chậm trễ. Tôi thấy để lão Đàm đi cũng với đồng chí Lang Phá Thiên, tối trực tiếp đi tìm đồng chí Diệp Phàm là được rồi. Nếu anh ta vẫn đang ở Việt Châu, lúc này sẽ thuận tiện một chút. Nếu trở về tổng bộ hành không rồi thì phiền phức hơn nhiều. Tư lệnh Trương dứt khoát. Lang Phá Thiên dẫn theo tư lệnh Đàm lại quay trở lại tìm Diệp Phàm. Ha ha ha, hai người Diệp, Lang đóng kịch phối hợp rất ăn ý. Tuy nhiên, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhìn bóng Lang Phá Thiên khuất xa, tư lệnh Trương cười tự nói với mình. Đồng chí có thể ngồi vào vị trí của tư lệnh Trương đều là người thông minh, ai muốn che giấu cũng không dễ dàng. Chỉ là Trương đại sư người ta không chỉ ra mà thôi. Dù đêm Diệp Phàm vẫn gọi điện cho cung Khai Hà, nói. Tổ trưởng cung, việc nhà máy phi không bị quân khu Việt Châu trưng dụng làm quân cảng tôi đã thỏa thuận với bọn họ rồi. Ở đây cần ông có thể thuyết phục 2 đến 3 vị ủy viên giúp đỡ bọn họ báo cáo phê chuẩn đi. Việc này, tôi nghĩ. Cung Khai Hà nói, trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Cách thì có, thực ra cũng không cần phải phiền phức như vậy. Việc này mặc dù là tôi không cần nhúng tay vào cũng có thể làm được. Tổ trưởng cung có cách. Diệp Phàm hỏi. Cậu quên là căn cứ Đại Hùng Sơn ở Ngư Đồng trực thuộc chúng ta quản lý sao? Cung Khai Hà nói. Việc này đương nhiên tôi biết, tuy nhiên, hình như chẳng liên quan gì đến việc nhà máy phi không và quân cảng Thiên Câu Vịnh. Diệp Phàm có chút nghi ngờ nói. Cậu xem cậu đã hồ đồ rồi, lần trước tôi có nhắc nhở cậu. Việc xây dựng xong quân cảng Thiên Câu Vịnh có lợi cho việc bảo vệ bên cánh của căn cứ Đại Hùng Sơn. Cung Khai Hà nói. Căn cứ Đại Hùng Sơn của chúng ta chính là cơ mật cao nhất của nhà nước, nghe nói là trong 20 mấy vị ủy viên cũng chỉ có vài đồng chí có phân lượng lớn mới hiểu rõ. Chỉ sợ một số đồng chí không hiểu rõ chân tướng sẽ phản đối thôi. Diệp Phàm nói. Ha ha, cậu thật là, cậu nghĩ xem. Rất ít những đồng chí có phân lượng nhìn thấy tính quan trọng của quân cảng Thiên Câu Vịnh chẳng phải đã đủ rồi sao? Đến khi đó tôi cũng sẽ giúp họ một tay nữa, nếu rất ít những đồng chí có phân lượng này đồng ý thì những ủy viên khác còn có thể không đồng ý sao? Cung Khai Hà cười. Cũng phải, hình như hội nghị thường vụ của một thành phố mở ra, nếu mấy vị bí thư đều đồng ý thì các đồng chí còn lại cũng phản đối được nữa. Diệp Phàm cuối cùng đã hiểu ra. Tuy nhiên, việc này tổ vẫn phải báo cáo lên trên. Như thế càng có sức thuyết phục có phải không nào? Hơn nữa, căn cứ Đại Hùng Sơn những đồng chí không hiểu về quân khu Việt Châu có biết được tác dụng đích thực của nó hay không? Tư lệnh Trương biết, những đồng chí khác không biết, dù sao căn cứ Đại Hùng Sơn cũng nằm trên địa bàn. Nếu ông ta biết cũng càng có lợi hơn cho việc bảo vệ căn cứ Đại Hùng Sơn. Vì thế, việc này cậu hoàn toàn có thể ngầm trao đổi với tư lệnh Trương,
đưa điều khoản này làm mật mã trọng điểm của việc chuẩn bị xây dựng cảng quân sự Thiên Câu. Tin rằng cấp trên sẽ xem xét đến tình hình đặc biệt này. Quân cảng trực thuộc tổ chúng ta không nhiều. Đến khi đó cấp trên nhất định sẽ hỏi ý kiến của tôi, thế chẳng phải là nước đã chảy thành sông rồi sao? Nếu không, có đồng chí lại bàn tán, nói đồng chí cung khai hà tôi nhúng tay vào sự vụ của quân đội. Đã vươn tay quá dài, lẽ nào đến cả ủy ban quân giới tổ A cũng can thiệp vào sao? Tổ A chúng ta vốn không thể can thiệp vào, ủy ban quân giới sẽ trực tiếp giải quyết, một số đồng chí cũng có vài ý kiến. Cho rằng chúng ta đã thoát ly khỏi bộ đội bí mật quân sự do quân đội quản lý. Thực ra việc này tôi cũng rất buồn. Phương thức quản lý tổ A chúng ta có chút mơ hồ. Mới nhìn vào thì do ủy ban quân giới quản lý, nhưng nhìn đi nhìn lại thì lại không phải. Ngược lại sự quản lý của bọn họ đối với chúng ta lại rất yếu, dường như đến bước có thể buông lỏng. Còn chúng ta chịu sự quản lý trực tiếp của Chủ tịch Đường và Ủy ban Chính trị Nhà nước mới chính là cấp trên trực tiếp quản lý chúng ta. Cung Khai Hà nói, ông ta kẹt ở giữa thực ra cũng khó làm. Nhìn vào thì quyền lực rất lớn, nhưng lại cũng chịu sự tức giận bên phía quân đội. Sau khi gác điện thoại, Diệp Phàm đem ý này nói cho Lang Phá Thiên, đương nhiên đêm rồi Lang Phá Thiên cũng gọi điện cho Tư lệnh Trương. Ha ha ha, con người tôi đây thật là kém, tầm nhìn hạn chế. Đến cả nơi này làm sao cũng quên đi mất, sơ suất rồi. Cảm ơn anh đồng chí Lang Phá Thiên, nếu quân cảng có thể thuận lợi được phê chuẩn thì anh sẽ là công thần số một. Tư lệnh Trương cười sảng khoái, bởi vì lão hiểu rất rõ tính quan trọng của Đại Hùng Sơn, quan trọng hơn cả bất kỳ những quân cảng nào ở Việt Châu. Sự quan trọng của nó thậm chí còn vượt qua cả hạm đội Đông Hải. Bởi vì ba chiếc hạm đội chỉ là thể hiện lực lượng vũ trang trên biển của nước Cộng Hòa. Bây giờ là thời đại hòa bình, cơ hội để chính thức sử dụng bọn họ không nhiều. Nhiều lắm chỉ là khi nào làm những động tác nhỏ đối với những nước nhỏ được sự ủng hộ bởi ý đồ xấu của một số nước lớn thì ba hạm đội này mới phải đứng lên, còn không thì diễn tập là nhiệm vụ chính, chỉ có tác dụng uy hiếp mà thôi. Còn căn cứ vô danh như kiểu căn cứ Đại Hùng Sơn mới thực sự là cơ mật tối cao của nước Cộng Hòa. Bởi vì... tàu ngầm kỹ thuật cao mới nhất Thần Long M2 mới thực sự có thể là đòn sát thủ xuất quỷ nhập thần của TQ. Trước mắt loại tàu ngầm này nước Cộng Hòa chỉ có 2 chiếc, một chiếc bố trí ở sát thủ đô bảo vệ sự an toàn của Kinh Sư. Chiếc còn lại chính là ở Đại Hùng Sơn. Mà gần đây tổ A mấy lần tiến hành đọ sức với tổ chức đặc công nước ngoài cũng đều có bóng dáng của tàu ngầm Thần Long M2. Tuy nhiên, giá chế tạo loại tàu ngầm này quá cao, còn vật liệu chế tạo lại khó kiếm. Vì thế nước Cộng Hòa đến lúc này mới chỉ có 2 chiếc, hơn nữa là khiến cho sói biển của hai nước Liên Xô và Mỹ đều không xác định chính xác được sát thủ dưới nước này. Đến nay, các nước đều chưa thăm dò được cụ thể về tàu ngầm Thần Long M2. Các nước đều có thể cảm thấy được sự tồn tại của nó, nhưng nó cứ như Thần Long, không thấy đầu cũng chẳng thấy bóng đâu. Tuy nhiên, nó lại có thể khiến cho người cảm thấy được nó thực sự tồn tại, cho nên sức uy hiếp hết sức thần bí. Sói biển và tổ thần đạo Nhật Bản, còn có tổ Hồng quân Nga cũng đều gọi thứ thần bí nhất này của nước Cộng hòa Trung Quốc là ma thú dưới nước. Có thể tương đương với sự thần bí của tổ A. Nói gì thế, thân phận của Tư lệnh Trương tôi cũng hiểu rõ một chút. Vì thế tôi không lắm mồm nữa. Công lao này không cần phải nhắc đến, đó là thuộc về các anh mà. Lang Phá Thiên tỏ ra khiêm tốn. Sau khi gác điện thoại, Tư lệnh Trương kích động cứ đi đi lại lại ở phòng sách trong nhà. Việc này nhất định không phải là Lang Phá Thiên có thể nghĩ ra. Mà Lang Phá Thiên từ chỗ nào nghĩ ra? Đó có lẽ không thoát khỏi có liên quan đến Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm cũng chưa chắc đã nghĩ được, người nghĩ ra được nhất định có quan hệ rất thân thiết với Diệp Phàm. Sau lưng gã Diệp Phàm này có cao nhân chỉ điểm. Vậy người đó là ai? Sau khi đi lòng vòng mấy chục vòng, Tư lệnh Trương đột nhiên sững sờ, buột miệng nói. Lẽ nào là đồng chí Khai Hà? Có lẽ chỉ có ông ấy mới có thể quyết định được việc này. Tuy nhiên, đồng chí Khai Hà sao lại liên quan với Diệp Phàm, lẽ nào Lang Phá Thiên nói Diệp Phàm quan hệ tốt với một đồng chí ủy viên chính là chỉ đồng chí Khai Hà. Tiểu tử này không đơn giản, dựa vào tôn đại thần này, may là quân khu chưa làm gì mù quáng, nếu không việc này lại phiền phức. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Điền Nhất Đao vội vàng đến Việt Châu. Còn Đới Thành cũng đến thành phố Việt Châu. Gã cũng với Lang Phá Thiên cùng nhau bắt lấy Điền Nhất Đao. Khi xe đang chạy vào quân khu tỉnh Việt Đông, hai mắt Điền Nhất Đao mở rất to, cảm giác có chút không thể tin nổi, tự nhủ chẳng nhẽ vị cao nhân này lại là quân nhân.
có phải cảm giác kỳ lạ không? Diệp Phàm sớm đã nhận ra ánh mắt này của gã, cười hỏi. Đúng là có chút thần bí, chẳng lẽ cao nhân đó còn là một chỉ huy quân đội? Điền Nhất Đao không nín được hỏi. Cậu nói đúng rồi, anh ta chính là đồng chí Lang Phá Thiên vừa đến nhậm chức tư lệnh quân khu tỉnh Việt Đông. Diệp Phàm cười nói, bật mí trước. Không lâu sau đi vào một phòng khách nhỏ của quân khu. Bên cạnh phòng làm việc của Lang Phá Thiên. Vào trong lúc này Lang Phá Thiên và Đới Thành đều ở đây, bên cạnh còn có hai nhân viên, là do Đới Thành dẫn theo. Diệp Phàm giới thiệu Lang Phá Thiên trước rồi sau đó hai bên ngồi xuống hàn huyên. Diệp Phàm đem chuyện của Điền Nhất Đao kể một lượt. Tư lệnh Lang, bệnh này của tôi có khả năng chữa trị không? Điền Nhất Đao lo lắng, vì hôm nay cảm thấy tình hình càng ngày càng tệ hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không cần đến một tháng, công lực mình đã vất vả luyện được có lẽ sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Đây là đòn tấn công nặng nề khó mà chấp nhận được đối với những cao thủ. Tôi kiểm tra trước một chút đã. Lang Phá Thiên nói, bắt đầu kiểm tra cho Điền Nhất Đao, gã đương nhiên là đang giả vờ. Vừa kiểm tra vừa nháy mắt với Diệp Phàm, vì độc trên người của Điền Nhất Đao Diệp Phàm hoàn toàn có thể giải được. Gã kiểm tra xong cau mày lại, thật lâu sau mới nói. Anh trúng độc rồi. Trúng độc, chẳng trách, tôi cũng đã nghi ngờ việc này. Tuy nhiên, chưa phát hiện ra tôi đã trúng loại độc nào. Lẽ nào chính là do người mà tôi gặp ở phòng khám? Điền Nhất Đao buột miệng nói. Có lẽ chính là do hắn ta hạ độc, tuy nhiên, cũng không thể loại trừ những khả năng khác. Ví dụ như kẻ thù của anh thuê người hạ độc. Lang Phá Thiên gật gật đầu. Có cách nào để giải không? Tư lệnh Lang, nếu có thể giải, tôi sẽ hầu tạ. Điền Nhất Đao lại ném ra viên đạn bọc đường. Tôi cũng không có cách nào, tuy nhiên, tôi biết có vị tiền bối nhất định có thể làm được. Bởi vì, tôi đã từng gặp trường hợp nghiêm trọng hơn của anh mà ông ấy cũng chữa khỏi. Lang Phá Thiên bắt đầu răng bẫy. Chương 2894, người của Ủy ban Quản lý, Giám sát Tài sản Quốc gia đến. Là ai? Điền Nhất Đao truy hỏi. Người này tôi không tiện nói thế nào nhỉ? Ông ta đang làm việc trong một đơn vị bộ đội thần bí của nước ta. Lần trước có người trúng độc nặng đã được ông ta chữa khỏi, tuy nhiên, cũng vì thế mà nhà nước đã tổn thất rất nhiều. Ví dụ như một số dược liệu không thể mua được ở ngoài thị trường, còn cả một số thiết bị bổ trợ và một loạt phương pháp điều trị. Mấy thứ đó tôi nghe nói chỉ cung cấp cho những đồng chí trong đơn vị đó dùng. Không mở rộng ra bên ngoài. Lang Phá Thiên thể hiện vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Phàm và Đới Thành nhìn thấy phát buồn cười. Cảm thấy gã này diễn kịch thật giỏi. Việc này, có thể cho tôi mượn dùng được không, tiền không thành vấn đề. Điền Nhất Đao đã sập vào bẫy. Vô dụng, nhà nước có quy định mang tính cứng rắn. Cái này chỉ được sử dụng cho người trong quân đội, bởi vì, cách điều trị này cũng là cơ mật quốc nhà. Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu truyền ra ngoài thì phải chịu trách nhiệm. Lang Phá Thiên lắc đầu vẻ mặt nghiêm trọng. Việc này chẳng nhẽ không thể thương lượng được. Sắc mặt Điền Nhất Đao tương đối khó coi. Tuyệt đối không thể, chỉ có thể người trong quân đội mới được dùng. Lang Phá Thiên lắc lắc đầu. Diệp Tổng, anh xem. Điền Nhất Đao quay người sang cầu cứu Diệp Phàm. Ôi, tư lệnh Lang, anh xem có thể đứng ra liên hệ một chút được không? Về tiền thì Điền Tổng đã nói không khó. Việc này có thể giúp thì giúp một lần đi. Diệp Phàm cố ý nói. Diệp Tổng, chúng ta là bạn, vì thế mới đồng ý gặp mặt anh ta. Tôi vốn cho là mình có thể giải quyết được nên mới đồng ý. Tuy nhiên, anh ta trúng độc quá sâu, ngay cả loại độc này là độc gì thì tôi cũng không rõ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy liệu có phải là loại độc khiến cho người ta khổ sở, hơn nữa còn ăn mất công lực của người ta nữa. Mà dược liệu thì do bộ đội khống chế, nên tôi cũng không làm được. Lang Phá Thiên tỏ vẻ khó xử. Đúng vậy, tôi cảm thấy công lực thay đổi hàng ngày, sắp cạn kiệt rồi. Điền Nhất Đao gật đầu nói. Lẽ nào họ cũng không nể mặt anh sao? Tôi thấy Điền Tổng cũng là người thoải mái. Đến khi đó quyên góp một khoản tiền để xây dựng quân khu tỉnh cũng chẳng có gì là khó. Diệp Phàm nói. Vô dụng thôi, có thêm nhiều tiền cũng chẳng làm được. Hơn nữa, Diệp Tổng, anh cũng đừng bảo tôi phải phạm sai lầm nhé. Một số quy định của quân đội chính là pháp luật, bất kỳ đồng chí nào cũng không được vi phạm. Lang Phá Thiên hết sức kiên quyết. Đới Thành không nhịn được nữa, vội vàng đi vào nhà vệ sinh, cười ầm lên ở bên trong một lúc. Ôi, việc này, Điền Tổng, việc này có lẽ là không được rồi.
Diệp Phàm vẻ mặt khó xử nói. Chẳng lẽ không có cách nào cả sao? Điền Nhất Đao lo lắng. Đúng rồi, vừa rồi Tư lệnh Lang chẳng phải nói chỉ sử dụng cho người trong quân đội hay sao? Diệp Phàm bắt đầu ném kẹo đường ra. Ý của Diệp Tổng là tôi trở thành người nội bộ của đơn vị bộ đội đó là có thể được điều trị. Điền Nhất Đao nhíu mày. Tư lệnh Lang, nếu Điền Tổng muốn gia nhập thì có thể được điều trị không? Diệp Phàm hỏi. Việc này, tôi cũng không dám chắc, nghe nói việc thẩm tra chính trị và các sát hạch khác của đơn vị đó hết sức nghiêm khắc. Rất khó vào được, đương nhiên, Điền Tổng tôi nghe Diệp Tổng nói cũng có thân thủ nhất định. Nếu dựa vào cái này thì có thể thử xem. Nếu Điền Tổng có ý tôi sẽ có thể người dẫn đường cho. Tuy nhiên, cũng phải nói trước. Có thể vào được hay không thì còn phải xem vào thái độ của người ta nữa. Lang Phá Thiên nói còn tỏ ra khó khăn. Gia nhập bộ đội, việc này. Điền Nhất Đao do dự. Gia nhập bộ đội chẳng qua là trở thành quân nhân, tuy nhiên, đơn vị đó hình như không giống với đơn vị quân đội bình thường. Rất giống với an ninh quốc gia, ví dụ như, sau khi anh gia nhập thì anh vẫn cứ làm việc của mình. Ví dụ nghe nói anh là giám đốc công ty mì Điền Nhất Đao, anh vẫn có thể tiếp tục làm. Đương nhiên, khi gặp phải nhiệm vụ khẩn cấp thì đơn vị sẽ triệu anh đến làm nhiệm vụ. Tuy nhiên cũng không cần phải quá lo lắng gì cả. Nghe nói đơn vị đó đều nhận những nhiệm vụ trọng đại, những nhiệm vụ như thế cũng không nhiều. Nhưng, phải nói rõ trước, nhiệm vụ trọng đại tuy số lần không nhiều. Nhưng độ nguy hiểm lại rất cao, thậm chí có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Nếu muốn an toàn sống sót thì tôi khuyên anh hay là không nên thử nữa. Đối với sự tự do của anh cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Anh hãy suy nghĩ kỹ đã rồi hãy nói. Nếu đồng ý có thể liên hệ với Diệp Phàm. Lang Phá Thiên nói thật. Việc này, tôi cảm ơn các anh. Tôi phải suy nghĩ cho kỹ đã. Điền Nhất Đao nói. Điền Nhất Đao muốn cáo từ ra về. Anh nói anh ta trở về có thể làm được gì? Lang Phá Thiên cười nói. Còn có thể làm gì, nhất định là lập tức đi tìm cách giải độc. Đới Thành cười nói. Đúng vậy, e là còn có người có thể giải được độc của anh ta. Như là cao thủ của Ngũ Độc Giáo. Đến khi đó chúng ta chẳng phải chúng ta là công dã tràng sao? Lang Phá Thiên nói. Không sao. Diệp Phàm cười thần bí, lắc đầu. Ý thế nào hả đại ca Diệp, ví dụ như để anh ta tìm được người, anh ta bỏ ra khoản tiền lớn cũng có thể chữa được. Đến lúc đó, nhiệm vụ của anh lại đổ sông đổ biển mất rồi. Lang Phá Thiên nói. Trước kia thằng ngốc có thể chữa được, bây giờ thì, dù là Đàm Tiếu Tiếu cũng chữa không nổi đâu. Diệp Phàm cười một tiếng quỷ quái. Hiểu rồi. Lang Phá Thiên liếc nhìn Diệp Phàm, dựng đứng ngón tay cái lên nói. Anh đúng là đồ đều, vừa rồi đã động tay động chân thế nào tôi lại không phát hiện ra. Ha ha, tôi động thủ các cậu đều có thể nhận ra thì lão đại tôi chẳng phải là kém quá à. Diệp Phàm ra vẻ. Vậy thì chúng ta phải cách xa một chút, nếu không, lúc nào chúng độc cũng chẳng biết được. Đới Thành cười. Nói cũng phải. Diệp Phàm ra vẻ nghiêm chỉnh gật gật đầu. Ha ha ha. Cao thì cao thật. Buổi trưa Diệp Phàm nhận được điện thoại của Chánh Văn phòng Tổng công ty Tào Hùng Khải, nói là đã có người của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài chính xuống. Diệp Phàm hỏi có chuyện gì thì Tào Hùng Khải nói là không rõ, người của bọn họ xuống muốn diện kiến Diệp Tổng. Diệp Phàm đành phải vội vàng quay về Tổng bộ Hoành Không. Bên này việc Bao Nghị tiếp nhận chức vụ cũng đã bày ra trước mắt, đồng chí Chiến Vân Cương của Cục Bảo vệ Vũ trang hôm qua đã thúc giục rồi. Quan trọng là về vấn đề nhân viên có chút phiền phức. Vừa về đến Tổng bộ Hoành Không, Khổng Ý Hùng đến nói. Diệp Tổng, người của Ủy ban Quản lý, Giám sát Tài sản Quốc gia đang ở trong phòng khách. Là những người nào xuống thế? Diệp Phàm hỏi. Là đồng chí Phó Cục trưởng Thường trực Cục Giám sát Ủy ban Kỷ luật Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Quốc gia Trương Ẩn Hào. Khổng Ý Hùng nói. Quái, bọn họ làm cái gì, chẳng nhẽ đến điều tra vụ Chu Đống lừa đảo? Diệp Phàm hỏi. Không rõ. Bọn họ không nói, chỉ là yêu cầu bọn tôi phải liên lạc nhanh với Diệp Tổng, yêu cầu anh lập tức về. Khổng Ý Hùng nói. Diệp Phàm xoa cằm một chút rồi chạy thẳng đến phòng họp. Khi nhìn thấy Trương Ẩn Hào, Diệp Phàm lập tức sửng sốt, cảm thấy người này hình như đã gặp ở đâu rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm không nhớ nổi, trong lòng cũng có chút bực bội, dường như mình chẳng có người quen nào ở Ủy ban Quản lý, Giám sát Tài sản Quốc gia. Xin chào Diệp Tổng. Trương Ẩn Hào ra vẻ khách khí bắt tay Diệp Phàm. Tuy Trương Ẩn Hào là cán bộ của Ủy ban Quản lý,
giám sát tài sản quốc gia cơ quan cấp trên của tập đoàn Hoành Không, nhưng so với cấp bậc của Diệp Phàm cũng chẳng là gì, Trương Ẩn Hào cũng không dám tự cao tự đại. Tuy nhiên, lễ tiết này tuy nói là khách khí, nhưng dường như không hề có sự nhiệt tình, hơn nữa còn ẩn trong đó một sự lạnh nhạt và nghiêm túc, việc này cũng là liên quan với công việc kiểm tra, kỷ luật của anh ta. Hai bên sau khi ngồi xuống nói chuyện, mấy nhân viên do Trương Ẩn Hào dẫn theo có cán bộ bộ của các cục quản lý tiền lãi và bộ phận đánh giá xử lý của Ủy ban Quản lý, Giám sát Tài sản Quốc gia. Diệp Tổng, hôm nay chúng tôi xuống chủ yếu là muốn điều tra một việc. Trương Ẩn Hào vẻ mặt nghiêm túc nói. Cục trưởng Trương mời anh nói. Diệp Phàm cũng khách khí nói. Gần đây các anh có phải đã nhận một lô hàng, đặt mua của tập đoàn Kim Lăng Cổ Thị? Trương Ẩn Hào hỏi. Đúng là có chuyện như vậy, là đích thân chủ tịch hội đồng quản trị Cổ Thiên Tắc qua đặt. Tuy nhiên, có vấn đề gì sao? Diệp Phàm gật gật đầu, trong lòng tự hỏi việc này có vấn đề gì? Tổng kim ngạch là bao nhiêu? Trương Ẩn Hào hỏi, nghiễm nhiên thể hiện thế thẩm vấn. Gần 1 tỷ, là do nhà máy chế tạo cơ khí thuộc tập đoàn Hoành Không chúng tôi tiếp nhận đơn. Việc này, có vấn đề gì sao? Diệp Phàm có chút bực bội, cho rằng Trương Ẩn Hào giọng điệu ép người, ta đây cũng chẳng phải là tội phạm, người lại dùng khẩu khí như vậy để hỏi. Việc này vốn là không có vấn đề gì, tuy nhiên, mấu chốt là số hàng đó vốn là do tập đoàn Cổ Thị đã ký kết trước với công ty tập đoàn chế tạo cơ khí TQ. Bọn họ nói là các anh đã cướp miếng ăn của họ. Cướp đơn hàng đã ký kết từ trước của bọn họ. Nói các anh đã sử dụng âm mưu, thủ đoạn, là tập đoàn lớn trong tỉnh Thiên Vân, vốn phải là công ty anh em, phải giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng các anh lại dồn họ vào chân tường, dùng thủ đoạn bất chính, vi phạm hình thức vận hành kinh doanh chính đáng, không tuân thủ nguyên tắc kinh doanh. Yêu cầu Ủy ban Quản lý, Giám sát Tài sản Quốc gia chúng tôi đứng ra điều tra xử lý việc này. Trương Ẩn Hào nói xong Diệp Phàm cũng đã hiểu. Hóa ra là như vậy, Diệp Phàm vốn cũng đã có sự chuẩn bị nhất định. Đây là hồ sơ tố cáo của bọn họ. Một cán bộ của Ủy ban Quản lý, Giám sát Tài sản Quốc gia đưa tài liệu cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cầm và đọc qua một lượt, cười nhạt nói. Bọn họ bịa ra tội danh cũng thật quá. Bọn họ nói chúng tôi vi phạm quy trình, sử dụng âm mưu, thủ đoạn, việc này không vấn đề gì, bảo bọn họ đưa bằng chứng ra đi. Công ty mình sản xuất ra sản phẩm chất lượng kém không có người muốn, lại còn quay lại đổ vào đầu tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Bây giờ là thời buổi kinh tế thị trường thì phải tuân theo quy luật của nền kinh tế thị trường. Giờ không còn là thời kinh tế bao cấp nữa rồi. Hơn nữa, bọn họ có ký kết gì với tập đoàn Kim Lăng Cổ Thị thì chúng tôi đâu biết được. Và tập đoàn Cổ Thị lại đặt hàng sản phẩm của chúng tôi. Đương nhiên cũng phải nói là chất lượng sản phẩm của chúng tôi tốt, giá rẻ, đây gọi là hàng đẹp giá rẻ. Việc này thì vi phạm nguyên tắc gì nào? Hàng đẹp giá rẻ, Diệp Tổng, câu này của anh thật hay. Nhằm vào điểm này mà bọn họ nói các anh đã lạm dụng phá giá. Dùng cách phá giá để cướp đo đơn hàng của tập đoàn Cổ Thị. Như các sản xuất của các anh, không những không thể kiếm được tiền, mà còn là lưỡng bại câu thương. Là lãnh đạo cấp trên chủ quản của hai tập đoàn các anh, chúng tôi nhắm vào việc này để điều tra, xin mời Diệp Tổng có thể lý giải. Tuy nhiên, bọn họ chắc chắn đã đưa ra bản hợp đồng đã ký kết với tập đoàn Cổ Thị. Nếu không phải các anh thì số hàng đó không thể bay đi được. Chương 2895, đi thong thả thôi đồng chí Chuối Tiêu. Đến. Hợp đồng, Cục trưởng Trương, bọn họ thật sự có ký hợp đồng sao, vậy thì được, mời các anh đưa ra hợp đồng bản gốc. Hay bản photo cũng được. Thái độ Diệp Phàm trở nên nghiêm túc. Bởi Diệp Phàm sớm biết được rằng, tập đoàn Cổ Thị và tập đoàn cơ khí Trung Quốc không ký kết hợp đồng chính thức, lúc trước chỉ là ký một bản ghi nhớ thôi. Vì thế tập đoàn Cổ Thị phải gánh chịu tổn thất ngoài mức quy định mấy trăm nghìn nữa. Cái này đương nhiên cũng là nhà họ bị Phi Nhất Độ thúc ép, bất đắc dĩ mới chuyển tới tập đoàn cơ điện Hoành Không của Diệp Phàm. Nội tình chuyện này Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nói ra để bị vạ miệng. Nhưng đối với thái độ của Trương Ẩn Hào, Diệp Lão Đại cảm thấy có chút tức giận. Cứ như kiểu thiên vị tập đoàn cơ giới Trung Quốc vậy. Đây rõ ràng chỉ là ký kết một bản ghi nhớ, anh lại dám nâng nó lên thành hợp đồng chính thức và bản ghi nhớ có sự khác biệt rất lớn về bản chất. Trương Ẩn Hào anh với vai trò là nhân viên điều tra cũng không thể nói như vậy được. Trương Ẩn Hào sững sờ, gõ tay xuống bàn, chỉ là không phát ra âm thanh, anh ta có chút lúng túng nói. Việc này chúng tôi đang trong quá trình điều tra, bản gốc ở bên họ,
hôm nay chúng tôi đến đây chỉ là muốn điều tra về tình hình bên này của các anh trước. Ha ha, không có căn cứ vậy thì cục trưởng Trương hãy thận trọng trong cách nói năng của mình. Diệp Phàm cười nói, khuôn mặt Trương Ẩn Hào có chút ửng đỏ. Tôi đã xem qua, bọn họ chí ít cũng đã ký một bản ghi nhớ. Lúc này một đồng chí ở cục thuế đã nói chen vào. Bản ghi nhớ nào? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Cái này tôi cũng không rõ lắm. Đồng chí trung tuổi kia vẻ mặt có chút lúng túng đáp. Không biết rõ ràng thì đồng chí đừng có nói ra, phát biểu phải dựa vào sự thật làm căn cứ. Nếu như các anh là đội điều tra mà lãnh đạo cấp trên của chúng tôi cử đến, vậy thì hãy nói sự thật đi. Nếu như dựa vào phỏng đoán hoặc suy nghĩ cá nhân thì tôi nghĩ anh đây có phải ngày hôm qua đã giết người không? Diệp Phàm khí thế hừng hừng. Chủ tịch Diệp nói có vẻ nghiêm trọng quá rồi, đem cả giết người nói ra nữa. Trương Ẩn Hào thấy cấp dưới bị hỏi đến mức không thể mở miệng, mà anh ta lại đang nói giúp cho mình, nên tự nhiên phản kích lại. Vậy thì đưa ra chứng cớ là được rồi, nếu không thì đừng đứng ở đây nâng cao quan điểm nữa. Diệp Phàm giọng điệu sắc bén. Ngay từ đầu đã chiếm thế áp đảo tổ điều tra. Đồng chí Diệp Phàm, chúng tôi không phải là đang điều tra sao? Lẽ nào chúng tôi được sự ủy thác của lãnh đạo đến điều tra, hỏi ông vài câu cũng không được sao? Đến hỏi chúng tôi cũng không được hỏi, vậy chúng tôi triển khai công việc thế nào? Hơn nữa, tập đoàn Cơ Điện Hoành không lẽ nào không phải là công ty trực thuộc sự quản lý của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước? Trương Ẩn Hào lấy lại khí thế. Trong lòng Diệp Phàm giật mình, cảm thấy tác phong của người này hình như anh ta đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Anh ta là ai vậy? Trong lòng Diệp lão đại lại giật mình, đôi mắt ưng đã bắt đầu quan sát, dùng sóng sinh vật để tìm hiểu. Ngay tức khắc, sóng đã phát hiện ra được sóng đặc biệt. Cảm nhận được loại sóng này cùng với mùi cơ thể trên người anh ta, Diệp Phàm suýt thì cười ra tiếng. Người này không phải là lần trước đã cùng mình và Đới Thành, Vương Nhân Bàng. Cùng mấy người đi vào tìm kiếm bí mật trong núi xương bối đây sao, biệt hiệu anh ta là Chuối Tiêu. Không ngờ anh ta tên thật là Trương Ẩn Hào, hơn nữa thân phận trên danh thiếp lại là Phó Cục trưởng Thường trực của Cục Giám sát Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Thật là thú vị, núi không chuyển rời, nước lại chuyển rời, chuyển qua chuyển lại chuyển về một khối. Đương nhiên, Diệp Phàm tin là Trương Ẩn Hào không nhận ra mình. Các anh trực thuộc ban quản lý, tôi thừa nhận. Nhưng tôi cũng biết rõ rằng Tập đoàn Cơ giới Trung Quốc mới là đơn vị trực thuộc thật sự của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Còn ban lãnh đạo chủ quản trên thực tế của Cơ Điện Hoành không chúng tôi là thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân. Các anh rất ít xuống, cho dù là thỉnh thoảng xuống vài lần thì cũng chỉ là đi xem qua. Đến chỉ đạo về nghiệp vụ còn không tính đến, lần này có vẻ ra sức điều tra đấy nhỉ. Mặc dù nói Tập đoàn Hoành không chúng tôi không nhiệt tình, thân thiết với các anh bằng Tập đoàn Cơ giới Trung Quốc. Họ với tư cách là đàn anh trong ngành này, thực sự càng phải tương trợ cho công ty anh em, phải vậy không? Không thể ngờ được các anh xuống điều tra, chuyện không có căn cứ cũng nói ra được. Tập đoàn Cơ Điện Hoành không chúng tôi là mẹ kế nuôi dưỡng. Nhưng các anh cũng không cần thiết phải gắng sức như thế chứ. Diệp Phàm giọng đầy sự châm chọc, ngầm ám chỉ bọn họ cố tình thiên vị Tập đoàn Cơ giới Trung Quốc. Điểm này thì anh sai rồi thưa Chủ tịch Diệp. Tổ điều tra chúng tôi xuống đây tuyệt đối dùng sự công bằng, chính trực để đối đãi với tất cả các doanh nghiệp trực thuộc. Không tồn tại bất cứ bằng chứng bậy bạ nào hoặc hành vi thiên vị tập đoàn nào cả. Diệp Phàm, lời nói này của anh có chút không đúng rồi. Vừa nãy tôi đã nói rồi, hiện tại đang trong giai đoạn điều tra, chúng tôi cũng chưa đưa ra kết luận nào cả. Anh không để chúng tôi hỏi vậy chúng tôi làm sao mà tiếp tục điều tra? Nếu như hỏi về một số chuyện. Anh thật sự không làm thì cứ nói sự thật là mình không làm là được rồi, tại sao lại không cho phép chúng tôi hỏi vậy? Không hỏi thì làm sao có thể điều tra ra sự thật để báo cáo với lãnh đạo? Chẳng lẽ là toàn bộ tổ điều tra chúng tôi phải im lặng hay sao? Thái độ của anh cũng có chút vấn đề đấy đồng chí Diệp Phàm ạ. Trương Ẩn Hào rõ ràng là đã nổi cáu rồi. Anh cảm thấy hắn ta quá kiêu ngạo, không những không phối hợp lại còn dám chỉ trích tổ điều tra. Nhất định phải chiếm thế áp đảo. Nếu không tổ điều tra không có cách nào mà tiến hành tiếp được. Chán nản quay về không phải là tính cách của Trương Ẩn Hào. Đồng chí Trương Ẩn Hòa, tôi nghĩ anh cũng nên hiểu một điều, các anh xuống đây điều tra, còn chúng tôi cũng không phải người bị tình nghi. Đầu tiên thái độ này của anh là có vấn đề, các anh thật sự xem mình là nhân viên công an phải vậy không? Thứ hai là lời nói của các anh có vấn đề,
rất nhiều câu nói đều chứa đựng sự phỏng đoán chủ quan của các anh. Cái này nói khó nghe một chút thì trong quá trình công an thẩm vấn gọi là xui khiến nhận tội hoặc là ép cung. Hơn nữa các anh còn bóp méo sự thật. Ví dụ như rõ ràng là bản ghi nhớ mà các anh lại nói thành hợp đồng. Hơn nữa vừa xuống các anh đã chỉ trách tập đoàn Hoành Không chúng tôi, dùng các từ ngữ không đích đáng như cưỡng đoạt âm mưu. Đây là cái mà các anh nói là điều tra công bằng sao? Vẫn chưa có kết quả, anh đứng từ góc độ nào mà nói chúng tôi có âm mưu? Cái kiểu khuynh hướng không điều tra mà đã ra kết luận của các anh là chuyện rất nghiêm trọng. Diệp Phàm phản bác lại từng câu một. Đồng chí Diệp Phàm, nếu anh nói như vậy thì công tác điều tra của chúng tôi không thể tiếp tục được rồi. Nếu như một khi chúng tôi trở về, lãnh đạo hỏi thì toàn bộ trách nhiệm này sẽ do tập đoàn Hoành Không của các anh gánh vác. Đồng chí Diệp Phàm còn bị tình nghi là làm cản trở tổ điều tra. Tôi hy vọng đồng chí Diệp Phàm có thể lấy đại cục làm trọng. Để tổ điều tra tiến hành điều tra một cách bình thường. Nếu không, chúng tôi đành phải trở về rồi. Toàn bộ hậu quả về sau các anh tự chịu trách nhiệm lấy. Trương Ẩn Hào không ngờ lại vung lời tàn nhẫn như vậy. Nếu như các anh cứ gây sức ép như vậy thì không có chuyện gì cũng có thể điều tra ra chuyện. Nếu như các anh nhất quyết trở về thì Diệp Phàm tôi cũng không ngăn cản. Về phần điều tra ra sao thì đó là việc của các anh. Nhưng tôi hy vọng các anh có thể nhận thức một cách tổng thể, công bằng đối đãi với mỗi doanh nghiệp. Chỉ có như vậy thì mới có thể thuận lợi điều tra tiếp được, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của các anh. Về phần anh nói cản trở, chúng tôi khi nào đã cản trở tổ điều tra. Mà là việc dùng lời lẽ của tổ điều tra các anh thật quá đáng. Về phần trách nhiệm, nên do người nào làm thì người ấy sẽ chịu, không ai có thể thoát được. Diệp Phàm lạnh lùng nói, cơ bản không nể mặt. Nếu như Tổng Giám đốc Diệp đã nói kiên quyết như vậy thì xem ra công tác điều tra này không thể tiếp tục tiến hành được rồi. Chúng tôi về trước, cáo từ. Trương Ẩn Hào xanh mặt lập tức đứng dậy thu dọn túi sách rồi đi, còn thành viên tổ điều tra cũng theo anh đứng dậy. Đi thong thả thôi, đồng chí Chuối Tiêu. Diệp Phàm ở phía sau khẽ nói. Tổng Giám đốc Diệp, anh dùng từ ngữ lung tung lộn xộn như vậy là bị tình nghi có ác ý làm tổn hại người khác. Tôi sẽ báo cáo theo đúng sự thật câu nói anh vừa nói với lãnh đạo cấp trên. Với tư cách là chủ tịch tập đoàn Hoành Không, sao lại có thể xử sự như thế? Một người trung tuổi vẻ mặt nghiêm nghị nhằm về phía Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, tổ trưởng tổ điều tra đồng chí Trương Ẩn Hào lại đứng sững ở cửa. Anh ta dường như đột nhiên bị cái gì đó làm cho kinh ngạc, không ngờ lại đứng ở cửa với bộ dạng ngẩn ngơ như vậy. Những thành viên khác trong tổ thấy thế liền dừng bước, có chút buồn bực nhìn về tổ trưởng Trương. Mọi người đều cho rằng tổ trưởng Trương đột nhiên thất thần rồi. Nửa phút sau, tổ trưởng Trương đột nhiên quay người nói. Được rồi, hai bên chúng ta không cần thiết phải nóng vội với nhau như vậy. Sắp tới trưa rồi, về ăn cơm trước đã, thế nào, buổi chiều nói tiếp. Vậy được, thái độ này của tổ trưởng Trương cũng được. Bữa cơm trưa nay ăn ở Hoành Không đi, các anh là lãnh đạo cấp cao, xuống ăn bữa cơm nên do chúng tôi phụ trách đúng vậy không? Diệp Phàm nói, biết anh ta đang liên tưởng đến cái gì, tự nhiên quay lại để kiểm chứng một chút. Vậy được, đi đến nhà khách Hoành Không. Trương Ẩn Hào gật đầu, tự nhiên người buồn bực chính là thành viên tổ điều tra, cảm thấy tổ trưởng Trương Ẩn Hào đột nhiên như biến thành một người khác vậy. Hai bên vui vẻ dùng cơm, không nói về chuyện điều tra. Sau khi ăn cơm xong, Trương Ẩn Hào vừa lấy khăn tay lau miệng vừa nói. Tổng Giám đốc Diệp, tôi thấy hai chúng ta có chút hiểu lầm. Như vậy đi, có thể tới văn phòng anh uống chén trà không vậy, chúng ta từ từ nói chuyện. Tin rằng hai chúng ta sẽ tạo ra cầu nối, để công tác điều tra được tiếp tục tiến hành. Đều là vì hoàn thành nhiệm vụ, mọi người không phải một mực nói những lời khó nghe như vậy. Chẳng những bất lợi cho việc điều tra, cũng bất lợi cho công tác khai triển của các anh, đúng vậy không? Vậy thì chào mừng, có thể là có chút hiểu lầm. Diệp Phàm cười, dẫn Trương Ẩn Hào vào văn phòng. Ngồi cạnh bàn trà. Tổng Giám đốc Diệp, câu cuối của anh có ý gì vậy, tôi không hiểu. Trương Ẩn Hào ra vẻ vô tình hỏi. Anh giả vờ sao, trong lòng Diệp Phàm ngầm khinh bỉ một câu, cười nói. Anh không hiểu thật sao? Tổng Giám đốc Diệp. Tôi thật sự không hiểu, ở đây không hề có chuối mà. Mà trong các loại hoa quả bầy trên kia cũng không thấy có chuối. Trương Ẩn Hào nói. Ha ha, Chuối Tiêu ấy không phải là Chuối Tiêu ăn. Diệp Phàm cười, hai người đều phải giải câu đố thông thường. Vậy Chuối Tiêu là ý gì? Trương Ẩn Hào nói với vẻ mặt tươi cười.
Ha ha ha, đồng chí Trương Ẩn Hào, có một số việc hiểu ngầm là được rồi. Nói quá rõ thì lại không hay. Chuyện về chuối tiêu không cần nói thêm nữa, lãng phí thời gian. Nhưng một con quái vật bốn tay sáu chân thì quả thật khiến người ta khó mà suy nghĩ. Trương Ẩn Hào đứng dậy, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. Chương 2896, phục rồi. Làm sao vậy cục trưởng Trương? Diệp Phàm hỏi. Không có gì, thất lễ rồi. Trương Ẩn Hào lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn khiếp sợ vô cùng. Bởi vì trong bốn người đi hồi trước chức vị của mình là thấp nhất, thật ra là một nhân vật đóng vai phụ, cái mà ba người bọn họ xem trọng chính là kinh nghiệm đảo đấu của tổ tiên của mình. Ba người họ đều là lãnh đạo của mình. Việc này tôi hy vọng cục trưởng Trương thẳng thắn nói với tôi. Diệp Phàm nói. Tôi sẽ báo cáo đúng sự thật với Tổng Giám Đốc Diệp. Trương Ẩn Hào không ngờ lại nói như vậy. Diệp Phàm nghe thấy thế cười đáp. Cái này cũng không cần thiết, tôi cũng không phải là lãnh đạo của anh. Tính ra hôm nay anh xuống đây còn là lãnh đạo cấp cao của Hoành Không chúng tôi đấy. Ha ha, Chủ tịch Diệp nói như vậy thì không coi Trương Ẩn Hào tôi là người của mình rồi. Ý của tôi anh hiểu. Tôi hy vọng Chủ tịch Diệp ở các phương diện khác có thể thẳng thắn một chút. Trương Ẩn Hào nói. Có một số chuyện không cần thiết phải nói ra, anh biết là được. Tôi thấy anh hiện giờ đang là lục đẳng. Trong tổ này muốn lên cao thêm một bậc thì rất khó khăn. Mặc dù nói nhập môn là tứ đẳng rồi nhưng tôi đã đề xuất qua với đồng chí Khai Hà rồi. Dự đoán là trong tương lai không xa ngưỡng cửa để tiến vào tổ sẽ tăng lên ngũ đẳng. Anh đang là lục đẳng rồi cũng sẽ không xa với ngưỡng vào tổ này. Anh còn trẻ, nếu không hăng hái lên thì sẽ bị thời đại đào thải. Diệp Phàm tình ý sâu xa. Còn có một điều, thân phận của tôi trong tổ là không thể nói với anh. Nhưng thân phận của tôi là bí mật, vì thế anh cứ coi tôi là cao thủ luyện võ là được rồi. Cái miệng của Trương Ẩn Hào tôi là miệng thép, xin chủ tịch cứ yên tâm. Tôi cũng hiểu quy định trong tổ. Chỉ là với thân thủ của tôi cũng thật khó khăn. Cái này cũng không gấp được, trong một thời gian ngắn thì không có cách nào. Vốn nghe nói trong tổ có vị cao thủ có thể chế tạo ra lôi âm cửu long hoàn, tổ nghiên cứu khoa học chúng tôi đã từng nghiên cứu qua loại thuốc này, nhưng không thể nào chế tạo ra được. Thử vài lần rồi nhưng đều thất bại, tổ trưởng Ngô rất thất vọng, cũng hiểu rằng chỉ có vị cao thủ kia mới có thể chế tạo ra được. Đây là bản lĩnh của cao thủ, không phải là chuyện chỉ dựa vào kỹ thuật mà có thể làm ra. Còn cần nền tảng kỹ thuật lớn mạnh và phương pháp thích hợp mới được. Trương Ẩn Hào có chút buồn bực. Ha ha ha, đừng nóng vội, vẫn còn hy vọng mà, tôi thấy anh cũng chưa đến 30. Không sao, không chừng lúc nào đó vận may sẽ đến với anh. Chủ tịch Diệp có cách sao? Trương Ẩn Hào kinh ngạc, vội vàng nói. Tôi năm nay 34 rồi, thời gian không chờ con người, càng trẻ thì càng dễ có được sự đột phá. Thời cơ mà qua thì có chút phiền phức rồi. Biện pháp ấy à, thôi bỏ đi, trước tiên nói chuyện ở tổ điều tra các anh đi đã. Nếu không việc này cứ làm phiền mình thì cũng không có tâm trạng đâu nghĩ những chuyện khác. Tôi muốn giải quyết xong xuôi đâu đấy việc trước mắt. Diệp Phàm nói. Ý này anh Trương Ẩn Hào tự hiểu, anh có thể giải quyết chuyện này rồi chúng tôi cùng giúp anh nghĩ cách. Ôi, việc này nói ra tôi cũng đành chịu, chắc chắn Chủ tịch Diệp cũng có ít manh mối rồi. Trương Ẩn Hào thở dài, có vẻ bí ẩn. Có phải có người ra hiệu ngầm cho anh? Trong lòng Diệp Phàm giật mình, hiểu rồi, quả nhiên có người phá rối. Không sai, lúc chuẩn bị đi, lãnh đạo phân quản đã dặn dò. Việc này tôi nghĩ có thể là bên công ty cơ giới Trung Quốc có quan hệ tốt với vị lãnh đạo nào đó. Trương Ẩn Hào nói sự thật. Là vị lãnh đạo nào? Diệp Phàm hỏi tới. Cái này, được rồi, chính là phó chủ nhiệm Vu Tiên Lý người phân công quản lý ban kiểm soát tài chính chúng tôi. Ông ta cũng là một trong những ủy viên đảng ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước. Mặc dù nói ông ta không trực tiếp quản lý chúng tôi nhưng có một số chuyện vẫn dính dáng đến. Hơn nữa phó trưởng ban Vu ở trong bộ cũng có tiếng lâu nay. Trương Ẩn Hào nói. Ừ, nhưng anh có biết quan hệ giữa ông ta và bên tập đoàn cơ giới Trung Quốc không? Diệp Phàm hỏi, không ngờ lại có chuyện đó. Cái này tôi không rõ, thực ra việc này các anh cũng không có gì sai. Chỉ là thủ đoạn có chút hơi bẩn thôi. Nếu mang cạnh tranh ra nói thì không có gì vi phạm pháp luật. Việc này Chủ tịch Diệp cứ yên tâm, tôi sẽ phản ánh đúng sự thật với cấp trên. Chỉ là có một số phương diện tôi cũng không làm chủ được. Đến lúc đó khiến vị đồng chí kia tức giận, đoán chừng sẽ đổi người để gây sức ép.
Hơn nữa từ trước tới nay tập đoàn Hoành Không các anh đều bị tập đoàn cơ giới Trung Quốc chèn ép. Trên thực tế tỉnh Thiên Vân cũng có trách nhiệm nhất định. Dù sao ở một tỉnh mà có hai tập đoàn lớn làm về hai sản phẩm tương tự nhau, cái này rõ ràng là cung vượt quá cầu rồi. Mà trước kia là thời đại kinh tế bao cấp, lúc đó có thể đem tài nguyên cả nước thông qua Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Đương nhiên, lúc đó không có tư hữu nhà nước, chúng ta có thể nói là bộ ngành liên quan đem tài nguyên điều phối đến cho hai tập đoàn các anh sản xuất. Vì thế, sản phẩm này cơ bản không cần lo đến việc tiêu thụ. Hiện tại thì hoàn toàn khác, còn thời đại kinh tế bao cấp, tập đoàn Hoành Không của các anh dưới phương châm chỉ đạo, đã xảy ra chút vấn đề về việc dùng người. Vì thế nên mới dẫn đến việc xuất hiện những sai lầm mang tính quyết sách. Nhất cử nhất động đã bị tập đoàn cơ giới Trung Quốc nắm được. Mà ở phương diện tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, các anh rõ ràng là lạc hậu so với tập đoàn cơ giới Trung Quốc, bọn họ hiện nay là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, sản phẩm của họ vẫn là quốc gia phân phối. Nhà nước cho bọn họ rất nhiều ưu đãi, còn các anh ở lại không thu được lợi ích gì. Kết quả là càng làm càng kém, nên đã đến bước sắp phải đóng cửa như hiện nay. Trương Ẩn Hào nói trắng ra, anh ta biết Diệp Phàm sẽ không tức giận. Đúng vậy, một chiếc thuyền đã hỏng, chúng tôi hiện tại phải gượng chống đỡ. Nói về phương diện chính sách có tính ủng hộ thì quả thực chúng tôi không bằng tập đoàn Trung Quốc. Người ta mấy chục năm trở lại đây ngày càng phát triển lớn mạnh, còn tình hình của tập đoàn chúng tôi lại hoàn toàn ngược lại, càng ngày càng yếu kém. 10 năm trở lại đây đều rơi xuống sườn dốc. Đến hôm nay, sắp đến bước phải đóng cửa vì phá sản cũng không có cách nào giải quyết. Trong tình cảnh túng quẫn như hiện nay, tập đoàn cơ giới Trung Quốc với vai trò là đàn anh trong ngành, không ngờ không nể tình anh em. Không ngờ cũng có ý kiến đối với hợp đồng sản phẩm mà chúng tôi giành được. Còn lãnh đạo của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước lại ủng hộ bọn họ. Tôi biết, họ coi tập đoàn cơ giới TANG Quốc là bảo bối, tập đoàn Hoành Không chúng tôi là mẹ kế nuôi. Cái này là vấn đề nặng nhẹ. Diệp Phàm nói, đây là sự thật không phải bàn cãi, các anh về sau lại bị hạ thấp, bên Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước lại càng không có tinh thần để quản lý các anh rồi. Hơn nữa, mấy năm gần đây các anh đem đến cho họ không ít phiền phức. Chỉ tính đến việc hàng năm chia tay ra xin họ cũng đủ để người ta đau đầu rồi. Tôi từng nghe một vị phó chủ nhiệm lúc nói chuyện phiếm rông dài, ông ta nói tập đoàn cơ giới Hoành Không quả thực sắp thành viên u ác tính mà Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước phải gánh trên lưng rồi. Hàng năm không những không thể cống hiến cho bộ phận dù chỉ là một chút tiền lời, chỉ biết đến chia tay, khiến một số lãnh đạo trong bộ nhìn thấy người của các anh là chạy nhanh như chớp vậy. Đến bước này, thật ra cũng do các anh, trong bộ kỳ thực cũng là bị hại thôi. Đến bây giờ không phải là không quản các anh mà cơ bản là không dám kêu người xuống, vừa xuống các anh chắc chắn sẽ lập tức đòi tiền, đòi ủng hộ, đòi chính sách. Những thứ này chúng tôi đã đưa rồi, bây giờ làm thế nào để đưa nữa? Cũng không thể đem sự ủng hộ đến cho một vũng bùn được. Đoán chừng là đến một cái phao cũng sẽ không cho. Cho các anh không bằng đem cho các doanh nghiệp tương tự như tập đoàn cơ giới Trung Quốc. Chí ít thì bọn họ mỗi năm cũng kiếm tiền vì quốc gia, hơn nữa cũng nộp một khoản tiền nhất định cho quản lý. So sánh như vậy, trong bộ có thái độ như vậy, tôi thấy cũng là chuyện thường tình. Trương Ẩn Hào thẳng thắn nói. Ừ, những điều anh nói tôi đều hiểu, nhưng cũng đã có thay đổi. Tranh thủ sự ủng hộ của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước là việc nên làm, chúng tôi cần chính sách của các anh hỗ trợ. Hơn nữa, chúng tôi gần đây đã ký bản ghi nhớ dự định đầu tư 800 triệu với tập đoàn Chính Hà. Hơn nữa, cải cách nhà máy bên Quảng Đông cũng đã tiến hành. Bên tổng công ty chúng tôi cũng đang đẩy nhanh cải cách, vứt bỏ đi tư tưởng chỉ ngồi chờ, khai thông tầm mắt, tranh thủ càng sớm để đưa công ty thoát khỏi tình trạng hiện giờ. Quyết tâm của Hoành Không chúng tôi là rất lớn. Những lời này tôi hy vọng sau khi anh về có thể truyền đạt một chút với các đồng chí trong ban lãnh đạo. Hơn nữa, tôi cũng sắp xếp thời gian để đến đó một chuyến, tranh thủ sự ủng hộ. Diệp Phàm nói, thế này đi Chủ tịch Diệp, anh đem công ty của các anh cùng với các suy nghĩ và sắp xếp của anh, và cả một số thành tích ra. Lập tức viết thành tài liệu, tôi giúp các anh một chút. Hơn nữa tài liệu càng tỉ mỉ, xác thực càng tốt như số liệu, chứng cứ, ví dụ như chuyện của các anh với tập đoàn Chính Hà. Bản ghi nhớ mà các anh đã ký có thể photo ra một bản để tham khảo. Trương Ẩn Hào nói, những cái này tôi hiểu, tôi lập tức bố trí nhân viên đi làm. Diệp Phàm gật đầu nói, biết Trương Ẩn Hào muốn giúp mình một tay,
nhưng chức vị anh ta quá thấp, ước chừng tác dụng cũng không lớn. Nhưng nghe nói Trương Ẩn Hào làm ở Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đã 10 năm rồi, nếu như nói ở trong bộ không có lãnh đạo nào nâng đỡ thì anh ta không thể ở cái tuổi 34 này mà đã ngồi vào cái ghế Phó Cục trưởng Thường vụ này được. Thêm một bậc là có thể lên Giám đốc Sở rồi. Đây là chuyện có thể được. Đối với việc thăng chức của anh ta mà nói cũng tương đối quan trọng. Chí ít anh ta có thể thông qua lãnh đạo của anh ta mà thông báo việc này lên. Để các lãnh đạo của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước có định hướng. Bằng không, nếu không đưa lên trên, người ta sẽ không hiểu được rốt cuộc mình đang làm cái gì. Đi đòi người ta ủng hộ, chia tay giúp đỡ, người ta tự nhiên sẽ cảm thấy phiền. Chủ tịch Diệp, tôi có nghe thấy một tin đồn. Trương Ẩn Hào quay lại người nói. Tin đồn, nói nghe xem. Diệp Phàm vẻ mặt hứng thú, nhìn anh ta. Nghe nói chuyện bí thư của tập đoàn các anh đang điều chỉnh. Cái này sao Tổng Giám đốc Diệp không tranh thủ đi? Trương Ẩn Hào nói. Anh xem tôi đủ tư cách sao? Chức chủ tịch này tôi nhậm chức mới chỉ có thời gian một tháng, liền lên bí thư. Ha ha! Diệp Phàm cười, biết là không có hy vọng. Cũng phải, đúng là không có nhiều hy vọng. Trương Ẩn Hào gật đầu, nói. Nghe nói chủ tịch Diệp và bí thư cái của hạng Nam có chút gì đó. Ha ha, xem ra, việc tốt không ra tới cửa, việc xấu đã truyền nghìn dặm rồi. Không ngờ đến anh cũng biết. Diệp Phàm cười thừa nhận. Tôi nghe một vài đồng chí ở tập đoàn cơ giới Trung Quốc nói, nhưng mà chủ tịch Diệp, anh phải chú ý một chút đấy. Trương Ẩn Hào nhíu mày. Chương 2897, ngụ ý của bố vợ. Chú ý một chút ở đây là chú ý cái gì vậy? Diệp Phàm sửng sốt nhìn Trương Ẩn Hào. Tôi nói rõ trước có lẽ là tin đồn, nhưng nghe nói cũng có chút nên nghe. Đó là bí thư cái Thiệu Trung ở thành phố Hạng Nam các anh. Người xưng là cái lão hổ. Nghe nói danh đã truyền đến bộ rồi. Trương Ẩn Hào nói. Anh ta chẳng lẽ muốn đến Hoành không làm chức bí thư sao? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nhưng đây là một tin lớn động trời rồi. Việc bổ nhiệm bí thư đảng ủy tập đoàn Hoành không các anh đã được ban tổ chức trung ương thông qua, mà bên này vì tập đoàn Hoành không cũng là do Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước quản lý. Vì thế ban tổ chức trung ương bên ấy đã đánh tiếng với Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Vì vậy mà tin đồn này đã đến như vậy. Đương nhiên, cấp bậc của tôi không cao nên không thể biết được tình hình cụ thể. Trương Ẩn Hào nói. Cảm ơn anh. Diệp Phàm nói. Tối hôm đó, Diệp Phàm gọi điện cho bố vợ rồi hỏi. Bố, nghe nói cái lão hổ bên hạng Nam muốn tới Hoành không? Ăn nói kiểu gì vậy? Đồng chí cái Thiệu Trung là đồng chí cái Thiệu Trung, sao lại biến thành cái lão hổ rồi? Kiều Viễn Sơn vừa nghe thấy, liền nghiêm túc giáo huấn. Ông ta thật sự sẽ đến ạ. Diệp Phàm có chút nóng vội, nếu như để cái lão hổ ngồi lên chức vệ Ngọc Cường kia thì về sau Hoành không sẽ bị gây sức ép rồi. Đến lúc đó, mình muốn thực hiện mục tiêu của bản thân thì khó khăn càng tăng lên gấp bội. Thêm vào cấp dưới của cái lão hổ ở hạng Nam, như vậy hai đầu cùng tấn công, vậy thì nhức đầu rồi. Con sợ anh ta sao? Không thể tưởng được Kiều Viễn Sơn lại hừ một tiếng nói. Sớm biết như này thì hà cớ lúc trước. Con ấy à, xử sự không vững vàng. Sao mãi cứ cầu thả vụng về như thế? Giờ thì tốt rồi, người ta giết tới cửa rồi. Đã xác định rồi à? Diệp Phàm nói. Gần như thế, kéo dài thêm một chút, chậm nhất cũng chỉ có thể đến đầu tháng 5. Con tự thu xếp ổn thỏa đi, việc bố có thể làm cũng chỉ được như vậy thôi. Con phải thông cảm, mặc dù nói là bố đang chủ trì công việc của ban tổ chức trung ương, nhưng việc này là của quốc gia. Không phải của một mình Kiều Viễn Sơn bố đâu. Hơn nữa, cán bộ cấp cao được bổ nhiệm vào ban tổ chức trung ương không phải trong bộ có thể quyết định. Tuyệt đại đa số đồng chí chỉ là chấp hành khảo hạch thôi. Kiều Viễn Sơn giọng điệu hòa hoãn không ít, nhưng cung cấp cho Diệp Phàm thông tin là việc này cơ bản đã định rồi. Bố cũng phải nói với con một tiếng trước chứ, đúng không ạ? Diệp Phàm có chút trách móc. Thông báo thì có tác dụng sao? Hơn nữa việc này cũng vừa mới quyết định. Trước khi chưa được định thì bố không nói gì được. Những lời này cũng chỉ có thể nói ngầm với con, theo quy định thì bố đã vi phạm rồi đấy. Kiều Viễn Sơn lại nói tiếp. Con phải chú ý một chút, hơn nữa việc này bí thư Ninh sớm cũng đã biết rồi, ông ta có thông báo cho con không? Không ạ, con cũng nghe một đồng chí ở Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước vô tình nói ra. Xem ra, bọn họ thật kín miệng. Diệp Phàm nói giọng châm chọc, có cảm giác bị hai vị đại lão từ bỏ.
Đây là kỷ luật, Kiều Viễn Sơn nói. Nhưng mà con thấy có chút kỳ lạ, hai đồng chí như bố và chú Ninh cộng lại không ngờ lại không bằng. Vậy quan hệ của đồng chí cái Thiệu Trung há chẳng phải là đội trời sao? Diệp Phàm nói, trong lòng có chút buồn bực, ra vẻ như bố vợ cũng đấu không lại được đối phương, vậy Ninh Chí Hòa thì sao? Người nhà họ Phí cũng không đấu nổi, vậy kết cục của cái lão hổ há chẳng phải là quá ngược đạo trời sao? Không phải chúng ta không có khả năng, thể chế có quy định của thể chế. Việc này chúng ta cơ bản không được nhúng tay, hơn nữa cũng không muốn nhúng tay. Kiều Viễn Sơn nói. Bố thật là có đức độ. Diệp Phàm nói một cách đầy phẫn nộ. Đấy là lý giải của con. Bố không phán xét, thật ra con cũng phải hiểu cho đồng chí Chí Hòa. Có một số việc không nên nóng vội. Lần trước vì con mà đồng chí Chí Hòa đã rất nỗ lực rồi. Cái này, cùng một việc mà ra tay quá nhiều lần sẽ thành một loại người chuyên đi hống hách. Đảng của chúng ta trước giờ phản đối chủ nghĩa bè phái, đều là đồng chí với nhau mà. Hơn nữa, thực ra ý của Chí Hòa còn có một tầng nghĩa khác. Cái này là muốn đem đến cho con một đối thủ mạnh để có thể tôi luyện ý chí của con, Diệp Phàm con không phải là thích làm lão đại nhất sao? Không phải là thật sự gặp hổ giấy mà khiếp sợ chứ? Vậy thì con nên sớm cuốn gói khỏi Thiên Vân đi là được rồi. Nhưng mà những lời tục nói ở trước mắt, lần này đến Hoành không là kết quả liên thủ của bố và đồng chí Chí Hòa. Nếu như Diệp Phàm con không thể kiên trì, hơn nữa không thể làm tốt thì từ nay về sau con muốn tìm vị nào giúp con ra tay thì người ta cũng sợ mà chạy đấy. Thế nên, ít nói những lời oán giận, chuyện phiếm đi. Tập trung làm việc, đưa tập đoàn đi lên mới là vấn đề hiện nay con cần quan tâm hơn cả. Bớt can thiệp vào những chuyện không đâu. Kiều Viễn Sơn nói. Như thế không được, cái lão hổ đầu tháng 5 đã xuống rồi, thời gian chỉ còn lại không đến một tháng. Trong lòng Diệp lão đại đang suy nghĩ. Phải đi lên tỉnh gặp Lão Ninh. Nói về ý tưởng, tranh thủ trong thời gian này điều chỉnh một chút ban lãnh đạo. Bởi vì Chu Đống chắc chắn sẽ đi, nhưng chuyện này Phó Chủ tịch tỉnh luôn một mực gây sức ép xuống. Việc này vẫn chưa định luận Chu Đống nên tạm thời người chưa thể đi được. Chu Đống không ra khỏi huyện được cũng không còn cách nào sắp xếp người xuống. Việc này, thật là rối rắm. Tổ điều tra sau một ngày điều tra đã đi, đúng là đầu voi đuôi chuột. Hơn nữa, thái độ của tổ điều tra ngày hôm sau đã hoàn toàn thay đổi. Có vẻ như là hợp tác hữu nghị, khiến cho các đồng chí trong Hoành không đều có chút hoài nghi khó lý giải. Có thể tất cả đều có liên quan tới Tổng Giám Đốc Diệp. Mà tổ điều tra vừa đi, buổi chiều Diệp Phàm đã chạy tới tỉnh Thiên Vân. Buổi tối, Diệp Phàm đến thăm Ninh Chí Hòa. Nào đến đây, tiểu Diệp mau ngồi xuống. Vừa vào đại sảnh, Ninh Chí Hòa đang đọc báo, vợ ông là Phí Hương Ngọc rất nhiệt tình tiếp đón. Cháu chào dì Phí. Diệp Phàm cười rồi chào hỏi. Tiểu Diệp, cái miệng cháu càng ngày càng ngọt rồi đấy. Phí Hương Ngọc tự mình pha trà. Lần này tới đây phải ở nhà dì đấy nhé, nhà của dì là không thua kém gì khách sạn đâu. Buổi tối, dì sẽ nấu canh hạt sen cho cháu thưởng thức. Đây là tuyệt chiêu mà dì Phí vừa mới học được từ một đầu bếp ở nhà hàng đấy. Bảo đảm cháu ăn ngon miễn chê. Bà nghĩ nó ngốc hay sao, cái miệng ấy rất trơn đấy. Ninh Chí Hòa cười, tay đặt tờ báo xuống. Ha ha, dì Phí làm nhất định là sẽ rất ngon. Cháu sợ một lát nữa tự mình cắn vào lưỡi mình, vậy chẳng há thành cơm rồi. Diệp Phàm nịnh hót. Ha ha ha. Tiếng cười trong trẻo của Phí Hương Ngọc bay lên trần nhà. Nhưng mà dì Phí, chẳng lẽ dì là có chuyện muốn nhờ cháu sao? Không vấn đề, có việc gì dì cứ nói đi. Chúng ta là người một nhà mà, không phải khách khí như vậy. Hơn nữa cháu là hậu bối của dì, hậu bối làm chút chuyện cho tiền bối là hoàn toàn chính đáng. Diệp Phàm quay người nói, cũng cảm thấy Phí Hương Ngọc hôm nay nhiệt tình quá mức. Ha ha ha, Ninh Chí Hòa đột nhiên cười lớn, ông nói. Thấy không Hương Ngọc, không phải tôi đã nói sớm với bà rồi sao, thằng cháu này nhìn thấu mọi thứ. Tâm tư của bà nó sớm đã thấy rõ rồi, hơn nữa cái miệng ấy cũng trơn hơn dầu bình thường, trơn trượt đấy. Cái này, chú Ninh. Cháu thấy dì Phí nhiệt tình quá. Cái này, là việc bình thường thì tốt, không bình thường thì nói thế nào nhỉ, việc quá khác thường tất có ý khác, đúng không ạ? Diệp Phàm cười nói. Là như này, lần trước trở về thủ đô, chị Hướng thấy sắc mặt dì đẹp liền hỏi dì dùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào. Quan hệ giữa chị Hướng và dì rất tốt, các dì còn là bạn tri kỷ nữa. Việc này dì cũng không giấu dì ấy, lúc ấy còn đồng ý cho dì ấy hai viên dùng thử.
Vừa mới về vài ngày, dì ấy lại gọi điện đến thúc giục. Vốn là muốn qua một thời gian nữa thì mới nói với cháu chuyện này, nhưng cái này không kéo dài được. Phí Hương Ngọc nói, không phải là chị Hướng lại làm cho bà một chiếc túi len đấy chứ, cái miệng rộng này của bà thấy thế là liền mở ra rồi. Ninh Chí Hòa ở bên nói chen vào. Cái này cũng bình thường, túi len mà chị Hướng làm là hàng hiệu, hiếm, trên thị trường khó mà nhìn thấy được. Hoa văn kia, người thợ kia đều làm rất tinh tế. Cái túi này dì mang ra có rất nhiều chị em đều hỏi dì mua ở đâu, họ cũng muốn mua một cái, nhưng mà dì nói là đây không phải là đồ đi mua. Đừng chỉ xem nó là cái túi len bình thường, nó tinh tế hơn bất cứ nhãn hiệu nào trên thế giới. Cái này gọi là gì, thủ công thuần khiết. Phí Hương Ngọc mỉm cười. Vậy người tên là chị Hướng làm gì ạ? Trong lòng Diệp Phàm giật mình, hỏi. Đây là cơ hội tốt để mở rộng quan hệ. Bởi vì tầng lớp phụ nữ mà Phí Hương Ngọc quen biết chắc chắn không thấp. Thêm quan hệ sẽ thêm đường mà, dù sao hậu cung Ngọc Nhan Hoàn chắc chắc phải tặng. Chị ấy à, làm nghề nhàn hạ, không quan trọng. Nhưng chồng chị ấy không tồi, tên là Cao Nhất Thiên, phó chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước. Nghe nói tập đoàn Cơ Điện Hoành Không các cháu là do ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước, Thiên Vân và Điền Nam cùng quản lý. Dì nghĩ việc này nếu cháu có thể làm chị Hướng ấy hài lòng thì các cháu sẽ có lợi đúng vậy không? Phí Hương Ngọc cười một cách rạng rỡ. Trong lòng Diệp Phàm thầm cảm kích, biết Phí Hương Ngọc cũng có ý muốn giúp mình một tay. Cháu cảm ơn dì, khiến dì phải hao tâm tổn trí rồi. Diệp Phàm vội vàng nói. Hao tâm tổn phí không phải chỉ mồm suông mà nói ra được, cháu lấy chút thực tế ra là được rồi, chính là viên thuốc ấy. Phí Hương Ngọc nói thẳng thắn, mặt này là thuộc sở trường của bà ta. Chú thấy thế này Tiểu Diệp, cháu lập tức đổi tập đoàn Cơ Điện Hoành Không thành nhà máy chế tạo thuốc thôi là được rồi. Ninh Chí Hòa không ngờ lại đùa vậy. Cái này, loại thuốc phiên này của cháu đừng nói là trên thị trường dược liệu cơ bản không mua được. Dù cho là người bình thường cũng không sản xuất ra được. Cao thủ có thể chế tạo ra loại thuốc này không nhiều, hơn nữa còn phải hiểu phương pháp, thủ pháp, không có cách nào sản xuất, cũng không có điều kiện sản xuất. Tức là cháu bớt thời gian ra làm mấy viên cũng rất lao lực đầu óc chứ chưa nói gì đến lúc cháu chế tác rất khó, vấn đề then chốt là nguyên liệu làm thuốc khó tìm. Diệp Phàm nói, hay là về gì sẽ nói với ông cụ một tiếng, cháu đi đến kho nhà chúng ta, rồi dạo quanh một chút, không chừng có thể tìm thấy nguyên liệu phù hợp đấy. Phí Hương Ngọc nói, Hương Ngọc, đừng làm phiền ông cụ nữa, kho bên nhà bà ước chừng đã tiêu hao nhiều rồi, dùng cho mặt này quá lãng phí, nếu như lúc cần mà không có, vậy chẳng há là chết sao? Ninh Chí Hòa nhíu mày nói, chương 2898, quan hệ của các bà. Có gì lãng phí chứ, phụ nữ được trời phu cho nhan sắc mà sống mà. Không phải đàn ông các anh đều thích gái đẹp sao? Nếu những năm nay mà tôi không chăm sóc sắc đẹp thì giờ ông đã chê tôi là hoa tàn rồi. Cho nên ông xem chị Hướng đối với tôi tốt như thế, chúng ta cũng phải có chút lòng thành đúng không? Không ngờ Phí Hương Ngọc lại nói thế suýt nữa Ninh Chí Hòa đã nghẹn học, Diệp Phàm đứng bên cũng buồn cười, nhưng cũng không dám cười ra nên cũng rất khó chịu. Thôi vậy, không nói lại bà được, bà muốn làm gì thì làm, nhưng có thể ông cụ sẽ không đồng ý đâu. Ninh Chí Hòa nói. Không nói với ông nữa, Diệp Phàm, cháu có mang theo thuốc trên người không? Phí Hương Ngọc nói, cháu chỉ còn lại 2 viên thôi. Diệp Phàm có chút đau lòng bởi vì nguyên liệu khó lòng mà tìm được. Vất vả lắm mới làm được 2 viên này, ngay lập tức đã không còn nữa. Vậy thì tốt rồi, cũng may mà dì đã đồng ý với bà ấy là cho 2 viên. Phí Hương Ngọc rất vui vẻ. Bà mà cứ thế này thời gian dài thì chắc sắp không còn gì nữa rồi. Không ngờ Ninh Chí Hòa lại thêm vào. Thuốc này lần sau mà cần thì khi nào mới có được hả cháu? Phí Hương Ngọc sửng sốt rồi cũng đưa ra một câu quá khó. Nếu như dùng thuốc này thời gian dài, cũng không thể bảo đảm được có thể cứ giữ mãi dung nhan thế này không? Cái này là ở cách nghĩ của mỗi người thôi. Chú Ninh nói quả không sai, chủ yếu là không có nguyên liệu mà làm. 2 viên này cháu khó khăn lắm mới bào chế ra được. Dì Phí phải suy nghĩ cho kỹ. Chắc đến nửa năm nữa cũng không có đâu. Diệp Phàm nói. Cho thôi, dì đã đồng ý cho người ta rồi thì phải làm thôi. Bằng không bà ấy sẽ không nể gì. Phí Hương Ngọc cũng cắn răng nói. Xem ra có lúc Phí Hương Ngọc cũng không đánh mất khí thế nhà họ Phí. Ha ha ha, đêm đừng có lèo nhèo bên tôi là hối hận rồi nhé.
Ninh Chí Hòa hù nói. Ông xem tôi là người thế nào chứ? Phí Hương Ngọc liếc mắt nhìn chồng. Ai biết được? Ninh Chí Hòa cười, rồi lại phóng ánh mắt liếc nhìn vợ. Di Phí, cái này người bình thường không thể dùng. Nếu không có tặng cho bà ấy thì bà ấy cũng không có cao thủ giúp bà ấy dùng thuốc này được. Diệp Phàm nói. Cháu quên cô bé Điệp Vũ rồi sao? Phí Hương Ngọc cười nói. Thật là xui xẻo, vốn muốn nghĩ nhân cơ hội mà giao tiếp với người ta nhưng không ngờ lại bị Điệp Vũ phá đám rồi. Nhưng như vậy cũng không sao, chắc chắn Phí Hương Ngọc sẽ nói đỡ cho hắn. Cháu cũng quên thật, nhưng dì nói là chồng của bà Hướng đó là đồng chí cao nhất thiên là quản lý của Ủy ban giám sát tài sản nhà nước. Gần đây chúng cháu đúng là có chút khó khăn. Diệp Phàm nói vừa đưa viên thuốc ra. Ồ, có chuyện gì? Phí Hương Ngọc hỏi, vừa nhận đồ của người ta thì cũng phải tỏ ra chút thành ý chứ. Chính là sự việc của chúng cháu và tập đoàn cơ khí Trung Quốc. Diệp Phàm đem chuyện của tổ điều tra nói lại một lần. Sao mà cháu biết được chuyện này là đồng chí phó trưởng bạn nói? Ninh Chí Hòa hứng lên. Cháu cũng là nghe qua thôi, nhưng nghe nói tổ điều tra là Đồng Oanh Oanh phó trưởng ban sắp đặt xuống. Mà chỉ đạo lại rất rõ ràng. Cho nên cháu mới tức giận, muốn làm với họ một phen. Hiện tại họ đúng là quá thực dụng, nhưng việc này cháu đang lo lắng là họ sẽ đàn áp không thôi đâu. Cháu cũng biết tập đoàn của chúng cháu là dưới quyền lãnh đạo của Ủy ban Giám sát Tài chính nhà nước nhưng cũng không bằng tập đoàn Trung Quốc được. Chúng cháu đang đổ nát, người ta thì lại là bảo bối kiếm tiền. Chẳng có cách nào cả, giờ tình hình như thế, nhưng cũng không thể làm quá mức đúng không? Diệp Phàm nói. Ôi! Đây là vấn đề có tính lịch sử di truyền rồi. Ngay từ đầu thời đại kinh tế bao cấp, vốn đã không muốn thành lập hai tập đoàn cùng một chuyên ngành cùng sống ở một nơi rồi mà. Kinh tế bao cấp đã chuyển đổi thành kinh tế thị trường rồi, mà vẫn như thế. Tập đoàn Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của chính quyền. Mặc dù họ hàng năm còn có một thuế nhất định, đương nhiên chỉ có thể độc lập, không thể hợp tác đầu tư cũng đã ngăn chặn con đường phát triển của họ một cách nhất định. Chỉ cần làm tốt. Các cậu sẽ có tiền đồ hơn cả họ. Đương nhiên, đối với một số đồng chí trong ủy ban quản lý mà nói thì chắc chắn là ưu tiên tập đoàn Trung Quốc rồi. Dù sao họ cũng là đơn vị độc lập chủ quản của ủy ban quản lý. Không liên quan gì đến tỉnh Thiên Vân. Nghiêm túc mà nói, các cậu và họ vẫn còn những xung đột rất lớn về lợi ích. Bởi vì bên các cháu là doanh nghiệp nhà nước. Có thể kiếm được tiền, có lợi nhuận, cũng phải nộp một phần lớn cho chính quyền. Thực ra đây chính là khác biệt giữa vấn đề nhỏ và lớn. Ninh Chí Hòa thở dài nói. Bất luận là thế nào thì cũng không thể ức hiếp như vậy có phải không ạ? Lẽ nào đứa trẻ nghèo không phải là con người sao? Cháu muốn nói là một vài đồng chí của tập đoàn Trung Quốc có vấn đề. Bản lĩnh còn không rõ ràng, lại còn kiện cáo. Đã có được cả nguồn ưu thế như vậy, một chút cơm để lại cho người ta mà còn cướp nốt cả đi. Đúng là không có tình người. Mà một số đồng chí trong ủy ban quản lý cũng là có tà ác như vậy. Phí Hương Ngọc tự nhiên lại đứng về phía Diệp Phàm. Việc này tôi chắc chắn rồi, tôi sẽ nói với chị Hướng, đến lúc đó còn yêu cầu cao nhất thiên phải ủng hộ tập đoàn Hoành không? Bà đừng có để đồng chí Tiểu Diệp này lừa nhé. Không ngờ Ninh Chí Hòa lại cười đùa với bà xã. Lừa, sao có thể được chứ, Tiểu Diệp là người nhà chúng ta, có phải không Tiểu Diệp? Phí Hương Ngọc vốn là không tin. Việc này. Ha ha, cháu đâu dám lừa dối gì Phí. Chỉ là có chút không thỏa đáng nên không nói ra được. Chỉ là tập đoàn Trung Quốc có ký kết với Kim Lăng Cổ Thị một bản ghi nhớ về đặt mua linh phụ kiện. Bản ghi nhớ này không phải là hợp đồng chính thức, cũng không có hiệu lực pháp lý gì. Mà nhà họ Cổ thấy giá cả bên cháu hợp lý, nên chọn sản phẩm bên cháu có phải không ạ? Kinh tế thị trường là như vậy, khôn sống, mống chết mà. Chứ không thể nói là giá anh cao. Chất lượng không bằng người ta mà đòi người ta bán, như vậy có phải là cầm quyền không? Diệp Phàm nói ra lời này cũng thấy hơi chột dạ. Bản ghi nhớ cũng chỉ là hình thức thôi, chứ làm sao là hợp đồng, làm sao có hiệu lực được. Tiểu Diệp nói không sai, dì ủng hộ. Phí Hương Ngọc nói. Ha ha, Tiểu Diệp, có ý gì sao không nói ra đi, còn giấu ta sao? Ninh Chí Hòa lại cười nói. Không có mà chú Ninh. Làm sao cháu lại dám giở trò trước mặt chú được? Diệp Phàm muốn kêu oan rồi. Cậu cũng đừng quên là chính quyền cũng đã chuyên cử mấy đồng chí ở tập đoàn Hoành không của cậu đó. Năm ngoái khi còn là chủ tịch tỉnh vì nắm bắt được Hoành không mà chú cũng đã tìm hiểu không ít về tập đoàn Trung Quốc.
Thực ra, họ sớm đã là đối thủ của Hoành Không rồi. Chỉ là người ta đang ổn định vững vàng để đè bẹp Hoành Không thôi. Mà theo như chú biết, tập đoàn Kim Lăng Cổ Thị là Trung Quốc đã có hợp đồng hợp tác lâu dài. Các cậu đúng là cái gậy cản đường rồi, người ta không tức mới là lạ. Mà chú có cảm giác như Cổ Thị lại hướng sang Hoành Không chắc có gì liên quan bên trong này sao? Phỏng chừng tiểu tử cậu đã làm trò gì rồi? Chúng ta cứ nói ra không sao, nói từ góc độ tỉnh, chú hoàn toàn ủng hộ Hoành Không. Đây cũng là việc chẳng còn cách nào rồi, nếu như không ủng hộ cũng không thể vực dậy rồi. Ninh Chí Hòa nói đúng là phong cách trưởng bối. Ha ha, chú Ninh, cháu nói ra chú đừng trách cháu nhé. Diệp Phàm cười nói. Không phải đã nói rồi sao, chúng ta không nói công việc mà, nói chuyện vui thôi. Nói chuyện phiếm thì đâu có quy tắc, quy định gì đúng không? Ninh Chí Hòa cười nói. Thực ra cũng không có gì, nhưng đúng là cũng có chút việc, nhưng không hề liên quan đến tập đoàn Trung Quốc. Mà việc này lại là chính Cổ Thị tìm đến, người ta đến tận cửa tìm rồi thì sao cháu lại đẩy ra ngoài đúng không ạ? Là cả hai cùng thỏa nguyện mà. Diệp Phàm nói lập lờ nước đôi, tự nhiên cứ như là dối trá. Nếu như để lộ phí nhất độ ra thì chắc chắn là nguy rồi. Đúng là cả hai cùng thỏa nguyện, đúng là giỏi, lại còn chơi cả trên ta à. Có những việc mà chỉ có cậu làm, lại có người biết. Nhất độ đúng là nghịch ngợm, cũng không ngoại lệ đúng chứ. Ninh Chí Hòa lại nhắc đến nhất độ khiến cho Diệp Phàm hoảng hốt, không khỏi thốt ra. Việc này chú Ninh đã biết rồi sao? Chính là tâm địa gian xảo của các cậu, đừng nghĩ là giấu được cả trời đất. Việc này không nói là quá mức, nếu như quá mức thì nhất độ chắc chắn phải chịu gia pháp rồi. Ninh Chí Hòa nói, thật xấu hổ quá, việc này là cháu cầm đầu, thực ra nhất độ cũng là bị ép, nếu như muốn trừng phạt thì trừng phạt cháu đi ạ. Mà không phải tự dưng chúng cháu lại xấu xa như thế. Ngay từ đầu nhà họ Cổ đã quá thể rồi, có ức hiếp cũng không đến mức như thế chứ. Diệp Phàm nhanh chóng giải thích, tự kéo tội danh về mình. Đến lúc đó Phí Nhất Hoàn có truy cứu chắc cũng không thể tự ra tay. Hơn nữa, nhà họ Phí còn nợ hắn một ân tình, nên chức cũng không truy cứu chuyện này. Ta nói là lần sau không được thế, đương nhiên nhà họ Cổ đúng là cũng quá lắm. Ninh Chí Hòa nói. Gần đây cậu đang lo lắng gì, cứ nói ra, nếu như không dẫn dắt được Hoành Không thì đánh vào cái mông này đấy. Tốt ạ, Bí Thư Ninh, gần đây bên cháu đã ký hợp đồng 800 triệu với tập đoàn Chính Hà ở Cảng Cửu. Diệp Phàm vui vẻ khoe khoang thành tích, khiến cho Ninh Chí Hòa là người đầu tiên vui mừng, sau đó đưa ra điều kiện cũng sẽ thuận hơn. Làm tốt lắm, nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, 800 triệu một khi đã ký hợp đồng, chắc chắn sẽ chắp cánh cho Hoành Không rồi. Làm tốt lắm, còn cả chuyện phi không ở Việt Châu nữa, nếu như có thể có được bãi yến nguyệt thì tuyệt. Cậu phải trải rộng tầm mắt ra, mà nghĩ cách làm. Đôi khi dùng chút thủ đoạn thì lão Ninh này cũng không phản đối, chỉ cần không phạm pháp là được. Mà doanh nghiệp cũng phải thay đổi tư duy, không muốn chết khi ôm việc mà không làm ra tiền là một ý tưởng hay. Hiện tại thị trường bất động sản đang trên đà phát triển, đang đúng thời kỳ thịnh, dự tính xây dựng công ty xây dựng Hoành Không là chính xác. Chính các cậu cũng có thể tiêu thụ cho các cậu một bộ phận sản phẩm, cùng nhau để hợp sức phát triển. Nhưng đây không phải chỉ nói miệng đâu mà phải làm. Ví dụ như chính là việc đổi lấy bãi yến nguyệt đó, nếu như chuyển phi không đi, căn bản là các cậu phải làm lại từ đầu. Xây dựng một xưởng đóng tàu cần phải một khoản tiền lớn. Mà nhân tài là kỹ thuật cũng không thể thiếu. Còn nữa, muốn hình thành một xưởng đóng tàu quy mô cũng cần phải có thời gian dài. Không thể trong thời gian ngắn mà làm được. Phải làm đến 2 năm đó, nên cũng phải chuẩn bị trước đi. Mà không chừng đến khi phi không hoàn thành cũng là lúc cháu rời khỏi nơi này. Cháu nên nghĩ cho lý, xem thế có phải là may áo cho người ta không? Ninh Chí Hòa nói tỉ mỉ những suy nghĩ của mình. Chương 2899, đoạt quyền cướp người. Cháu không để ý đến những thứ ấy, cháu vì người ta mà đã làm rất nhiều chuyện rồi, giờ cháu đã mất cảm giác rồi. Ví dụ như ở Tấn Lĩnh Phong Châu. Cháu đã thành công trong việc thu hút đầu tư của tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân, thúc đẩy thành công việc xây dựng đường cao tốc Phong Châu. Còn kéo được vốn đầu tư 5 tỷ của nhà máy nhiệt điện ở Đồng Lĩnh. Việc nào cũng có bàn tay của cháu. Những việc này mặc dù nói là cháu không thể nhìn thấy thành quả, nhưng cháu tin rằng trong lòng các lãnh đạo cấp cao đều biết rõ. Nếu không thì chú Ninh e rằng cũng không hạ quyết tâm gọi cháu tới đây đúng không ạ? Chính là bởi vì thực lực của cháu chứng minh rằng cháu có thể làm những việc này.
Đương nhiên, việc này cũng không thể tách rời được sự ủng hộ của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân cùng với sự ủng hộ của ủy ban trung ương. Diệp Phàm nói, cháu nói đúng, mặc dù nói quả đào người khác đã hái được, nhưng người trồng đào như cháu chúng ta vẫn có thể nhìn ra. Là công lao của cháu thì không thể bay đi đâu được, những việc lớn mà cháu đã làm ở Đồng Lĩnh và Phong Châu cũng chính là động lực để chú Hạ quyết tâm gọi cháu tới đây. Nếu không chú gọi đến một người không có tài trí vậy chẳng há là tự hủy hoại danh dự của mình sao? Ninh Chí Hòa nói. Chú Ninh, hiện tại Hoành Không cùng với một số công ty đang trong giai đoạn tiến hành khẩn trương góp vốn. Tất cả những việc này đều phải cần đến sự phối hợp của ban đảng ủy Hoành Không mới có thể giúp cháu hoàn thành tất cả. Mà thời gian cấp trên cho cháu cũng không nhiều, cũng chỉ có một tháng. Muốn trong vòng một tháng này mà hoàn thành tất cả các dự án hợp tác là điều không thể. Dự án lớn vài trăm triệu không phải nói đầu tư là đầu tư được. Hai bên cần phải tiến hành bàn bạc, đàm phán thêm một bước nữa, trận đánh này mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Cháu nghe nói người ứng cử cho chức bí thư của Hoành Không đã được định rồi ạ. Diệp Phàm dần hé lộ ra mục đích tới đây ngày hôm nay của anh. Mục đích thực sự mà tối nay cháu tới đây cũng là vì chuyện này, đúng vậy không? Ninh Chí Hòa liếc nhìn Diệp Phàm nói. Cháu biết là khó mà qua nổi con mắt của chú Ninh, nhưng cháu cũng là vì không còn cách nào khác. Đồng chí Cái Thiệu Trung mà xuống nhận chức, chú Ninh chắc hẳn cũng đã nghe nói qua về chuyện xảy ra giữa chúng cháu. Cháu nói một câu khó nghe đó là theo cháu đoán thì anh ta vào công ty không phải là muốn tương trợ cháu mà là muốn cản trở cháu. Giống như việc góp vốn mấy dự án lớn vài trăm triệu chắc chắn phải đưa lên ban đảng ủy của tập đoàn để thảo luận. Vị trí hiện tại của Chu Đống vẫn đang bỏ trống, mà Cái Thiệu Trung ở thành phố Hạng Nam lại có biệt hiệu là Cái Lão Hổ. Anh ta sẽ có ảnh hưởng tương đối lớn đến tập đoàn Hoành Không. Đến lúc đó, lại thêm sự cản trở của thành phố Hạng Nam, cháu sẽ bị nhiều bên khống chế, bị trói buộc một cách nghiêm trọng. Cháu tin là chú Ninh cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra. Bởi vì cháu muốn đưa Hoành Không thoát khỏi tình trạng như hiện nay. Diệp Phàm nói, vị trí của Chu Đống phải điều chỉnh, e là có chút khó khăn, điều tra của đồng chí Triệu Hướng Vân vẫn chưa có kết luận. Muốn xử lý Chu Đống cũng không có cách nào mà ra tay được. Còn việc muốn điều chỉnh bộ máy đảng ủy Hoành Không cũng tương đối phiền phức. Hoàn cảnh của chú Ninh cháu hiểu rõ nhất, thời gian này duy trì ổn định mới là vấn đề hàng đầu. Tuy nhiên, nếu cháu đã đề xuất, bất kể như thế nào thì việc điều chỉnh một cách phù hợp ban đảng ủy của tập đoàn cơ điện Hoành Không là chuyện bắt buộc. Cháu có ứng cử viên nào vừa ý chưa? Ninh Chí Hòa nghĩ một hồi rồi hạ quyết tâm, bởi vì ông ta hiểu chỉ có Diệp Phàm mới có thể vực Hoành Không dậy được. Hoành Không có thể thoát khỏi tình trạng như hiện nay thì cũng sẽ giảm bớt gánh nặng cho tỉnh Thiên Vân. Hơn nữa, đối với chức vị của mình cũng có chút trợ giúp. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng là do mình kéo đến. Nếu nó bị Cái Lão Hổ chèn ép vậy thì mặt mũi mình cũng không vẻ vang gì. Lần này chuyện Cái Thiệu Trung đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy tập đoàn Hoành Không, mình cũng không thể ngăn cản, còn về các phương diện khác, ở trong phạm vi mình có thể khống chế thì mình sẽ ra tay giúp Diệp Phàm. Không thể vừa bắt con ngựa phải chạy thật nhanh lại không để nó gặm cỏ được, phải mang tới cho nó chút cỏ ngon, phải vậy không? Đồng chí Hà Toàn Lý chủ tịch công đoàn của Ủy ban Kỷ luật Hoành Không chỉ còn nửa năm nữa là hết nhiệm kỳ. Có thể dự trù người cho vị trí đó trước được không ạ? Cháu thấy đồng chí Ngũ Vân Lượng bên tổ giám sát kiểm tra kỷ luật của công ty trực thuộc cũng rất khá. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm được vị trí này. Diệp Phàm nói. Ồ, sao lại là đồng chí Ngũ Vân Lượng vậy? Ánh mắt Ninh Chí Hòa có chút khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Không ngờ đại danh của Ngũ Vân Lượng người như Ninh Chí Hòa cũng biết đến. Đồng chí Ngũ Vân Lượng rất khá, làm việc thực chất. Diệp Phàm đánh giá rất cao anh ta. Nghe nói hai người bọn cháu đã làm ầm ĩ một thời gian, cháu chẳng phải đã ra tay tát anh ta một cái sao? Việc này bí thư Lôi của Ủy ban Kỷ luật cũng đã nói qua với chú. Ninh Chí Hòa nói, việc này cũng là có nguyên do của nó. Cháu gây sức ép là vì muốn tỉnh ủy ra tay điều tra chuyện của Chu Đống, chủ yếu là vì việc thu hồi tiền bẩn, còn Ngũ Vân Lượng gây sức ép lên chuyện này không ngờ cũng là vì để tỉnh ra tay. Không thể ngờ rằng mục tiêu của hai tụi cháu lại giống nhau như vậy. Vì thế mới gây ra tin đồn lớn như vậy. Diệp Phàm nói rõ nguyên do. Việc này cháu cũng không trách tỉnh ủy chứ? Ninh Chí Hòa hỏi. Cháu không trách, cháu biết là tỉnh cũng có chỗ khó của tỉnh. Không đơn giản chỉ là vấn đề gian lận. Diệp Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ừ, cháu hiểu được thì tốt. Đồng chí Ngũ Vân Lượng cũng khá lắm.
Ninh Chí Hòa nói. Chú Ninh, cháu có chứng cứ xác thực có thể chứng minh Chu Đống có vấn đề lớn. Nếu như tỉnh thật sự muốn ra tay thì cháu có thể giao chứng cứ ra. Mục đích cháu làm vậy không phải là muốn quản việc không đâu. Cháu cũng không có thời gian để quan tâm những việc này. Nhưng cháu muốn vị trí của Chu Đống. Diệp Phàm nói. Hứng thú của cháu có phần hơi quá rồi đấy, một vị trí là đủ rồi, đề xuất thêm nữa là có chút hơi tham rồi. Nhưng chú đồng ý với cháu hai vị trí cho người phụ trách phân bộ. Bây giờ cháu có thể đề xuất, về phần ban lãnh đạo đảng ủy thì chỉ một thôi nhé. Ninh Chí Hòa nói. Vậy được ạ, vị trí chủ nhiệm văn phòng đảng ủy rất đặc biệt, có trách nhiệm là phục vụ ban lãnh đạo đảng ủy. Cháu tin là chú Ninh hiểu rõ tính quan trọng của nó. Cháu cho rằng đồng chí Khổng Ý Hùng phó chủ nhiệm văn phòng đảng ủy rất giỏi. Còn nữa, đồng chí Vân Hiểu Lý chủ nhiệm đương nhiệm khu công nghiệp nặng, người mà có dính líu đến vụ án lừa đảo. Anh ta đã không còn thích hợp để đảm nhận chức chủ nhiệm khu công nghiệp nặng nữa. Còn đồng chí Khương Quân phó chủ nhiệm khu công nghiệp cháu thấy cũng rất khá. Mà những việc của công ty xây dựng Hoành Không đang xây dựng cũng giao cho anh ta toàn quyền xúc tiến. Người này cũng đã từng đảm nhiệm chức đoàn trưởng đoàn công binh quân đội. Anh ta đã từng làm những công trình quân sự có quy mô lớn, việc xây dựng đường xá, cầu cống đối với anh ta mà nói là một chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa, anh ta còn có một đội ngũ lớn những công binh đã giải ngũ. Vì thế công việc xây dựng của công ty xây dựng sẽ rất thuận lợi, chỉ cần có nguồn tài chính thích hợp là có thể triển khai công việc rồi. Diệp Phàm nói. Ừ, đồng chí Khương Quân là một. Ninh Chí Hòa gật đầu. Như vậy đi, cháu về lập tức mở hội nghị lãnh đạo. Nhanh chóng báo cáo người được đề cử với ban tổ chức tỉnh ủy. Không thể kéo dài được nữa rồi. Buổi tối ở trong nhà khách. Diệp Phàm cười nhìn Khổng Ý Hùng nói. Ý Hùng, anh theo tôi cũng được một thời gian rồi, biểu hiện của anh cũng rất tốt. Đó là việc tôi nên làm, cũng việc là bắt buộc. Trước kia đi theo chủ tịch Diệp còn có chút sợ hãi. Khổng Ý Hùng cười nói. Sợ. Diệp Phàm ngạc nhiên, nhìn Khổng Ý Hùng rồi hỏi tiếp. Tại sao? Con người tôi chẳng phải bình thường cư xử rất hòa nhã sao? Không phải là ý đó, thực ra là uy phong của Chủ tịch Diệp khiến tôi lúc đầu có chút sụt rè. Chủ tịch Diệp đến cổ của cái lão hổ cũng dám bóp, còn nữa Khương Quân cũng không phải đã ngoan ngoãn vâng lời Chủ tịch Diệp đó sao? Lúc đó có chút sụt rè, nhưng sau đó xảy ra một số chuyện, ví dụ như sự thay đổi thái độ của Ngô Lâm với Chủ tịch Diệp, còn cả sự việc xảy ra ở Cảng Cửu nữa. Tất cả những việc đó đã khiến tôi càng ngày càng khâm phục Chủ tịch Diệp hơn, cũng khiến tôi có quyết tâm đi theo Chủ tịch Diệp để làm nên sự nghiệp. Mặc dù việc tôi làm không có đẳng cấp gì nhưng tôi cho rằng tôi đang phục vụ lãnh đạo tập đoàn, đặc biệt là phục vụ Chủ tịch Diệp. Phục vụ tốt thì Chủ tịch Diệp có thể làm được nhiều việc cho tập đoàn, vì thế trong lòng tôi cảm thấy rất tự hào. Khổng Ý Hùng rất hiểu tâm tư lãnh đạo, những lời này khiến Diệp Phàm cảm thấy rất thoải mái. Ha ha ha, anh ý à? Khá lắm, khá lắm. Diệp Phàm vỗ vào vai Khổng Ý Hùng. Buổi tối, Diệp Phàm nhận được điện thoại của thư ký Chủ tịch Khúc, nói là Chủ tịch Khúc muốn nghe báo cáo, vì thế, đúng 8 giờ sáng hôm sau, Diệp Phàm đã đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân. Nhưng lúc Diệp Phàm nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì phát hiện không chỉ có Chủ tịch Khúc mà có cả đồng chí Bố Hoa Thanh Phó Chủ tịch Thường vụ cũng đang ở đó. Người này không vừa Diệp Phàm ngay từ đầu trong đầu đã hiện lên suy nghĩ này. Bởi vì nghe nói anh rể của Chu Đống chính là Bố Hoa Thanh. Lúc này Bố Hoa Thanh lại xuất hiện ở đây, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Ngồi xuống đi đồng chí Diệp Phàm. Thấy Diệp Phàm bước vào, sau khi ba người bắt tay, Chủ tịch Khúc đã bảo Diệp Phàm ngồi xuống ghế sofa của phòng khách. Thái độ của Bố Hoa Thanh đối với Diệp Phàm rất bình thản, không có gì kỳ lạ cả. Đồng chí Diệp Phàm. Hôm nay tôi gọi đồng chí tới đây chủ yếu là muốn tìm hiểu một chút về chuyện xảy ra giữa Tập đoàn Cơ giới Trung Quốc và Tập đoàn Hoành Không các cậu. Hai tập đoàn các cậu đều ở trong tỉnh Thiên Vân chúng ta, tuy nói về phương diện đơn vị chủ quản có chút khác biệt, nhưng cũng đều là doanh nghiệp anh em, càng nên giúp đỡ lẫn nhau. Trước kia Tập đoàn Cơ giới Trung Quốc còn đưa cho các cậu những đơn hàng để làm. Lần này lại có chuyện gì thế, chuyện họ đem thư khiếu nại lên Ủy ban Nhân dân tỉnh là sao? Đồng chí Diệp Phàm, có một số chuyện đồng chỉ phải chú ý đến cách thức xử lý vấn đề. Nếu như một khi đã cứng rắn quá thì từ nay về sau cậu sẽ mất đi mọi sự tương trợ từ phía Tập đoàn Cơ giới Trung Quốc. Hai tập đoàn các cậu mặc dù nói quy mô đều không nhỏ, song Tập đoàn Cơ giới Trung Quốc của người ta lợi nhuận khổng lồ, phát triển rất nhanh. Trái lại,
tập đoàn Hoành Không các cậu hiện tại đang ở trong tình trạng như nào thì trong lòng tôi và cậu đều biết rõ, tôi sẽ không dài dòng nữa. Các cậu đã không còn vốn liếng để chống lại với tập đoàn cơ giới Trung Quốc nữa. Cậu phải nhìn nhận rõ hiện trạng của mình, đừng nên mù quáng xử lý những chuyện không hợp thời nữa. Nếu không sẽ đem lại những phiền toái không cần thiết, những hậu quả nghiêm trọng hơn. Bố Hoa Thanh vẻ mặt nghiêm nghị, bắt đầu đã đưa ra kết luận, có ý như chuyện này Diệp Phàm xử lý không thỏa đáng vậy. Chủ tịch bố, những lời chủ tịch nói, tôi có chút không hiểu rồi. Trong lòng Diệp Phàm liền tức giận hỏi lại, đương nhiên, giọng điệu vẫn khá ôn hòa. Cậu có gì không rõ thì cứ việc nói ra, hôm nay chủ tịch Khúc cũng có đây. Chúng ta bây giờ cũng không phải là chế độ quan liêu như trước nữa. Lẽ nào không để cấp dưới có ý kiến hay sao? Bố Hoa Thanh nhíu mày nói. Đồng chí Diệp Phàm, có việc gì thì nói ra là được rồi. Chủ tịch Khúc nói, Diệp Phàm suy nghĩ một lát, cảm thấy có vẻ như thái độ của chủ tịch bố và chủ tịch Khúc có chút không giống nhau. Chủ tịch bố như đang muốn chụp mũ mình, còn chủ tịch Khúc có vẻ chỉ là muốn hiểu thêm tình hình cụ thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2900, ai ưu thế hơn ai? Vừa rồi chủ tịch bố cũng đã nói là muốn hiểu tình hình, nhưng tôi vẫn chưa kịp báo cáo tình hình với hai vị lãnh đạo. Hai vị lãnh đạo vẫn chưa nghe báo cáo thì đương nhiên không thể đưa ra kết luận là đúng hay sai. Hiển nhiên là phải nghe báo cáo xong mới có thể phán đoán được, đúng vậy không? Lời nói này của Diệp Phàm có vẻ như đang phê bình đồng chí bố Hoa Thanh chưa nghe báo cáo đã đi đến kết luận. Ở đây có người đưa ra kết luận rồi sao? Bố Hoa Thanh nói, vẻ mặt có chút khó chịu. Chủ tịch bố, tôi chưa nói là vị lãnh đạo nào đã đưa ra kết luận. Cái này xin đồng chí đừng hiểu sai. Diệp Phàm nói, đồng chí Diệp Phàm, tôi phải nghiêm túc nói với đồng chí là đừng xem lãnh đạo như người nhược trí. Giọng điệu của bố Hoa Thanh có vẻ rất nặng, trực tiếp chĩa mũi nhọn vào Diệp Phàm. Lãnh đạo nhược trí sao? Nếu như có vị lãnh đạo nào tự cho mình là nhược trí, vậy thì tôi cũng không có cách nào rồi. Diệp Phàm nói một cách thản nhiên, khuôn mặt bố Hoa Thanh càng ngày càng nặng xuống. Được rồi, giờ cậu trình bày tình hình đi đã. Chủ tịch Khúc nhìn thấy tình hình không ổn, vội vàng nói. Vậy được, đồng chí Diệp Phàm, cậu nói trước đi, chúng tôi sẽ rửa tai lắng nghe. Bố Hoa Thanh lạnh lùng nói. Diệp Phàm đem tình hình cụ thể báo cáo với lãnh đạo. Đồ tốt giá rẻ, cái này có thể giải thích là vì cướp mối làm ăn không? Các cậu sử dụng thủ đoạn cạnh tranh bất chính. Bố Hoa Thanh nói, liếc nhìn Diệp Phàm, rồi lại nói tiếp. Đồng chí Diệp Phàm, tôi hiểu đồng chí muốn nhanh chóng đưa Hoành Không thoát khỏi thực trạng như bây giờ. Ý tưởng là tốt, nhưng cũng cần phải chú ý đến phương thức áp dụng. Cậu làm như này không những làm hại tập đoàn anh em cơ điện Trung Quốc, mà tập đoàn Hoành Không của cậu cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Cậu chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, lẽ nào không thể trông xa hơn? Nếu như từ nay về sau tập đoàn cơ giới Trung Quốc cũng làm như vậy, vậy thì tập đoàn các cậu sẽ vượt được họ sao? Có lẽ họ chỉ cần tổn thất hai phần tài lực là có thể khiến tập đoàn Hoành Không các cậu đi vào bước diệt vong một cách triệt để rồi. Làm việc gì cũng cần phải lượng sức mình mới được, đừng có không tính đến hậu quả mà quyết định tùy tiện. Bố Hoa Thanh lập tức bắt lấy nhược điểm, phê bình một cách thẳng thắn. Lợi ích trước mắt, tôi không hiểu lời này của chủ tịch bố là có ý gì. Tập đoàn Hoành Không còn có thể kéo dài sao? Lẽ nào còn phải trông chờ vào 3-4 năm sau mới nhìn thấy lợi ích sao? Nếu như chủ tịch bố có chỉ thị như vậy thì tôi cũng không có ý kiến, nhất định sẽ lấy chỉ thị của chủ tịch bố treo lên công ty để làm lời răn dạy. Sau này làm việc gì cũng từ từ, hướng mắt ra xa. Còn việc hơn 10.000 cán bộ công nhân viên hiện tại của Hoành Không không có lương cũng không cần quan tâm nữa, đợi đến 3-4 năm sau rồi nói vậy. Chủ tịch Khúc, chủ tịch bố, nếu như hai vị lãnh đạo đồng ý làm như vậy, vậy thì tôi sẽ chấp hành theo chỉ thị của lãnh đạo. Giọng điệu Diệp Phàm cũng trở nên nặng hơn. Cậu nói kiểu gì vậy? Chủ tịch bố trực tiếp chất vấn. Lời này, tôi cảm thấy hình như không có gì là không thỏa đáng cả. Diệp Phàm làm bộ dạng giả vờ như không rõ chuyện gì xảy ra. Biết rõ bố Hoa Thanh muốn mỉa mai mình, việc này tại sao không trực tiếp gọi mình đến văn phòng nghe báo cáo? Mà lại muốn chạy đến văn phòng của chủ tịch Khúc nghe báo cáo? Đây chẳng phải là muốn trực tiếp mượn danh của chủ tịch Khúc để đánh vào mặt mình hay sao? Khiến mình gây ấn tượng xấu trước mặt chủ tịch Khúc, tâm tư anh là như vậy, vậy thì Diệp Phàm tôi đây cũng không có gì khách khí nữa. Hình như không có gì không thỏa đáng,
không phải là hình như mà chắc chắn là không thỏa đáng, cực kỳ không thỏa đáng. Cậu là đang cố ý xuyên tạc ý của lãnh đạo. Lợi ích ngắn hạn không phải là nói muốn chỉ thị cậu phải kéo dài ra 3-4 năm về sau, mà là ở một số phương diện, ví dụ như lần tranh cãi giữa tập đoàn các cậu và tập đoàn cơ giới Trung Quốc này, không thể làm như vậy. Bọn họ là đầu rồng trong ngành này, con tép như các cậu mà đắc tội với đầu rồng thì có lợi gì? Lấy chiến thuật hạ giá đem ra áp dụng, các cậu đánh được họ sao? Tôi là lo lắng cho tập đoàn Hoành Không các cậu từ nay về sau không có nổi một đơn hàng. Đến lúc đó, không phải chỉ là vấn đề hơn 10.000 cán bộ, công nhân viên không có cơm ăn nữa rồi. Mà còn là tập đoàn Hoành Không bị hủy hoại một cách triệt để. Còn cậu Diệp Phàm sẽ trở thành tội nhân của Hoành Không, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cũng tuyệt đối không để cậu tiếp tục làm như vậy. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân sắp xếp cậu đến tập đoàn Hoành Không là vì muốn cậu vực tập đoàn đó lên, chứ không phải hủy hoại nó. Đây là vấn đề hết sức nghiêm túc, tôi hy vọng cậu đừng chơi trò ngôn ngữ với tôi nữa. Nói chuyện với lãnh đạo phải thành thật, cậu phải nhận rõ được tính nghiêm túc của vấn đề này. Bố Hoa Thanh khí thế bừng bừng. Cực kỳ không thỏa đáng, không hiểu là tôi có điểm nào cực kỳ không thỏa đáng vậy. Đều là vì mục đích sinh tồn. Lẽ nào tập đoàn cổ thị người ta tìm tới tận cửa đặt mua, chúng tôi còn phải đem đơn hàng này đẩy ra ngoài sao? Phải đợi đến khi tập đoàn cơ giới Trung Quốc chọn xong, còn cơm thừa canh cặn sẽ để lại cho chúng tôi mới được sao? Từ lúc nào mà tập đoàn cơ giới Trung Quốc đã trở thành lãnh đạo cấp trên của tập đoàn Hoành Không chúng tôi vậy? Hơn nữa, vì để giành được khách hàng lớn như tập đoàn cổ thị, xuất phát từ thực tế, chúng tôi nhường lợi một cách thích đáng cũng là vì có thể duy trì sự hợp tác lâu dài giữa Hoành Không chúng tôi và tập đoàn cổ thị. Tại sao lại thành cạnh tranh bất chính về phương diện giá cả? Hơn nữa, về việc này chúng tôi cũng đã trình bày một cách tỉ mỉ lập trường của mình với tổ điều tra của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước rồi. Họ cũng đã hiểu, đã báo cáo chuyện này lên cấp trên. Hơn nữa, lời nói này của Chủ tịch Bố khiến người khác khó hiểu rồi. Lẽ nào tập đoàn Hoành Không chúng tôi làm gì cũng phải nhìn sắc mặt tập đoàn cơ giới Trung Quốc hay sao? Tập đoàn cơ giới Trung Quốc tiền nhiều thế lớn, còn là doanh nghiệp trực thuộc, trực tiếp chịu sự quản lý của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Lẽ nào tập đoàn Hoành Không chúng tôi dưới sự quản lý của tỉnh Thiên Vân thật sự bị lép vế hay sao? Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước khí thế hơn Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân hay sao? Diệp Phàm lần này nói đúng chỗ. Bởi vì Diệp Phàm đã mượn thế lực của Chủ tịch Khúc, là một vị lãnh đạo sẽ chắc chắn sẽ không thừa nhận điều này. Con người mà, luôn có lòng muốn thắng kẻ khác. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đồng chí Diệp Phàm, cậu đừng ăn nói linh tinh. Bố Hoa Thanh nhẫn nhịn một hồi rồi mới lên tiếng. Xin hai lãnh đạo cứ yên tâm, ban lãnh đạo của Hoành Không chúng tôi làm việc đều có quy tắc, chuẩn mực nhất định, giới buôn bán cũng có quy tắc của giới buôn bán. Chúng tôi sẽ không vô cớ mà phá hoại đi quy tắc này. Còn tập đoàn cơ giới Trung Quốc mặc dù là tiền nhiều thế lớn nhưng cái đó không có quan hệ gì đến chúng tôi. Một là họ không phải là công ty cấp trên của chúng tôi. Hai là họ cũng không giúp đỡ nhiều cho tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Mà ngược lại trong nhiều năm trở lại đây, chúng tôi luôn bị bọn họ chèn ép. Chúng tôi không thể nhẫn nhịn tiếp được nữa, cứ tiếp tục như vậy thì Hoành Không thực sự sẽ tan thôi. Chúng tôi phải phấn chấn. Chúng tôi và họ bình đẳng. Trong cuộc cạnh tranh chính đáng này, chúng tôi không cần thiết phải nhìn nét mặt của họ mà hành động. Hơn nữa, cũng không thể làm được điều này. Việc kinh doanh của bọn họ thất bại đương nhiên là sẽ nảy sinh oán giận, nhưng điều đó không thể trở thành lý do mà họ công kích tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Bây giờ là thời buổi kinh tế thị trường, điều nào trong luật pháp quy định Hoành Không chúng tôi không thể tham gia cạnh tranh. Hợp đồng đặt hàng với tập đoàn cổ thị đã nói lên điểm này. Đây là kết quả của việc điều tiết quy luật thị trường, không phải là chúng tôi cướp miếng ăn từ miệng hổ. Hơn nữa, tỉnh Thiên Vân là lãnh đạo cấp trên của chúng tôi. Hy vọng ủy lãnh đạo tỉnh có thể xử lý sự việc một cách công bằng. Diệp Phàm nói liên tục một hồi. Được rồi, chuyện này dừng ở đây, tôi còn có việc phải đi trước, nhưng mà đồng chí Diệp Phàm, trước khi đi tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu, làm việc gì cũng phải suy trước nghĩ sau. Nếu không tin thì cậu xem. Những ngày tới đây, sự phản kích của tập đoàn cơ giới Trung Quốc sẽ rất mãnh liệt đấy. Đến lúc đó, cậu hối hận thì cũng đã muộn rồi. Bố Hoa Thanh tôi với vai trò là phó chủ tịch thường vụ tỉnh Thiên Vân hoàn toàn không có lý do gì mà thiên vị họ cả. Ngược lại, tôi hy vọng tập đoàn Hoành Không trực thuộc tỉnh chúng ta ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. Nói đến đây thôi,
Bố Hoa Thanh tức giận rồi ra về trước. Lúc này, anh ta cảm thấy có chút hối hận vì đã không gọi riêng Diệp Phàm tới văn phòng của mình để giáo huấn anh ta. Ngược lại lại để cho Diệp Phàm nắm thế chủ động, khiến mình suýt chút nữa thì mất mặt trước Chủ tịch Khúc. Nếu như trước mặt Chủ tịch Khúc mà tranh luận gay gắt với Diệp Phàm thì có chút mất oai phong rồi. Hơn nữa, thái độ của Chủ tịch Khúc dường như có chút không rõ ràng. Có vẻ như đang thiên vị Diệp Phàm. Nếu như tiếp tục tranh luận, chẳng lẽ lại cuốn cả Chủ tịch Khúc vào? Vậy thì đó không phải là mục đích bố Hoa Thanh đến đây ngày hôm nay. Tôi sẽ khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch bố. Diệp Phàm nói. Vậy thì tốt, bố Hoa Thanh tôi sẽ chờ. Bố Hoa Thanh cười lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi cửa. Đồng chí Diệp Phàm, giọng điệu của cậu thật sắc bén đấy. Nói chuyện với lãnh đạo không thể như thế được, phải tạo cầu nối giữa hai bên. Thái độ cần phải hòa nhã, chân thành, tin là các lãnh đạo sẽ hiểu, phải vậy không? Chủ tịch Khúc nói một cách ôn hòa, có vẻ như đang nói chuyện phiếm vậy. Xin lỗi Chủ tịch Khúc, vừa rồi tôi có chút kích động. Nhưng mà Chủ tịch bố cũng thật là... Diệp Phàm nói. Được rồi, chuyện của các cậu và tập đoàn cơ giới Trung Quốc dừng ở đây. Nhưng mà các cậu vẫn phải chú ý tới kết quả giải quyết của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Hơn nữa, vừa rồi đồng chí bố Hoa Thanh cũng nói đúng. Sự việc lần này, tập đoàn cơ giới Trung Quốc cho rằng các cậu đã ngấm ngầm chọc bọn họ. Mà theo tôi được biết thì tập đoàn Cổ Thị đã có hợp đồng đặt hàng dài hạn với họ. Bọn họ là quan hệ lâu năm, khách hàng lâu năm rồi. Lần này Cổ Thị đặt hàng bên các cậu, số lượng cũng không phải là ít, điều này khiến bên cơ giới Trung Quốc phẫn nộ cũng là chuyện thường tình. Vì thế nên các cậu cũng phải chú ý đến hướng đi của họ. Nếu thật sự bắt đầu cuộc chiến thì ngày tháng của các cậu sẽ ngày càng khó khăn. Tất cả đều phải dựa vào thực lực chứ không phải chỉ dựa vào khua môi múa mép là được đâu. Chủ tịch bố nói cũng đúng, bọn họ tiền nhiều thế lớn, các cậu không đấu lại được. Vì vậy làm sao mà vừa có thể lấy được hợp đồng đặt hàng lại không để bọn họ khó chịu quá mức mới là cách làm hữu dụng. Làm rắn lên tuyệt đối sẽ không có chút lợi nào cho các cậu. Đương nhiên, cũng không cần thiết phải quá nhân nhượng bọn họ. Họ không phải là công ty cấp trên của tập đoàn Hoành Không, quản lý cấp trên của các cậu là Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân chúng ta. Yên tâm đi, đối với tập đoàn Hoành Không các cậu, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trước sau như một ủng hộ các cậu. Bây giờ cậu báo cáo với tôi những ngày tới đây sẽ làm những gì đi. Hoành Không không thể kéo dài tiếp được nữa, chúng tôi không đợi được, phải nhanh tay lên mới có hiệu quả được. Chủ tịch Khúc vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra ông ta cũng không nhẫn nại được nữa rồi, yêu cầu Diệp Phàm phải hành động ngay lập tức. Chương 2901, Thượng Phương Bảo Kiếm của Chủ tịch tỉnh. Chủ tịch, để có được hiệu quả ngay tức khắc thì e là quá khó, nói về hợp đồng của Hoành Không và tập đoàn Cổ Thị. Chẳng qua là chúng tôi và tập đoàn cơ giới Trung Quốc có chút cạnh tranh thôi. Chúng tôi cầm đơn đặt hàng trị giá 80 triệu, kiếm lấy lợi ích nhất định. Chủ tịch xem, như thế mà người ta đã đỏ mắt rồi. Bọn họ đỏ mắt cũng không sao, tỉnh ủng hộ bên chúng tôi phải vậy không? Nếu như đến tỉnh cũng không ủng hộ vậy thì chúng tôi phải làm thế nào mới có thể đạt hiệu quả ngay tức khắc đây? Diệp Phàm lập tức lấy chuyện để nói chuyện. Tự nhiên ngầm ám chỉ thái độ vừa nãy của Chủ tịch bố và tập đoàn cơ giới Trung Quốc rất mập mờ. Đồng chí Diệp Phàm, muốn làm việc thì phải trải qua thử thách. Thời buổi bây giờ việc gì cũng đều có người nói này nói nọ, dù cho cậu không làm nhưng e rằng vẫn sẽ có người nói cậu. Vì thế, cậu phải chút bỏ bực tức đi, gọn nhẹ lâm trận. Phải quyết đoán, làm việc cậu dám làm. Dùng một câu đó là mặc kệ người ta nói, tôi vẫn đi đường tôi. Hơn nữa, cậu sao lại biết là tỉnh ủy và ủy ban nhân dân không ủng hộ các cậu? Chúng tôi đã nói không ủng hộ các cậu lúc nào vậy? Lời Chủ tịch Khúc nói ra tương đối hàm ý. Ý là nói với Diệp Phàm đừng có để ý đến lời nói rông dài của Chủ tịch bố. Vậy ý của Chủ tịch là toàn lực ủng hộ chúng tôi, đúng vậy không? Diệp Phàm đang muốn lấy Thượng Phương Bảo Kiếm ra. Đương nhiên rồi, thái độ của ủy ban nhân dân tỉnh chính là như vậy. Toàn lực ủng hộ các cậu đưa tập đoàn Hoành Không phát triển đi lên. Ở đây tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, đồng chí Diệp Phàm, hãy dũng cảm thực hiện. Không cần nhìn trước ngó sau, thời thế tạo anh hùng, Hoành Không có thể vực dậy hay không, cậu có thể trở thành anh hùng hay không, tất cả là dựa vào bản thân cậu. Chủ tịch Khúc không chút do dự, thái độ vô cùng kiên quyết nói với Diệp Phàm. Chủ tịch Khúc, thời gian của tôi không còn nhiều nữa, gần đây từ cảng Cửu trở về, bên đó.
Diệp Phàm thấy thời cơ đã đến liền đem mấy dự án lớn gần đây nói cho Chủ tịch Khúc. Cậu khẳng định tập đoàn Chính Hà bên thành phố Cảng Cửu đã đầu tư 800 triệu cho nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không của tập đoàn Hoành Không chứ? Chủ tịch Khúc không ngờ lại lóe lên một chút phấn khởi. Đây là bản ghi nhớ mà chúng tôi vừa ký kết, nhưng về phương diện cổ phần vẫn còn chút băn khoăn. Họ muốn khống chế cổ phần của nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không, tôi không đồng ý nên việc này đã bị khựng lại. Nhưng đàm phán vẫn đang tiếp tục tiến hành, vì thế chúng tôi đang tận dụng thời gian để nắm lấy bản hợp đồng này. Còn nữa, xưởng cơ giới phi không ở Quảng Đông thuộc công ty chúng tôi đang chuẩn bị đổi thành xưởng đóng tàu. Tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô bên Quảng Đông cũng đang hiệp đàm với chúng tôi. Hai dự án lớn này một khi có thể góp vốn thành công, vậy thì tập đoàn Hoành Không sẽ nghênh đón một cú đại nhảy vọt của thời đại. Diệp Phàm vừa nói vừa rút ra bản ghi nhớ từ trong túi. Sau khi Chủ tịch Khúc xem qua một cách cẩn thận liền nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu nói cần Ủy ban Nhân dân tỉnh ủng hộ các cậu thế nào? Tôi vừa nghe thấy một tin từ Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, có lẽ đồng chí Cái Thiệu Trung của thành phố Hạng Nam sẽ đến tập đoàn Hoành Không nhậm chức bí thư đảng ủy. Hiện tại vị trí đó là do tôi đại diện, đối với bản thân tôi mà nói thì tôi không muốn độc quyền. Nhưng đối với sự nghiệp mà nói thì lại cần tôi phải làm như vậy. Bởi vì tôi phải quyết đoán. Tôi đã quyết định chiến đấu đến cùng, bởi vì cổ phần bên Điền Nam tôi đã bán rồi. Diệp Phàm nói chuyện này ra để Chủ tịch Khúc nắm được. Tránh việc một số người như bố Thanh Hoa sau này lại tìm mình gây sự. Ha ha, nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân chúng ta không hề tán thành việc này. Không ngờ rằng Chủ tịch Khúc lại cười rồi nói như vậy. Diệp Phàm sửng sốt, biết Chủ tịch Khúc đã hiểu rõ. Nhưng Diệp Phàm có chút khó hiểu. Nếu Chủ tịch Khúc đã biết chuyện này, tại sao đến giờ vẫn không đem chuyện này ra làm rõ, dường như đang giả ngốc giống như Ninh Chí Hòa. Ninh Chí Hòa giả ngốc là bởi vì ông ta đã đánh tiếng trước, ông ta không thể không giả vờ được. Sự giả bộ này của Ninh Chí Hòa có thể nói phần lớn là vì mình bị mình ép đến bước đó. Còn Khúc Chí Quốc rõ ràng biết Thiên Vân tổn thất lớn, nhưng không ngờ lại không lên tiếng. Đây là vì cái gì? Việc này Chủ tịch cũng biết rồi sao? Diệp Phàm vừa sửng sốt, hỏi dò. Tôi đã nói là tôi biết sao? Cậu hiện tại nói rồi sao? Chủ tịch Khúc thản nhiên hỏi lại. Bên Ủy ban Nhân dân Điền Nam vẫn chưa có công văn đến bên này sao? Diệp Phàm hỏi. Không có. Chủ tịch Khúc lắc đầu. Việc này, thật đúng là khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Diệp Phàm thật sự có chút khó hiểu. Có vẻ như Điền Nam và Thiên Vân đang giả ngu, rõ ràng là đã ký kết hợp đồng với tỉnh Điền Nam, bên ấy không ngờ lại không thông báo cho bên tỉnh Thiên Vân biết. Chỉ là lúc đó thông báo cho Vệ Ngọc Cường của tập đoàn Hoành Không. Còn Vệ Ngọc Cường muốn đem chuyện này ra nói, kết quả lại ép Diệp Phàm không thể không về tỉnh sớm. Ha ha, người ta đã nắm chắc rồi. Họ vội gì, người vội là chúng ta. Đến lúc đó, nếu tình hình thay đổi thì họ có thể cuốn theo chiều gió mà. Ví dụ, Hoành Không bỗng nhiên phát đạt lên, Hoành Không có dấu hiệu vùng dậy. Đến lúc đó, bọn họ không chừng lại không thừa nhận hợp đồng này. Nói là cổ đông lớn nhất như Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân này cũng không công nhận. Một khi Hoành Không không thể vực dậy, họ sẽ nói kiểu khác. Vậy không phải là đồng chí Diệp Phàm đã ký hợp đồng rồi sao? Đương nhiên. Họ cũng hiểu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân sẽ không đồng ý. Nhưng cậu không thừa nhận cũng được, đem khoản tiền gấp 3 thậm chí 4 lần hợp đồng ra để giải quyết chuyện này cũng được. Nếu không, bên Thiên Vân sẽ phải chấp nhận sự thực này. Vẻ mặt Chủ tịch Khúc không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy. Chủ tịch không trách tôi sao? Diệp Phàm hỏi dò. Trách. Chủ tịch Khúc thốt ra một chữ, thấy Diệp Phàm sửng sốt, Chủ tịch Khúc lại nói. Đương nhiên là trách rồi. Việc lớn như vậy mà cậu lại không hề báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân là ông chủ lớn nhất của Hoành Không các cậu đấy, Chủ tịch Diệp như cậu chỉ là chấp hành thôi, dùng thuật ngữ chuyên ngành quốc tế thì cậu là CEO mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân chúng tôi mời đảm nhiệm. Cậu không có quyền quyết định chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn, bởi vì Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân mới là người kiểm soát hội đồng quản trị tập đoàn Hoành Không. Còn Chủ tịch hội đồng là đồng chí Thái Cường. Thiết nghĩ cậu đã xem qua tài liệu liên quan, chắc hẳn phải biết điều này. Vốn dĩ tất cả mọi chuyện đều phải đưa lên hội đồng quản trị để thảo luận. Mà cổ đông hội đồng quản trị của Hoành Không là do hai tỉnh Thiên Vân và Điền Nam cấu thành. Chỉ là chúng tôi ủy quyền cho các cậu,
hội đồng quản trị thường không can dự vào chuyện nghiệp vụ của tập đoàn Hoành Không. Nhưng về phương diện chuyển nhượng cổ phần công ty thì hội đồng quản trị chắc phải tham gia. Nếu không sẽ không có hiệu lực, còn việc mà cậu Diệp Phàm đã làm, có chút to gan lớn mật đấy. Xin lỗi chủ tịch, việc này tôi cũng vì bất đắc dĩ. Nếu như xin chỉ thị cấp trên, việc này chắc chắn không thành, vậy nên tôi đã dùng. Diệp Phàm nói đến đây thì dừng lại. Tiền trảm hậu tấu phải vậy không, không đúng cậu trảm nhưng lại không hề tấu. Chủ tịch Khúc nói. Vẻ mặt trở lên nghiêm túc, với vừa nãy như là hai người vậy, trong lòng Diệp Phàm thật ra có chút lo lắng. Tôi là vì ép mình, làm không tốt thì toàn bộ coi như sụp đổ. Chủ tịch, cái này tôi có chút đánh cược, nhưng muốn vực Hoành Không dậy thì nhất định phải đi con đường khác với con đường mô hình phát triển từng bước một. Cái tôi muốn là con đường ngắn nhất, là đường tắt, mà Hoành Không chúng tôi hiện tại lại cần tiền gấp. Diệp Phàm nói, dần lấy lại sự bình tĩnh. Ha ha ha. Việc này tạm thời tôi không bình luận. Cậu vực được Hoành Không dậy rồi nói tiếp. Chủ tịch Khúc nói tiếp. Về phần nói đồng chí Cái Thiệu Trung đến Hoành Không nhậm chức bí thư đảng ủy, tôi cũng đã nghe qua thông tin này. Có lẽ là thời gian cho cậu không còn nhiều nữa rồi, còn một tháng thôi. Một tháng thì có thể làm được bao nhiêu việc, vì thế tôi cần sự ủng hộ lâu dài của chủ tịch Khúc. Diệp Phàm nói, liếc nhìn Khúc Chí Quốc rồi lại nói tiếp. Việc của tôi và Cái Thiệu Trung trong tỉnh có lẽ cũng nghe nói qua, nói một câu thô tục thì đó là mâu thuẫn. Cấp trên quyết định như vậy là đã đưa ra cho tôi một chướng ngại rồi. Một khi anh ta nhận chức, giống như những việc lớn như cùng cảng cửu, hoàng triều đế đô góp vốn đều cần thảo luận với ban lãnh đạo cấp trên. Đến lúc ấy, bị cản trở là điều chắc chắn, vì vậy tôi cần sự ủng hộ của chủ tịch Khúc. Diệp Phàm nói những câu này cũng là muốn thăm dò ý kiến của Khúc Chí Quốc. Xem thái độ ông ta đối với cái lão hổ ra sao, cũng thăm dò chủ tịch Khúc có phải là người đứng phía sau cái lão hổ không. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng nhận thức rõ ràng rằng cho dù chủ tịch Khúc là người phía sau cái lão hổ, thì bản thân anh muốn thăm dò, e là không thể. Nhưng Diệp Phàm có đôi mắt chim ưng, anh ta bất cứ lúc nào cũng quan sát sự thay đổi sóng của chủ tịch Khúc. Đến giờ vẫn chưa xuất hiện dao động lớn. Lúc này, đôi mắt ưng của Diệp Phàm đang toàn lực quan sát Khúc Chí Quốc. Ha ha, nói xem cậu cần sự ủng hộ như thế nào. Không ngờ rằng chủ tịch Khúc lại nói thẳng đến vậy, mà khí thế chúng rất vững vàng, Diệp Phàm có thể khẳng định 8 phần là chủ tịch Khúc không phải là người đứng đằng sau cái lão hổ. Vậy thì tôi sẽ nói. Diệp Phàm nói, lời nói rất thẳng thắn, không chút hàm ý. Tôi không có thời gian ở đây mà dài dòng với cậu. Cậu cho rằng chức chủ tịch như tôi đây ngày nào cũng rảnh rỗi để nói chuyện phiếm phải không? Đồng chí Diệp Phàm, tôi hiện giờ đang bàn công việc với cậu. Thái độ của tôi luôn rõ ràng, dứt khoát, chỉ cần cậu có thể khiến Hoành Không thoát khỏi tình trạng như hiện giờ, muốn ủng hộ thế nào cậu cứ việc nói ra. Đương nhiên, trừ vấn đề tiền bạc ra. Chủ tịch Khúc lại một lần nữa tỏ rõ thái độ của mình. Vụ án của Chu Đống bất luận là có kết luận hay không, nhưng anh ta bị lừa 120 triệu là sự thật. Trước tiên không nói đến trách nhiệm của Chu Đống. Nhưng nếu anh ta tiếp tục đảm nhiệm ủy viên đảng ủy tập đoàn Hoành Không, phó tổng giám đốc là không hợp lý. Nếu như những người như vậy vẫn có thể ở lại Hoành Không, vậy Hoành Không sẽ thành cái gì? Diệp Phàm nói. Ý của cậu là? Chủ tịch Khúc nói nửa vời. Việc này nếu do chủ tịch Khúc sắp xếp vậy thì tốt rồi. Trước tiên mời Chu Đống rời khỏi Hoành Không, còn vị trí của anh ta không thể để chống được, trong vòng một tháng phải tìm người thay thế. Diệp Phàm cũng rất thông minh. Không trực tiếp giới thiệu người với chủ tịch Khúc, mà là ám chỉ chủ tịch Khúc cử người của mình xuống, nhưng người này phải ủng hộ công việc của Diệp Phàm mới được. Ha ha ha, yêu cầu của cậu chúng tôi có thể suy xét. Nhưng cậu cũng không nên ôm hy vọng quá lớn, có lúc hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng lớn đấy. Chủ tịch Khúc cười một cách thản nhiên. Ha ha, chỉ cần có được sự ủng hộ là được rồi. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân sắp xếp đồng chí nào xuống tôi cũng không ý kiến. Chỉ cần anh ta ủng hộ công việc của tôi là đủ rồi. Diệp Phàm nói. Chương 2902, phu nhân đồng chí Ninh đã ra tay rồi. Diệp Phàm lại tới văn phòng Phó Chủ tịch Thái Cường để báo cáo công việc có liên quan đến vấn đề góp vốn. Lão Hồ Ly Thái Cường này miệng thì nói ủng hộ nhưng thực ra là không nói gì. Diệp Phàm cũng không có ý kiến gì, anh ta biết Thái Cường không muốn can dự vào. Chỉ là anh ta làm vậy là có ý tôn trọng lãnh đạo thôi. Nhưng lúc Diệp Phàm đi tới cửa, Thái Cường vẫn nói một câu. Đồng chí Diệp Phàm,
cậu phải chuẩn bị tâm lý đi. Việc bổ nhiệm bí thư đảng ủy Hoành không ước chừng không lâu sau sẽ được tiến hành. Cảm ơn Chủ tịch Thái đã nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng. Diệp Phàm nói, vừa mới trở về trụ sở Hoành không. Trương Ẩn Hào gọi điện tới, phẫn nộ nói. Chủ tịch Diệp, việc này, e là không thể bỏ qua như vậy được. Sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Về đến bộ, không ngờ rằng vừa bước vào văn phòng của phó trưởng ban, tôi đã thấy chủ tịch Ngô Trung Bảo của tập đoàn cơ giới Trung Quốc cũng có mặt ở đó. Lúc đó tôi có chút nổi cáu, tôi báo cáo công tác với phó trưởng ban, chủ tịch Ngô có tư cách gì đứng bên cạnh nghe. Nhưng lúc đó trưởng ban cũng không có ý để anh ta ra ngoài, tôi đành đứng trước mặt anh ta báo cáo kết quả điều tra của tổ điều tra lần này. Đồng thời còn kèm theo nghị quyết, nói việc này đã điều tra rõ ràng, chỉ là cạnh tranh thương mại bình thường, tập đoàn cơ điện Hoành không không tồn tại vấn đề cạnh tranh bất chính. Trương Ẩn Hào nói, e là lúc ấy chủ tịch Ngô ở bên cạnh nghe đã rất tức giận, đúng vậy chứ? Diệp Phàm cười lạnh rồi nói, đúng vậy, chủ tịch Ngô phản bác lại ngay tức khắc. Đồng thời còn chỉ trích tổ điều tra chúng tôi thiên vị cho tập đoàn Hoành không. Còn ám chỉ chúng tôi đã nhận lợi từ các anh, yêu cầu bộ thay đổi người đi điều tra lại. Còn muốn xét xử những hành vi không thỏa đáng của một số đồng chí trong tổ điều tra lần này. Cái này đương nhiên là chỉ tôi rồi. Hơn nữa, lúc ấy ông ta còn nói rất nhiều lời không dễ nghe về Hoành không. Tôi không nói nữa. Trương Ẩn Hào nói. Vậy thái độ của trưởng ban thế nào? Diệp Phàm hỏi. Thái độ của trưởng ban Vu rất dứt khoát, nói là phải điều tra rõ ràng mới có thể chứng minh sự thật. Hơn nữa ông ta còn nói chúng tôi chỉ là tổ điều tra lần 1, thành viên tổ điều tra lần 2 không lâu nữa sẽ được cử xuống. Hơn nữa, nghe nói lần này tổ trưởng tổ điều tra do cấp dưới người mà trưởng ban tin tưởng nhất đảm nhiệm. Cấp bậc cũng là giám đốc sở. Các anh nên sớm chuẩn bị đi, tôi đang nghĩ, cái này có phải là chủ tịch Ngô cố tình làm ra chuyện không? Việc này thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát, ông ta gây sức ép như vậy, chẳng qua là vì muốn ép chết tập đoàn Hoành không các anh. Khiến các anh mệt mỏi ứng phó với tổ điều tra, còn bên này đến hiệp đàm sản xuất cũng không có thời gian làm. Hơn nữa, còn có đơn hàng lớn nào đó nữa. Người ta vừa nghe nói Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đang điều tra tập đoàn Hoành không, cho rằng tập đoàn Hoành không chắc chắn là có chuyện gì đó. E là đến lúc đó nghe thấy chuyện này, các anh sẽ phải chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nếu như trưởng ban Vu thật sự thiên vị cơ giới Trung Quốc, vậy thì các anh còn phải chịu phạt nữa. Chủ tịch Diệp, anh phải chuẩn bị sớm đi. Đương nhiên, bên này có tình hình gì tôi sẽ báo anh ngay lập tức. Trương Ẩn Hào nói. Cảm ơn, tôi biết rồi. Sau khi Diệp Phàm cúp điện thoại, vẻ mặt tái mét, anh ta lập tức gọi điện cho Phí Hương Ngọc rồi kể tình hình. Phí Hương Ngọc nói sẽ gọi điện cho chị Hướng ngay lập tức. Tổ điều tra thứ hai của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước hành động đúng giờ, sáng hôm sau liền thành lập, hơn nữa lúc đi còn triệu tập cuộc họp thành viên. Còn có Phó trưởng ban đích thân tới nơi ra chỉ thị. Lúc Phó trưởng ban với vẻ mặt nghiêm chỉnh ngồi ở ghế chủ tọa nói văng cả nước bọt, không ngờ thư ký đã đến nói thì thầm bên tai rằng chủ nhiệm cao nhất Thiên bảo ông ta lập tức qua đó một lát. Phu Tiên Lý vừa nghe. Liền giao chỗ này cho cấp dưới, rồi chạy đến văn phòng phó chủ nhiệm thường vụ Cao Nhất Thiên. Cao Nhất Thiên là phó trưởng ban thường vụ của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, người đứng thứ hai trong bộ. Phu Tiên Lý vẫn là cấp dưới của ông ta. Ngồi xuống đi chủ nhiệm Vu. Cao Nhất Thiên vẻ mặt nghiêm nghị mời phó chủ nhiệm Vu ngồi xuống, Phu Tiên Lý vừa nghe thấy, trong lòng lẩm bẩm. Trước đây, khi Cao Nhất Thiên gặp ông ta một mình thường gọi ông ta là ông Vu. Hôm nay không hiểu sao lại đổi xưng hô. Sự thay đổi này mặc dù nhỏ nhưng lại khiến người ta phải suy nghĩ. Gọi ông Vu nghe thân thiết, nó chứng tỏ rằng quan hệ cá nhân giữa hai người khá tốt. Chủ nhiệm Vu là cách gọi chức vụ, thường thì ở trong các dịp chính thức mới gọi như vậy. Mà hiện tại chỉ có hai người, gọi tên chức vụ có chút hơi lạ lẫm. Sự thay đổi nhỏ này của Cao Nhất Thiên không khỏi khiến trong lòng phó trưởng ban Vu có chút khó chịu. Trên quan trường thì một sự thay đổi rất nhỏ cũng đại diện cho thái độ của lãnh đạo đối với mình. Một khi thái độ lãnh đạo thay đổi, vậy thì cấp dưới có chút phiền phức rồi. Nghe nói ông đã chỉ thị thành lập tổ điều tra thứ hai, đang chuẩn bị xuống dưới để điều tra một số chuyện nhỏ giữa tập đoàn cơ giới Trung Quốc và tập đoàn cơ điện Hoành không. Cao Nhất Thiên đầu tiên đem tính chất sự việc đổi thành việc nhỏ. Phó chủ nhiệm Vu vừa nghe thấy đã cảm nhận được có gì đó không ổn, liền vội vàng nói. Cái này không phải là chúng tôi cử người đi điều tra lại,
chủ yếu là bên tập đoàn cơ giới Trung Quốc có ý kiến. Bọn họ đuổi đến rất nhanh, còn chủ tịch Ngô Trung Bảo lại đích thân tới bộ. Nếu như bộ không có phản ứng, tôi sợ lúc đó sẽ gây ra chuyện lớn hơn. Tôi cũng muốn sớm cử người đi điều tra rõ ràng, để việc này lắng xuống, tránh gây sức ép đi gây sức ép lại khiến mọi người đều thấy phiền phức. Mà một số đồng chí trong tổ điều tra lần trước có chút vấn đề. Ví dụ như tổ trưởng Trương Ẩn Hào hình như không làm tròn bổn phận, từ báo cáo và ngôn từ của anh ta mà nói thì rõ ràng là đang thiên vị. Với vai trò là tổ trưởng tổ điều tra, cán cân điều tra có sự thiên lệch tự nhiên sẽ dẫn đến kết quả điều tra không công bằng. Vì thế trong tình hình tập đoàn cơ giới Trung Quốc lại một lần nữa khiếu nại, chúng tôi không thể không cử người đi điều tra, lần điều tra này phải điều tra cho rõ ràng, triệt để. Đưa ra kết luận công bằng cho cả hai bên, chúng ta là đơn vị quản lý, nếu như tập đoàn trực thuộc khiếu nại mà không để ý đến, tôi sợ các đồng chí cấp dưới sẽ oán hận. Ha ha, nếu đã điều tra không rõ ràng vậy ông làm sao biết được tổ trưởng Trương có sự thiên vị? Cao Nhất Thiên cười hết sức thản nhiên. Từ phương diện lời nói và việc làm của cậu ta mà tôi có chút phỏng đoán, hơn nữa, báo cáo của cậu ta chính xác là thiên vị tập đoàn Hoành không? Phó chủ nhiệm Vu nói. Cái này, ông có chứng cứ chứng minh không? Cao Nhất Thiên nói một cách thản nhiên. Cái này tạm thời tôi không có bằng chứng chứng minh, chỉ là trực giác. Nhưng tổ điều tra thứ hai một khi đã xuống. Nếu như kết quả điều tra không giống với lần trước, vậy thì có thể chứng minh đồng chí Trương Ẩn Hào đã không làm tròn nhiệm vụ rồi. Đến lúc đó, tôi sẽ nghiêm khắc xử lý người chịu trách nhiệm về chuyện này. Thật hết chỗ nói, bộ cử cậu ta xuống điều tra, cậu ta không ngờ lại chơi trò chơi với tôi sao? Đây là biểu hiện của hành vi không có trách nhiệm đối với công việc của mình, đem công việc của bộ thành trò chơi, đây là thái độ gì, phải vậy không? Phó chủ nhiệm Vu nói. Chơi trò chơi, rốt cuộc là ai đang chơi trò chơi? Một chút việc còn con như vậy không ngờ lại phải cử hai tổ điều tra xuống điều tra. Họ thật sự cho rằng nhân viên của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước rảnh rỗi đến sinh bệnh, phải vậy không? Chỉ là một đơn đặt hàng 80 triệu thôi phải vậy không? Sao lại làm quan trọng lên như vậy? Có phải bộ chúng ta đã làm hư một số đồng chí rồi? Một số đồng chí thật sự cho mình là người chèo đò trong ngành, có thể nói tùy tiện sao? Hơn nữa, cái ông nói là thánh chỉ, nếu như người ta có chút gì đó, ông có thể đứng lên giáo huấn họ. Hiện trạng của Hoành không tôi và ông đều rất rõ, đã sắp tới bước phải đóng cửa rồi, tiền lương công nhân đều không trả nổi. Chúng ta đều cảm thấy đau đầu. Người ta không dễ dàng gì mới có được chút hy vọng, lẽ nào thật sự bắt người ta phải nôn ra sao? Có lúc làm người phải trải lòng ra một chút, để người ta có chút cơm mà ăn. Nếu như Hoành không có thể phát triển lên, chúng ta đều thoải mái hơn. Nếu không thì ngày nào phiền phức cũng tới thì chúng ta cũng phiền phức lớn. Phó chủ nhiệm Vu thật sự không ngờ rằng chủ nhiệm Cao lại phê bình tập đoàn Trung Quốc dứt khoát như vậy. Mặc dù nói không chỉ mặt gọi tên nhưng những người này mà ông ta nói đến thì đến kẻ ngốc cũng có thể nghe ra là đang nói về tập đoàn cơ giới Trung Quốc. Việc này, tôi... Phó chủ nhiệm Vu có chút bị chèn ép. Việc này tôi đang muốn thương lượng một chút với chủ nhiệm Vu, về việc nâng đỡ tập đoàn Hoành không, tôi đang chuẩn bị gặp một vài đồng chí dưới đó. Sau đó sẽ báo cáo về kế hoạch bằng văn bản chính thức với chủ nhiệm, rồi đưa lên đảng bộ thảo luận. Một khi được thông qua, năm nay bộ sẽ đưa ra các dự án hỗ trợ tập đoàn Hoành không cùng với sự hỗ trợ về một số chính sách. Về mức đơn đặt hàng và một số dự án sẽ có sự hỗ trợ nhất định. Việc này tôi nói với ông trước. Được rồi, nếu như ông có việc thì đi trước đi. Cao Nhất Thiên bộ dạng dứt khoát, quyết đoán. Vu Tiên Lý vừa ra khỏi đã lập tức gọi điện thoại cho cấp dưới. Nói lập tức hủy bỏ tổ điều tra thứ hai, bởi vì sự việc đã rõ ràng, tập đoàn Hoành không không tồn tại hành vi vi phạm quy định. Cái gì, Hoành không không tồn tại hành vi vi phạm quy định? Đây là cái gì với cái gì vậy? Chủ tịch Ngô Trung Bảo của tập đoàn cơ giới Trung Quốc vừa nhận được điện thoại từ bộ, không thể tin vào tai mình, liền vội vàng tới văn phòng của Nạp Mãi Lâm để bí thư đảng ủy tập đoàn cơ giới Trung Quốc. Tổ điều tra thứ hai còn chưa xuống điều tra. Tại sao có thể biết Hoành không không tồn tại hành vi vi phạm quy định? Bộ làm như này rốt cuộc là muốn dở trò gì? Nạp Mãi Lâm Đề sau khi nghe Chủ tịch Ngô nói đã vuốt mấy cọng râu của mình, ông ta cảm thấy khó hiểu. Lúc mới đầu khi tôi khiếu nại với chủ nhiệm Vu, ông ta còn rất ủng hộ điều này, mà sau khi Trương Ẩn Hào báo cáo, ông ta liền đập bàn rồi cử tổ điều tra thứ hai xuống một lần nữa. Nghe nói cấp bậc của tổ trưởng tổ điều tra thứ hai là giám đốc sở.
Hơn nữa, tôi còn nghe nói anh ta là cấp dưới thân cận của chủ nhiệm Vu. Sau đó, nghe nói chủ nhiệm Vu buổi sáng còn đích thân tới tổ điều tra ra chỉ thị, chỉ là không lâu sau đó thì nhận được điện thoại của chủ nhiệm Cao qua chỗ ông ta. Sau khi trở về đã thay đổi hoàn toàn, chắc chắn chuyện này có liên quan tới Cao Nhất Thiên. Liệu có phải là người bên Hoành Không đã đến chỗ Cao Nhất Thiên nói chuyện không? Chủ tịch Ngô nói một cách giận dữ. Bọn họ đã làm chuyện nham hiểm này không ngờ lại dám đi cáo trạng, trên đời này còn có người mặt dày như thế sao? Nạp Mãi Đề Lâm nói. Trên đời này loại người nào cũng có, nếu không, Hoành Không cũng sẽ không làm ra chuyện này sau lưng chúng ta. Chủ tịch Ngô nói. Nếu như chuyện này chủ nhiệm Cao đã nhúng tay, hơn nữa từ thái độ của chủ nhiệm Vu mà nói thì e là chủ nhiệm Cao đã dặn dò gì đó, nếu không chủ nhiệm Vu sẽ không thay đổi một cách chóng vánh như thế. Nếu chủ nhiệm Cao nhúng tay, nếu chúng ta còn muốn thông qua bộ mà gây sức ép chuyện này thì e là không thể. Trừ phi có thể lay động chủ nhiệm, cái này rất khó. Hơn nữa, chủ nhiệm cũng phải nể mặt chủ nhiệm Cao, đúng vậy không? Trong mắt ông ấy chúng ta không bằng chủ nhiệm Cao. Nạp Mãi Đề Lâm trao mày nói. Chương 2903, chọc giận. Chẳng lẽ cứ cho qua như vậy sao, tôi không nuốt nổi cơn giận này, bọn họ quá kiêu ngạo rồi. Không ngờ lại dám mang người ra để đè nén chúng ta. Nếu như cứ làm như vậy thì tôi sợ đến lúc đó sự mềm yếu của chúng ta sẽ khiến họ được đằng chân lân đằng đầu. Cuối cùng lại ngồi lên đầu tập đoàn chúng ta, nói một cách dễ hiểu, tôi lo là bộ sẽ xóa bỏ cục diện ban đầu. Ví dụ như, ban đầu bộ đã vứt bỏ tập đoàn Hoành Không. Hiện giờ người ta lại một lần nữa nhặt lên. Chỉ sợ đến lúc đó bộ sẽ chuyển sự hỗ trợ đối với chúng ta cho tập đoàn Hoành Không. Vậy thì cái chúng ta bị tổn thất không chỉ là vấn đề thể diện mà sẽ uy hiếp rất nặng nề với cả tập đoàn chúng ta. Thậm chí sẽ động đến lợi ích của tập đoàn chúng ta. Ví dụ như tài nguyên trong bộ sẽ được phân phối lại, đem phần đáng lẽ là cấp cho chúng ta để cấp cho bọn họ. Hoành Không phát triển lên, chúng ta vô hình chung sẽ bị tụt xuống. Chúng ta không thể để tình hình ấy xuất hiện, phải kiên quyết đè nó xuống. Chủ tịch Ngô thái độ kiên quyết. Hoành Không nhất thời muốn phát triển là điều không thể, ngoại trừ tài sản ra thì họ còn mắc nợ những 3 tỷ, chỉ cần khoản tiền lãi này thôi cũng có thể đè chết bọn họ rồi. Nhưng anh nói cũng có lý, chỉ sợ rằng bộ sẽ điều chỉnh chính sách, điều chỉnh về mặt phân phối tài nguyên. Đến lúc đó, bên chịu tổn thất tất sẽ là tập đoàn chúng ta. Việc này, anh phải nhanh chóng đi đến bộ một chuyến. Bất kể là có tác dụng hay không, chúng ta không thể yêu cầu những hành động quá lớn. Nhưng chí ít chúng ta cũng không thể về không được. Còn một điều nữa, nếu như bộ không đồng ý vậy thì chúng ta chỉ còn cách dựa vào bản thân mình thôi. Nạp Mãi Đề Lâm nói. Dựa vào bản thân mình, bí thư nói chúng ta phải đích thân ra tay đấu với Hoành Không sao. Biện pháp này cũng không tồi, Hoành Không đọ sức với chúng ta. Chúng ta chỉ cần đưa ra hai phần tài lực là có thể đánh ngã họ một cách toàn diện rồi. Tôi thấy phải đến bộ một chuyến nhưng e là hy vọng không lớn rồi. Chủ nhiệm Vu đã nói rồi, nói là Bộ trưởng Cao đang chuẩn bị bắt tay vào dự án hỗ trợ. Có thể là sẽ nghiêng về tập đoàn Hoành Không. Với quyết định của Cao Nhất Thiên, chủ nhiệm Vu cũng không thể xoay chuyển. Chí ít thì chủ nhiệm Vu có thể nhắc nhở chúng ta trước, vậy là cũng coi như là bạn của chúng ta rồi, nhưng lúc tôi nói với ông ta là đồng chí Trương Ẩn Hòa rất đáng ghét. Tìm cơ hội xem có thể đánh bại họ không, nếu không để con khỉ cũng có thể thành hổ thì thật khủng khiếp. Ngô Trung Bảo nói. Từ lời của chủ nhiệm Vu có thể phân tích ra là chủ nhiệm Cao nếu đã thương lượng chuyện này với ông ta, vậy thì điều đó đã nói lên là chủ nhiệm Cao chắc chắn sẽ ra tay hành động. Dưới sự thúc đẩy của Cao Nhất Thiên thì chính sách tái hỗ trợ là điều đương nhiên. Nhưng mà chúng ta chú ý là được. Hơn nữa, ước tính là một khi bộ có hành động thì chủ tịch của các doanh nghiệp đều có thể cảm nhận được. Anh nói xem, chúng ta ở đây có phải là có thể rêu rao một chút? Đầu tiên là quấy đục thùng nước rồi nói tiếp. Tốt nhất là có thể phá hỏng kế hoạch của chủ nhiệm Cao. Hoành Không không có được sự ủng hộ thì bọn họ chết là cái chắc. Đến lúc đó tỉnh Thiên Vân này sẽ mất đi Hoành Không, vậy thì nhà máy chế tạo cơ giới của chúng ta là nhà duy nhất rồi. Về phương diện nghiệp vụ sẽ càng tăng một bậc, tiền đồ sẽ rất rực sáng đấy đồng chí Ngô Trung Bảo ạ. Nạp Mãi Đề Lâm cũng cay độc không kém, ánh mắt ẩn chứa sự nham hiểm. Ông nói là sẽ liên kết các doanh nghiệp khác trực thuộc Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, nhưng mà việc này vẫn chưa đâu vào đâu. Cái quan trọng là kế hoạch của Cao Nhất Thiên vẫn chưa bày ra, chúng ta cũng không thể nào mà mở miệng. Tôi nghĩ,
nếu phương án tái phân phối của Cao Nhất Thiên không đề cập tới các doanh nghiệp khác, vậy thì bọn họ chưa chắc đã gây sức ép với Cao Nhất Thiên. Dù sao sức nặng cũng quá lớn, có doanh nghiệp nào lại dám làm con chim đầu đàn. Đến lúc đó, sợ là người bị xui xẻo vẫn là tập đoàn chúng ta. Ngô Trung Bảo nói, trước tiên cứ chú ý đã, nhưng bất kể là có liên quan đến các doanh nghiệp khác hay không, nhưng chỉ cần kế hoạch đó một khi được bày ra. Anh nghĩ xem có vị chủ tịch nào còn ngồi yên được. Có phải là sẽ đều phải chú ý tới. Đến lúc đó, nếu như không liên quan đến bọn họ thì bọn họ đương nhiên sẽ không ra tay. Một khi động tới lợi ích của bọn họ thì đó lại là một cảnh tượng khác. Tôi nghĩ, Cao Nhất Thiên muốn tái phân phối tài nguyên, hạn ngạch, không thể chỉ giảm bớt hạn ngạch của tập đoàn chúng ta. Mà trên cả nước, các doanh nghiệp tương tự như tập đoàn chúng ta còn có 2 doanh nghiệp nữa. Bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Chúng ta có thể sẽ liên hệ với họ trước. Đến lúc đó hợp sức, người nhiều sức lớn mà. Mặc dù là Cao Nhất Thiên có thể gánh vác được cũng khó nói. Nạp Mã Đề Lâm nói. Nếu có thể lay động chủ nhiệm vậy thì tốt rồi, tiếc là cái này rất khó khăn. Bên chúng ta không có khả năng. Ngô Trung Bảo thở dài, anh ta có chút bực bội. Ha ha, mặc kệ có tác dụng hay không, dù sao chúng ta cũng phải thử. Nạp Mã Đề Lâm bỗng nhiên cười. Bí thư có cách sao? Ngô Trung Bảo hỏi. Ha ha. Nạp Mã Đề Lâm chỉ cười 2 tiếng mà không trả lời, ông ta nhìn Ngô Trung Bảo rồi nói. Tập đoàn Kim Lăng Cổ Thị là bạn hợp tác lâu dài của chúng ta, lần này chúng ta lại để Hoành Không cướp đi đơn đặt hàng, nhưng mà, đơn hàng tiếp theo tuyệt đối không thể để rơi vào tay chúng một lần nữa. Chủ tịch Cổ cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy điều này rất kỳ lạ. Trước đây chúng ta và tập đoàn của họ hợp tác rất tốt, tại sao lần này đột nhiên lại thay đổi? Hơn nữa lại không có dấu hiệu gì, tôi đã điều tra qua, Diệp Phàm hình như cũng không có quan hệ gì với chủ tịch Cổ. Việc lần này thật là khó hiểu. Ngô Trung Bảo nhíu mày nói. Nếu như ông ta vẻn vẹn chỉ có một lần thì cũng không cần lo lắng gì. Nạp Mã Đề Lâm nói. Chỉ sợ từ nay về sau sẽ bị Hoành Không kéo qua đó, chúng tôi đã điều tra qua, giá mà Hoành Không đưa ra cho họ cũng không thấp hơn giá của chúng ta đưa ra. Về tình hình giá cả xấp xỉ như vậy, Hoành Không lại không chiếm ưu thế. Hơn nữa về phương diện chất lượng sản phẩm thì càng không có bất cứ ưu thế nào. Tập đoàn chúng ta đã hợp tác lâu dài với họ, sớm đã là khách hàng lâu năm rồi, sản phẩm từ khi còn nằm trên giấy rồi đến khâu xuất phẩm đều là một quy trình phục vụ cả. Chính là trên phương diện cải tiến sản phẩm và công dụng, chúng tôi cũng đã đề ra rất nhiều ý kiến có tính đề xuất với họ. Chủ tịch Cổ lại không muốn hợp tác với tập đoàn đã cùng họ hợp tác lâu dài như chúng ta mà lại đi tìm Hoành Không, trong chuyện này, khẳng định có người giở trò. Tôi nghĩ, 8 phần là do Diệp Phàm làm. Bởi vì Vệ Ngọc Cường nếu muốn làm thì sớm đã ra tay rồi. Còn Diệp Phàm vừa tới đây mới vài ngày liền xuất hiện chuyện này, từ các dấu hiệu cho thấy, người này chính là người thao túng mọi chuyện. Ngô Trung Bảo nói, sự việc chắc chắn là do hắn gây ra, anh phải nhanh chóng liên hệ với chủ tịch Cổ, thăm dò ý của ông ta rồi nói tiếp. Về phần tập đoàn Hoành Không, sự qua loa đại khái của bọn họ chắc chắn sẽ phải trả giá. Về phần Diệp Phàm, chúng ta cũng không thể vì thế mà rụt tay lại. Kẻ nào chọc chúng ta, kẻ ấy sẽ phải bị trả giá. Nạp Mã Đề Lâm nói đến đây, không ngờ lại lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Chúng ta dù phải bỏ tiền ra thì cũng phải khiến Hoành Không đi xuống, muốn cùng chúng ta tranh lấy tập đoàn Cổ Thị. Họ không có sự kiên trì như vậy. Nói về tài lực, kỹ thuật, thực lực họ có điểm nào thắng chúng ta? Ngô Trung Bảo vẻ mặt cũng nham hiểm không kém. Anh đang chuẩn bị trả giá, đúng vậy không? Nạp Mã Đề Lâm vẻ mặt nghiêm nghị. Vứt bỏ giá cả, vứt bỏ quan hệ, vứt bỏ kỹ thuật, cái gì cũng vứt bỏ, tôi nghĩ trận chiến về giá cả này chúng ta có thể đánh cho họ tê liệt. Ngô Trung Bảo nói. Ha ha ha, Chủ tịch Ngô, ông đúng là có hành động chạm đầu của nước Mỹ đó. Nạp Mã Đề Lâm cười nói. Không phải là chặt đầu, là đợt sóng đả kích đầu tiên. Nhưng nếu là chặt đầu thì phải bí thư như ông ra tay. Bắt giặc phải bắt vua trước mà. Ngô Trung Bảo cười rạng rỡ. Tiến hành đồng bộ chẳng phải tốt hơn sao? Nạp Mã Đề Lâm cười nói. Sáng hôm sau, đồng chí Khương Quân vội vàng trở về. Anh ta cầm chén trà lạnh trên bàn lên uống. Từ từ thôi, trà này đã để qua đêm rồi đấy, uống vào sẽ sinh bệnh đấy. Diệp Phàm vội đứng lên nói. Không sao, dạ dày tôi tốt, trước kia còn cả ngày uống nước lã cơ. Khương Quân nói, uống hết chén trà rồi ngồi xuống.
anh ta vẻ mặt phấn chấn nói. Bí thư Diệp, việc hợp tác với công ty xây dựng Thiên Mã đã định rồi. Chúng ta nắm 60% cổ phần, bọn họ là 40%. Nhưng công ty xây dựng Thiên Mã là một công ty nhỏ cấp 3. Tuy nhiên công ty đã có hơn 20 năm lịch sử. Hơn nữa trên thực tế những công việc mà công ty cấp 2 có thể làm thì công ty họ đều có thể làm. Ví dụ như xây dựng các tòa nhà từ 12 tầng trở lên họ cũng đã từng xây qua, còn cả việc xây dựng đường cấp 2 họ cũng đều làm qua. Chỉ là lợi ích của công ty không phải là thực sự tốt, chỉ có thể coi là miễn cưỡng giải quyết vấn đề ăn no mặc ấm cho công nhân, vì thế không thể đưa ra tiền để xin thăng cấp được. Thực ra thì họ sớm đã có thể xin thăng cấp rồi, chỉ là vấn đề thiếu tiền thôi. Lần này nghe nói Hoành Không chúng ta tình nguyện hợp tác cùng, điều kiện duy nhất của họ là cần tiền để tăng cấp bậc. Tiêu chuẩn cấp 2 là gì? Diệp Phàm hỏi. Doanh nghiệp trong 5 năm gần đây đã đảm nhận 4 dự án đấu thầu trong 6 mục dưới đây hoặc chủ thể nhận thầu công trình, chất lượng công trình đạt tiêu chuẩn. Một là công trình xây dựng các tòa nhà từ 12 tầng trở lên. Hai là công trình xây dựng với độ cao trên 50 mét. Ba là công trình xây dựng tòa nhà có diện tích xây dựng trên 10.000 mét vuông. Bốn là công trình xây dựng tòa nhà có chiều rộng trên 21 mét. Năm là quần thể kiến trúc hoặc các khu chung cư có diện tích 50.000 mét vuông trở lên. Sáu là công trình kiến trúc tòa nhà có hợp đồng xây dựng trên 30 triệu. Khương Quân nói, họ không đạt tiêu chuẩn cấp 2 thì sao có thể nhận được các công trình xây dựng như này, hơn nữa. Về phương diện quản lý việc giám sát chất lượng công trình hiện nay cũng rất khắt khe. Còn đơn vị xây dựng cũng không thể chọn họ đúng chứ. Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Trên đời này tiêu chuẩn là tiêu chuẩn, còn hiện thực lại là một chuyện khác. Có một số đơn vị vì muốn tiết kiệm tiền mà đã đưa các dự án xây dựng có chút vượt tiêu chuẩn bí mật giao cho công ty xây dựng Thiên Mã. Thật ra thì người ta quả thực có thể làm những điều này, chất lượng không ngờ cũng đạt tiêu chuẩn. Vì thế có lần một sẽ có lần hai. Chỉ cần có một đơn vị dám ăn con cua này thì tất sẽ có đơn vị thứ hai dám nuốt. Hơn nữa, bảng giá mà công ty xây dựng Thiên Mã đưa ra rẻ hơn rất nhiều so với bảng mã mà các công ty cấp 2 thực sự đưa ra. Trong trường hợp có thể bảo đảm chất lượng thì một số đơn vị đương nhiên sẽ nhìn thấy mặt lợi này. Ví dụ một căn nhà khi xây dựng xong có thể tiết kiệm được mấy chục nghìn, người ta đương nhiên sẽ chọn công ty xây dựng Thiên Mã. Đương nhiên là họ làm cũng mịt mờ. Nếu quá rõ ràng thì sợ những công ty cấp 2 sẽ khiếu nại. Những năm gần đây, Thiên Mã cũng bị tố cáo vài lần, nhưng càng bị tố cáo thì lại càng tức giận. Bởi vì một khi đã tố cáo thì có một số đơn vị vốn không biết đơn vị xây dựng Thiên Mã thông qua những chuyện này biết Thiên Mã thu phí không cao, nhưng lại có thể hoàn thành các dự án mà công ty cấp 2 có thể hoàn thành. Tự nhiên những đơn vị không nhiều tiền sẽ chủ động tìm đến họ. Và đương nhiên những đơn vị này cũng không phải là nhiều nhưng cũng có thể khiến Thiên Mã giải quyết được vấn đề ăn no mặc ấm. Khương Quân nói, chương 2904, hãy nhìn xuống dưới. Thật ra tiền không thành vấn đề, cũng chỉ là vài ba triệu. Nhưng chúng ta bỏ ra vài ba triệu mà họ lại chiếm 40% cổ phần có phải là quá nhiều không? Công ty xây dựng cấp 3 có thể có những gì, chẳng qua cũng chỉ là mấy cái máy móc, một đám công nhân lộn xộn thôi. Máy móc chúng ta còn không ưng mắt, về phần công nhân và nhân viên kỹ thuật, bên anh cũng đã chuẩn bị tương đối rồi. Những lính công trình của anh còn lợi hại giỏi hơn cả những công nhân của họ. Nghe nói anh còn tìm được vài kiến trúc sư tới rồi. Nhân tài kỹ thuật chúng ta không thiếu, hơn nữa lính công trình bên anh trước đây đến công trình dưới mặt đất khó nhất họ cũng đã làm rồi thì còn công việc gì mà không làm nổi nữa. Diệp Phàm có chút buồn lòng. Công ty cũ nát kia của họ không đáng tiền. Chúng tôi đã mời chuyên gia đến đánh giá, công ty bọn họ nhiều nhất cũng chỉ đáng mấy triệu đồng. Nhưng nhân viên kỹ thuật của bên họ cũng ổn, mà nhân tài thì không có cách nào dùng tiền để đánh giá được. Hơn nữa, công trình xây dựng của Hoành Không chúng ta phải nhanh chóng đánh bật những tên có tiếng, không mượn xác của bọn họ không được. Nếu như do bên chúng ta xây dựng hoàn toàn, mặc dù nói chúng ta có nhân tài, có kỹ thuật, có tiền bạc nhưng tiêu chuẩn xây dựng có quy định của nó, cái này cần thời gian mới có thể làm được. Ít nhất cũng phải mất thời gian 5-6 năm mới có thể nâng công ty lên từng bước một. Vậy thì phải đợi đến ngày tháng năm nào? Tôi đợi không được mà Chủ tịch Diệp lại càng không thể đợi được. Đương nhiên họ có chút kiêu ngạo, nhưng còn cách nào khác, anh phải mượn thương hiệu của người ta thì người ta phải làm khó anh. Khương Quân cũng có chút buồn bực. Không thể hạ thấp một chút sao? Tức là đem số tiền được giảm bớt đó đi mua các thiết bị máy móc,
xây dựng ký túc xá cũng được. Diệp Phàm nói, Tổng Giám đốc Ngưu Đắc Hưng của bọn họ tham lam vô cùng, đừng nói là hạ xuống, dù chỉ là một tí cỏn con thôi thì ông ta cũng không đồng ý. Bởi vì họ nắm được điểm yếu của chúng ta, nói là muốn góp vốn thì phải cấp cho công ty họ một khoản lệ phí thương hiệu. Riêng khoản này thôi đã là 2 triệu, mẹ kiếp, một công ty mục nát không ngờ lại dám ra giá như vậy. Tôi lúc đó tức đến mức muốn dẫm bẹp hắn. Ngoài ra còn yêu cầu chúng ta đầu tư 30 triệu, số tiền này là dùng cho công ty, còn 2 triệu kia là dùng vào việc trợ cấp cho chủ tịch và cán bộ nhân viên công ty họ. Mà bọn họ còn muốn chiếm 40% cổ phần. Cái miệng bọn họ quả thực rất lớn. Khương Quân tức giận nói. Dẫm bẹp hắn, ha ha, biện pháp này hình như không tồi đấy. Diệp Phàm bỗng nhiên cười rồi nói. Thật sự dẫm bẹp sao? Khương Quân sững người, mắt mở to. Hắn ta quả thực là xảo trá mà, 2 triệu trợ cấp cho họ, e là có 1 triệu sẽ vào túi Ngưu Đắc Hưng rồi. Tên này rõ ràng là đang bắt chẹt chúng ta. Loại người này phải trị, nếu không hắn ta còn muốn lật trời cũng nên. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Chỉ sợ là chúng ta không có thời gian trị hắn, có cơ hội tin là chủ tịch Diệp sẽ tìm đến. Chúng ta chỉ cần ra tay phá hoại mấy dự án của họ thì đoán chừng là hắn ta sẽ ngồi không yên. Đến lúc đó công nhân đến gây sức ép cũng đủ khiến hắn ta hao tổn tâm trí rồi. Còn cả bên ngân hàng nữa, bọn họ cũng vay mấy triệu. Chỉ cần ngân hàng thúc giục thì công ty mục nát của họ coi như xong rồi. Khương Quân cười nói, ngân hàng nào cho vay vậy, nhưng nếu như chưa đến kỳ hạn, vậy thì ngân hàng cũng không thể giục họ đòi tiền được, đúng vậy không? Diệp Phàm hỏi, tôi đã điều tra rồi, đã qua thời hạn rồi, là ngân hàng xây dựng tỉnh cho vay. Ngưu Đắc Hưng đang là người phụ trách của ngân hàng xây dựng tỉnh. Chỉ là chủ tịch Diệp cũng không quen biết lãnh đạo ngân hàng xây dựng phải không? Khương Quân nói, trước kia không quen biết không có nghĩa là bây giờ không quen biết mà. Diệp Phàm cười một tiếng, nghĩ một hồi rồi cầm điện thoại lên gọi. Chủ tịch Thái, tôi là Diệp Phàm bên Hoành Không đây. Là chủ tịch Diệp à, có việc gì vậy? Thái Cường hỏi, là như thế này. Ông có thể lên tiếng bảo lãnh đạo ngân hàng xây dựng tỉnh thúc giục công ty xây dựng Thiên Mã hồi lại tiền mà ngân hàng đã cho vay được không? Phải thúc giục gấp, lập tức yêu cầu họ hoàn trả lại. Diệp Phàm cười. Cái này là vì cái gì? Cậu nói nguyên nhân trước đi, vô duyên vô cớ lên tiếng bảo người ta làm vậy e là không thỏa đáng. Thái Cường không từ chối, chỉ là muốn hỏi rõ nguyên nhân. Diệp Phàm lập tức đem chuyện Hoành Không phải thành lập công ty xây dựng ra kể một lượt. Nhà máy thiết bị điện lực cơ giới của các cậu đang làm tốt vậy tại sao lại muốn thành lập công ty xây dựng? Công ty mới cũng phải cần một khoản tiền lớn, hơn nữa, hiệu quả chậm. Cậu phải nghĩ kỹ đấy. Nếu như đem tiền thành lập công ty xây dựng đầu tư cho nhà máy hiện giờ không phải tốt hơn sao? Thái Cường hỏi. Chúng tôi đã điều tra rồi, thời gian này cả nước đang làm xây dựng, công ty xây dựng hoàn toàn có thể kiếm được tiền. Về phần cầm hợp đồng dự án thì tôi có cách. Hiện tại công nhân của Hoành Không rất nhiều, hơn một nửa trong số đó đang nhàn rỗi. Không bằng xây dựng một công ty mới để họ có việc làm rồi sẽ có cơm ăn, hơn nữa, cũng không muốn gây sức ép một số chuyện. Diệp Phàm nói về dự định của mình. Hơn nữa, hôm qua bên thành phố Hạng Nam đã truyền đến một tin. Công trình đại lộ Tinh Huy có vốn đầu tư 700-800 triệu mà thành phố xin đã được tỉnh thông qua rồi. Tôi nghĩ... Chúng ta nếu có thể theo kịp vậy thì cũng có thể có thêm chút việc làm phải vậy không? Chỉ cần bắt đầu thì chúng ta đã kiếm được tiền rồi. Quả thực là có dự án đại lộ Tinh Huy tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt rồi. Nhưng cậu và đồng chí Cái Thiệu Trung, Thái Cường có chút do dự. Không sao, tư tưởng của bí thư Cái tôi nghĩ có thể cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Việc riêng là việc riêng, hơn nữa, quan hệ giữa thị trưởng Lam của thành phố Hạng Nam và tôi cũng rất tốt. Đại lộ Tinh Huy này nói trắng ra là Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ huy, đúng vậy không? Diệp Phàm nói. Vậy được, tôi lập tức lên tiếng với ngân hàng xây dựng tỉnh, nhưng cách này của cậu có tác dụng hay không thì cũng rất khó nói. Người ta nếu như còn có dự án kiếm tiền thì hoàn toàn có thể tranh thủ chút thời gian đổi ngân hàng khác để vay là được rồi. Thái Cường nói. Không cần quan tâm được hay không, cứ thử trước đã. Không chừng có thể ép chủ tịch Ngưu đến độ cần tiền gấp. Tự nhiên sẽ thúc giục chúng tôi cũng nên. Đến lúc đó chúng tôi có thể giảm bớt số tiền đầu tư rồi, chủ tịch Thái là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoành Không. Hoành Không này nói trắng ra thì người chủ quản thực sự là chủ tịch Thái,
tôi chỉ là người chấp hành chỉ thị của Chủ tịch Thái thôi. Một cuộc điện thoại này của Chủ tịch Thái có lẽ sẽ đáng giá 1 triệu. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ không xử tệ với công ty xây dựng Thiên Mã, cái gì cần cung cấp thì vẫn phải cấp cho họ. Chỉ là về phương diện nắm cổ phần thì chúng tôi cần tranh thủ thu được lợi ích lớn hơn, ví dụ chúng tôi yêu cầu 80% cổ phần. Diệp Phàm nói, rồi, cách này cũng khá hay, nhưng đồng chí Diệp Phàm, nếu cậu đã quyết tâm làm, vậy thì nên hành động sớm đi. Cũng cần có cơ sở nhất định, việc này tôi ủng hộ cậu. Muốn làm thì phải làm tốt, nếu như có thể thay đổi suy nghĩ đưa công ty xây dựng đi lên cũng không phải không có khả năng. Nhà máy Hoành không chịu sức ép của tập đoàn cơ giới Trung Quốc, tập đoàn vốn có thị trường rộng lớn, sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng là bọn họ chứ không phải các cậu. Vì thế, phát triển ngành khác cũng có thể xem là một biện pháp hay để cứu lấy Hoành không. Nhưng trên phương diện công nhân thì cậu phải chú ý. Công nhân của nhà máy đều là sản xuất các thiết bị cơ giới điện lực, cậu gọi họ đi làm công nhân xây dựng. Cái này có chút khó khăn đấy. Đến lúc đó liệu có xảy ra chuyện gì không? Hoành không các cậu vừa mới ổn định được một chút, không thể vì một công ty xây dựng mà làm loạn lên được. Thái Cường vẫn có chút lo lắng. Chủ tịch Thái cứ yên tâm, đồng chí Khương Quân lần này rất hăng hái. Hơn nữa danh tiếng của anh ta trong tầng lớp cán bộ công nhân viên của tập đoàn cũng rất tốt. Có chuyện gì anh ta cũng có thể xử lý được, hơn nữa tôi và Khương Quân đều có thể kiểm soát, lẽ nào còn sợ Khương Quân thứ hai sao? Diệp Phàm nói tiếp. Về phần sự chuyển đổi công tác của công nhân, cái này thì chỉ cần huấn luyện thích hợp một chút là được rồi. Hơn nữa công nhân của hai nhà máy lớn là cơ giới và thiết bị điện lực một phần sẽ đứng máy, còn một số công nhân khác sẽ làm việc vặt. Những việc vặt này cũng không nhẹ nhàng hơn các công nhân làm xây dựng. Hơn nữa, tôi còn muốn thành lập chế độ khảo hạch thành tích nghiệp vụ. Vạch rõ thành tích của mỗi công ty nào kiếm được nhiều tiền hơn thì công nhân của công ty đó sẽ nhận được nhiều lương hơn. Cứ như vậy cũng có thể hình thành cơ chế cạnh tranh có hiệu quả, hình thành ý thức cạnh tranh. Nếu không ngày ngày cơm tập thể thì không ai muốn vì công ty mà làm thêm chút việc. Chế độ trả lương của chúng ta trước kia cũng phải sửa đổi. Nếu như công ty xây dựng kiếm được tiền thì tiền lương của công nhân sẽ cao lên. Đến lúc đó, ước chừng là dù công nhân ở nhà máy cơ giới hay nhà máy thiết bị điện cũng đều muốn dồn về đó làm. Ý tưởng không tồi, nhưng các cậu là doanh nghiệp quốc doanh. Muốn cải cách chế độ tiền lương thì cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ. Cái này là chuyện lớn có quan hệ tới lợi ích thiết thân của công nhân. Công nhân mong đợi chút tiền này, nếu như chế độ không tốt, vậy thì sẽ nhiễu loạn. Việc này cậu nhất định phải hết sức thận trọng, hơn nữa nếu như cậu thực sự muốn làm vậy thì trước tiên hãy phát qua chế độ rồi đưa cho tôi xem. Việc này không phải là trò đùa trẻ con đâu. Thái Cường đang sợ loạn. Trong lòng Diệp Phàm khinh bỉ ông ta, anh ta nói. Việc này tôi cũng rõ sức ảnh hưởng của nó. Tôi sẽ thận trọng, hơn nữa, hiện tại tôi cũng không có thời gian làm cái này, trước tiên nắm được mấy dự án rồi nói tiếp. Việc này Chủ tịch Thái cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không làm ẩu. Vấn đề liên quan đến cuộc sống của hơn 10.000 công nhân, chúng tôi sẽ kịp thời thông báo với ban giám đốc. Được, cậu có thể suy nghĩ vậy là tốt. Thái Cường nói rồi cúp máy. Anh nói Chủ tịch Ngưu của chúng ta có thể khá tới khi nào? Diệp Phàm cười. Đoán là sẽ không được bao lâu, gần đây họ cũng nắm được một dự án khá lớn, nhưng công trình là như vậy. Sẽ không đưa tiền cho anh trước, mà cơ bản đều là phải lót tiền, sau đó người ta mới tiếp tục đưa tiền cho anh. Có những khoản tiền mà sau khi công trình hoàn thành cũng phải kéo dài mất mấy năm thậm chí đến mức không trả. Vì thế nên ngân hàng xây dựng sẽ nắm chặt, Chủ tịch Ngưu ấy à, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên cho coi. Bởi vì chúng ta đã âm thầm điều tra của cả nhà hắn, nợ đã lên tới mấy chục nghìn rồi, hơn nữa còn nợ công nhân 2 tháng tiền lương. Đến lúc ấy chúng ta đến chỗ công nhân quấy nhiễu một chút, dù họ không muốn ký với chúng ta thì cũng phải ký. Khương Quân cười nói. Ha ha ha, công ty cũ nát của Chủ tịch Ngưu chơi thế nào được với chúng ta chứ, chỉ là châu chấu đá voi thôi. Diệp Phàm cười một cách khinh thường. Sáng hôm sau, Diệp Phàm đang ngồi ở văn phòng. Khổng Ý Hùng nhẹ nhàng gõ cửa, có chút thần bí chỉ về cửa sổ phía dưới. Làm gì vậy cậu Khổng? Diệp Phàm cười. Bí thư Diệp, anh xem bên dưới. Khổng Ý Hùng nói. Chương 2905, cái lão hổ đến rồi. Diệp Phàm có chút tò mò kéo màn cửa sổ ra, vừa nhìn hắn ta bỗng ngẩn người. Bí thư Diệp, anh nói có phải tà môn không,
cái lão hổ hôm nay sao lại có nhã hứng đến công ty chúng ta đi dạo vậy? Khổng Ý Hùng nói. Ha ha, tập đoàn Hoành Không chúng ta cũng nằm trên địa phận của thành phố Hạng Nam mà. Bí thư cái của chúng ta qua đây để tuần tra địa bàn của mình đấy. Diệp Phàm cười. Trong lòng hắn ta có chút buồn bực, hiểu là cái lão hổ có lẽ đã biết chuyện mình điều xuống nên đã đặc biệt qua đây để diễu võ Dương Oai một chút đây mà. Diệp Phàm bước xuống. Hoan nghênh bí thư cái đến thị sát công ty chúng tôi. Diệp Phàm cười rồi đưa tay ra bắt. Thị sát thì không dám, tôi qua đây đi dạo chút thôi. Hoành Không dù sao cũng là ở trên địa bàn Hạng Nam, đúng vậy không? Không ngờ rằng cái lão hổ giống như đã thay tính đổi nết vậy, anh ta bắt tay Diệp Phàm, khuôn mặt như Bồ Tát, cười ha hả. Mà ở sân cỏ cách đó không xa, một số nhân viên của công ty vừa nhìn đã suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi. Hai đồng chí từng bóp cổ nhau này không ngờ giờ lại thân mật đến thế, đang diễn bài gì vậy? Không lâu sau đó, cửa sổ của tất cả các phòng trong công ty được kéo rèm ra, vài trăm đôi mắt đang quan sát hành trình thân mật của Chủ tịch Diệp và cái lão hổ. Với vai trò là địa chủ, Hoành Không các anh đã góp một viên gạch cho thành phố Hạng Nam đấy. Vì thế chúng tôi cần phải cảm ơn các anh. Cái lão hổ cười đến nhộn nhạo. Đó cũng là điều nên làm. Không hiểu là bí thư cái đã chuẩn bị thế nào để quan tâm đến tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Gần đây công ty chúng tôi có chút đình trệ, hay là bí thư cái này sinh lòng thương hại đến rót cho công ty chúng tôi trăm triệu vậy? Diệp Phàm cười, trong lòng giật mình. Cái lão hổ đã biết mình sắp tới Hoành Không rồi, không chừng trước khi rời khỏi chức vụ hiện tại thật sự sẽ mang một khoản tiền đến đầu tư vào tập đoàn Hoành Không cũng nên. Dù sao, đối với cái Thiệu Trung mà nói thì Hoành Không mới là nhà mẹ đẻ của anh ta từ nay về sau. Mà có thể trước khi rời khỏi Hạng Nam, xách một món tiền khổng lồ tới thì người của Hoành Không cũng có thể nhìn thấy. Ân oán cá nhân là thuộc về cá nhân, công ty là chuyện quan trọng. Đồng chí Diệp Phàm, anh nói đúng rồi đấy. Hôm nay tôi qua đây là muốn xem anh cần sự ủng hộ gì. Thành phố những năm trở lại đây hỗ trợ các anh không đủ. Với vai trò là người đứng đầu thành phố Hạng Nam, trong lòng tôi cũng xấu hổ lắm. Cái Thiệu Trung cười nói. Những thứ cần thiết thì nhiều lắm, hiện tại cái chúng tôi thiếu nhất vẫn là tiền. Mà mấy dự án góp vốn đang trong giai đoạn đàm phán, muốn đàm phán xong ngay tức khắc cũng tương đối khó. Hạng Nam cũng là thành phố lớn của tỉnh Thiên Vân, thu nhập tài chính xếp hàng đầu của tỉnh. Nếu như trực tiếp hỏi các anh chia tay giúp đỡ thì cũng khó coi quá. Như vậy đi, chúng tôi vừa thành lập một công ty xây dựng. Bên Hạng Nam muốn xây dựng gì có thể giao cho công ty mới của chúng tôi chút việc được không? Diệp Phàm nói. Dự án thì thật ra là có, gần đây dự án Đại Lộ Tinh Huy đã được tỉnh thông qua. Tổng vốn đầu tư ước tính là 600 triệu, xây dựng quảng trường và một số kiến trúc tiêu chuẩn, nhưng dự án lớn như thế này có thể sẽ phải đấu thầu. Chỉ là công ty xây dựng Hoành Không mới được thành lập, kinh nghiệm chưa nhiều, nếu không thì thành phố có thể suy nghĩ để cho các anh một số dự án. Cái lão hổ cười nói. Ha ha, bí thư cái có thể không biết chứ, công ty xây dựng của tập đoàn Hoành Không chúng tôi không phải là vừa mới thành lập. Trước đây nó không được gọi là công ty xây dựng Hoành Không mà là công ty xây dựng Thiên Mã, bí thư cái đã nghe tên công ty này bao giờ chưa vậy? Diệp Phàm nói. Công ty xây dựng Thiên Mã hình như là công ty xây dựng của tỉnh thành. Cái này tôi đã nghe qua rồi, nhưng công ty xây dựng Thiên Mã sao lại biến thành công ty xây dựng Hoành Không các anh được? Cái lão hổ sửng sốt hỏi, thật ra anh ta sớm đã hiểu rồi. Chẳng qua là tập đoàn Hoành Không mượn nhãn hiệu công ty xây dựng Thiên Mã của người ta thôi. Như vậy thì Hoành Không có thể dùng tên này rồi, mà cấp bậc đã được nâng lên trong nháy mắt. Hai bên hợp tác, nhưng quyền khống chế cổ phần nằm trong tay Hoành Không chúng tôi. Diệp Phàm cười nói, hiểu rồi, quả là ý tưởng hay, nhưng tư chất của công ty xây dựng Thiên Mã là cấp mấy? Nếu như cấp bậc quá thấp thì cũng sẽ không có tư cách tham dự đấu thầu đâu. Cái lão hổ hỏi một cách tỉ mỉ. Hiện tại là cấp 3, nhưng lập tức sẽ được thăng lên cấp 2. Hơn nữa họ sớm đã tiếp nhận các công việc của một công ty cấp 2 rồi. Ví dụ như dự án xây dựng khu công viên Hưng Hào của tỉnh thành, họ đã làm 80%. Mà tòa nhà cao nhất ở khu hoa viên Hưng Hào lên đến tầng 20. Họ hoàn toàn có năng lực để làm dự án Đại Lộ Tinh Huy này. Chỉ là khi bọn họ nhận thầu là mượn danh nghĩa của công ty khác. Tư chất không đủ mà, chỉ có thể coi là nhận thầu cấp 2 thôi, đã đem về cho công ty nhận thầu cấp 1 không ít tiền. Nhưng sau khi chúng tôi đầu tư, xây dựng Thiên Mã từ nay về sau là công ty con trực thuộc tập đoàn Hoành Không chúng tôi rồi.
Mục tiêu của chúng tôi không phải là cấp 2 mà là cấp 1, thậm chí là công ty xây dựng cấp đặc biệt. Chúng tôi không chỉ hướng tầm mắt đến các phòng ốc mà sau này còn muốn đầu tư vào các dự án sơn động cầu đường. Diệp Phàm nói, vậy thì các anh phải nắm bắt lấy cơ hội, Đại Lộ Tinh Huy khoảng nửa tháng nữa sẽ đấu thầu. Mà cấp bậc đủ điều kiện tham gia đấu thầu thấp nhất là cấp 2. Các anh mặc dù vừa mới lấy được nhãn hiệu Thiên Mã, song danh tiếng vẫn không vang dội như các công ty khác. Hiện tại đã có các công ty cấp 1 thậm chí là đặc cấp đến đăng ký rồi. Muốn nắm một phần dự án của Đại Lộ Tinh Huy e là có chút khó khăn. Cái lão hổ bắt đầu kể. Ha ha, tin là có sự ủng hộ của bí thư cái thì mọi việc sẽ được thuận lợi, đúng vậy không? Quan trọng là bí thư cái có ủng hộ chúng tôi hay không thôi. Ha ha ha. Cái lão hổ chỉ cười vài tiếng chứ chưa trả lời, đương nhiên anh ta muốn đợi Diệp Phàm cầu tới cửa. Anh xem, hai bọn họ nói chuyện sôi nổi như thế có phải là đã hòa giải rồi không? Một vị đồng chí cười nói. Hòa giải, đây không phải là chơi trò trẻ con, không thể dễ dàng hòa giải được như vậy đâu. Một đồng chí khác cười lạnh nói. Cũng đúng, bị bóp cổ đối với cái lão hổ mà nói là một việc quá mất mặt. Có thể là anh ta cười cười nói đấy, chưa biết chừng trong lòng đang ngầm giữ dao đấy. Đồng chí đầu tiên nói. Không giấu dao mới lạ đấy, nhưng mà hôm nay cái lão hổ diễn quả thật rất nhập vai, thực sự khiến người ta nhìn không ra. Anh ta bị chủ tịch Diệp bóp cổ như vậy, không ngờ bây giờ lại dám vác mặt đến tổng bộ của công ty. Thật sự kỳ lạ. Đồng chí thứ hai nói. Trên đời này việc kỳ lạ thì có quá nhiều, tuy nói hai người họ nói chuyện rất sôi nổi, nhưng tôi tin là đây chỉ là biểu hiện bên ngoài. Không chừng hai người họ đang chơi trò ngôn ngữ cũng nên. Dùng cái miệng để phân cao thấp thì sao nhỉ? Đồng chí trước đó nói. Ôi, chứ không phải là lại xảy ra chuyện gì sao? Trước đây đã có vụ cắt điện đó thôi, bây giờ không biết sẽ đến chuyện gì nữa chứ. Chủ tịch Diệp vất vả lắm mới có thể lấy được một đơn hàng lớn như thế, nghe nói còn bị bên cơ giới Trung Quốc tố cáo. Bản thân không có bản lĩnh lại còn mắc chứng đau mắt đỏ, là cái đạo lý gì thế chứ? Đồng chí sau mắng. Nhưng tôi thấy chủ tịch Diệp đã có cách rồi, anh xem tổ điều tra không phải cũng chán nản mà về đó sao? Hơn nữa, mấy ngày nay chúng ta cũng không có việc gì. Điều này nói lên điều gì? Chính là tập đoàn cơ giới Trung Quốc cũng không có cách nào. Con mẹ nó chứ, trước kia bị họ ức hiếp, bây giờ cũng nên đến lượt chúng ta hãnh diện một chút. Đồng chí đầu nói, đó là điều đương nhiên rồi, tất cả đều là chủ tịch Diệp mang đến cho chúng ta. Chủ tịch Diệp là một nhân tài, không chừng chủ tịch Diệp sẽ lại vực dậy được Hoành Không, đến lúc đó, con mẹ nó, tôi phải đến tổng bộ tập đoàn cơ giới Trung Quốc nôn mới được. Đồng chí sau nói, có vẻ rất hưng phấn. Diệp Phàm còn không biết là trong công ty có rất nhiều đồng sau lưng đặc biệt danh cho anh ta là Diệp Đại. Cái lão hổ vẻ mặt nhộn nhạo tiến vào trong xe, Diệp Phàm cũng khách khí mở cửa xe cho anh ta. Mà người trong công ty tuy nói là đều muốn biết hai người Diệp Đại và cái Đại đang nói chuyện gì nhưng cũng không có ai dám hỏi. Đương nhiên, chủ đề nóng của tổng bộ công ty lúc này là đang được bàn tán xôn xao. Hai đồng chí cùng nhau nói. Thế nào, nhìn thấy hai vị lão đại chưa? Về tới văn phòng, khuôn mặt tươi cười của Diệp Phàm đã nhanh chóng biến mất. Anh ta gọi điện thoại cho Lam Tồn Quân hỏi. Dự án Đại Lộ Tinh Huy của các cậu, tỉnh đã phê duyệt chưa? Nghe nói là được phê duyệt rồi, nhưng vẫn chưa nhận được thông báo chính thức và công văn phê chuẩn. Tuy nhiên cũng chắc đến 8-9 phần rồi. Công ty xây dựng Thiên Mã của Chủ tịch Diệp Anh phải tranh thủ nắm bắt lấy. Nếu không tới lúc đó các anh không đủ tiêu chuẩn tham dự đấu thầu thì tôi muốn giúp cũng không thể giúp nổi. Nhiều nhất cũng chỉ là một chút việc thừa cho các anh thôi. Lam Tồn Quân nói. Cái này chúng tôi biết rõ. Nhưng quả thật trình tự xin thăng cấp cho công ty xây dựng cũng rất phức tạp. Họ chắc vẫn phải cử người xuống điều tra, chứng minh, đánh giá. Nghe cái lão hổ nói Đại Lộ Tinh Huy trong nửa tháng nữa phải khởi động đấu thầu rồi. Tôi sợ là không kịp. Hiệu quả làm việc của một số đơn vị chúng tôi đừng nói là nửa tháng chứ đến 3 tháng mà có thể phê duyệt cũng đã là không tồi rồi. Nhưng nếu như tìm được cao nhân tương trợ, vậy thì nhanh nhất cũng phải mất 1 tháng mới có thể làm được. Diệp Phàm nói. Vậy thì ý của Chủ tịch Diệp là? Lam Tồn Quân hỏi. Kéo dài tới lúc chúng công ty chúng tôi được thăng lên cấp 2 rồi bắt đầu, dù sao việc này cũng không vội, đúng vậy không? Diệp Phàm nói. Cái này thì khó rồi, cái lão hổ đang là chủ quản thành phố Hạng Nam.
Công trình lớn 7-800 triệu này là việc thành phố Hạng Nam đã trì hoãn vài năm. Một khi cấp trên phê duyệt xuống, tôi làm sao mà cản được. Hơn nữa, dự án này là công trình sĩ diện mà cái lão hổ muốn làm, đó là công trình chiến tích. Công văn phê duyệt tới thì anh ta chắc chắn sẽ thúc giục Ủy ban Nhân dân thành phố khởi động công trình. Đến lúc đó lên hội nghị thường vụ, tôi cũng hết cách. Hơn nữa, cho dù là công văn phê duyệt chưa tới thì anh ta đã triệu tập hội nghị thường vụ mấy lần rồi. Luôn thúc giục chúng tôi khởi động trước dự án này. Nhưng luôn bị tôi gây sức ép, cái lão hổ gần đây tỏ ra rất tức giận với tôi. Trong hội nghị, anh ta thường xuyên nói bóng nói gió một số đồng chí thế này thế nọ, thực ra một số đồng chí chính là tôi. Nhưng tôi giả câm giả điếc không để ý đến anh ra. Mỗi lần anh ta ép tôi đều nói là thời cơ chưa chín muồi và cũng chưa được nhận được khoản tiền nào. Vậy là anh ta cũng hết cách, nhưng nếu một khi công văn phê chuẩn xuống thì lại là chuyện khác. Nếu tôi lại gây sức ép tiếp thì chẳng phải là cố tình cản trở sao. Cãi nhau với anh ta tôi cũng không sợ, cái tôi lo lắng là không thắng nổi anh ta. Thực lực bên này của tôi vì Đông Phương Bất Bại đã thất bại nên mới tăng cường một chút. Nhưng mà vĩnh viễn không thể đạt đến bước chống đỡ lại được với cái lão hổ. Lam Tồn Quân nói thật,